Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 41. Đường Nguyên Cực bỗng nhiên quay người, nhìn hằm hằm Vô Hồi Thánh Chủ. Khốn kiếp, người còn không xong sao? Vô Hồi Thánh Chủ đối xử lạnh nhạt rằng co. Kỳ hạn 3 tháng vừa đến, ta nhất định phải nhìn thấy Tử Vi Thánh Địa trình diện. Các ngươi tốt nhất đừng để 3 năm tên đệ tử tới làm bộ dáng, bởi vì người của Tử Vi Thánh Địa các ngươi cần vào tới tuyến đầu, cùng hoàng tộc đối kháng. Đường Nguyên Cực dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Vô Hồi Thánh Chủ. Tức giận, uất ức, nhưng cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Nữ tử này căn bản cũng không phải là mạnh mẽ, mà là một loại tàn nhẫn khôn khéo. Nếu như Thánh Địa Nam Bộ thành công tập kết, toàn thể Liên Minh Thánh Địa Tây Bộ trình diện, thế tất gây nên sự chú ý của khắp thiên hạ. Nếu như Tử Vi Thánh Địa điều động cường giả vào ở Đại Hoang, từ địa vị cùng thực lực mà nhìn, cũng sẽ vọt tới phía trước nhất, cùng hoàng tộc đối kháng. Đến lúc đó, nếu như thật chết đến mấy người của Thánh Địa, Liên Minh Thánh Địa sẽ không thể không tuyên chiến các phương. Cứ như vậy, Vô Hồi Thánh Chủ có đầy đủ lý do cũng có đầy đủ minh hữu, thay Khương Phàm ngăn cản uy hiếp cường đại đến từ phương Bắc. Quá điên cuồng cũng quá cao minh. Cường tộc các phương càng nhăn mày càng chặt, mang vẻ mặt phức tạp nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Lão nương môn này mà làm tôn chủ Nam Bộ thì thật sự quá phí tài. Ném tới Thánh Địa Trung ương làm Thánh Chủ cũng đều dư xài. Chờ chút. Vẫn là ở lại Nam Bộ đi, đừng đến địa vực Trung ương gây tai họa cho người khác. Trong màn sương mù của Thánh Địa, bọn người Khương đang lặng lẽ ẩn núp, nhìn cuộc rằng co ở phía ngoài. Bao gồm Khương Phàm, hắn cũng đều không có nghĩ đến Vô Hồi Thánh Chủ lại làm ra phản kích như thế này. Không chỉ là phải dùng Đại Hoang Thánh Địa bảo vệ bọn hắn, mà còn muốn dùng phương pháp, hợp tình hợp lý, mời Thánh Địa Thiên Hạ vì bọn họ tạo dựng tuyến phòng ngự. Khương Phàm nhìn bóng lưng mạnh mẽ kia, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, ngay cả con mắt đều trở nên nóng hơn một chút. Lúc đầu, hắn lặp đi lặp lại cự tuyệt gia nhập Thánh Địa, sau khi gia nhập lại liên tiếp gây họa khắp nơi, thời gian ở lại Thánh Địa ít đến thương cảm, làm chuyện cho Thánh Địa càng cực kỳ bé nhỏ, hắn không nghĩ tới Thánh Chủ cuối cùng lại che chở hắn như thế. Khương Phàm hành lễ thật sâu đối với Vô Hồi Thánh Chủ, ở trong lòng gọi lên một tiếng sư phụ. Kiều Anh Tung, Khương Diễm, cũng đều mang theo tộc nhân tử đệ riêng phần mình, thi lễ một cái với Vô Hồi Thánh Chủ, không nghĩ tới tại Đại Địa Nam Bộ này lại còn có người chân thành trợ giúp bọn hắn như thế. Tốt, vậy thì 3 tháng, một lời đã định. Vô Hồi Thánh Chủ, ta hy vọng các ngươi trong vòng 3 tháng này, không nên tùy tiện nhúng tay. Nhân Hoàng có lòng tin trong vòng 3 tháng sẽ bắt được Khương Phàm, Kiều Gia và Ác Nhân Cốc, một mẻ hốt gọn. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh. Đừng cho mặt mà không biết xấu hổ, ta cho phép các ngươi đi đến, không có nghĩa là các ngươi có thể làm sằng làm bậy, nếu như dám tới gần Đại Hoang Thánh Địa trong vòng 100 dặm, chính là tuyên chiến, dám can đảm tới gần Đại Hoang Thâm Uyên trong vòng 100 dặm, cũng coi như là tuyên chiến. Nhân Hoàng trực tiếp chất vấn. Nếu như bọn người Khương Phàm trốn ở Đại Hoang Thánh Địa thì sao? Không thể nào. Ngươi nói không thể liền không có khả năng rồi. Bản Thánh Chủ nói không thể thì chính là không thể, làm gì, còn để cho ngươi đi đến điều tra thêm. Nằm mơ, bị một hài tử rút hang ổ, đuổi 30-50 vạn dặm đều không có bắt được, còn có mặt mũi đứng ở chỗ ta đây phách lối. Ta cho ngươi cơ hội tiến vào Đại Hoang, đơn giản là thương hại ngươi, cho ngươi 3 tháng, cũng là để chứng minh với thiên hạ, ta không có cố ý che chở bất cứ kẻ nào. Còn có mặt mũi nói điều kiện với ta, ta thẳng thắn bắt Khương Phàm. Ném tới trước mặt ngươi, nhét trong miệng ngươi được. Vô Hồi Thánh Chủ nhanh nhẹn dũng mãnh nói, kích thích Nhân Hoàng đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đường đường là một Nhân Hoàng, tại phương Bắc được nhận tôn trọng khắp nơi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện cùng hắn như thế, hôm nay lại bị một lão bà nương chỉ vào cái mũi mắng lại mắng. Các cường giả cổ Hoa Hoàng thành đằng đằng sát khí, hận không thể bây giờ liền tiến lên, xé sống tiện nhân kia. Vô Hồi Thánh Chủ vô tình trào phúng. Trừng mắt cái gì, ngay cả hài tử đều bắt không được, chạy tới trước mặt nữ tử dựng râu trừng mắt, cổ Hoa Hoàng thành các ngươi đã luân lạc tới trình độ này rồi sao? Nếu như thời gian 3 tháng còn bắt không được Khương Phàm, không chỉ có phương Bắc sẽ cười nhạo các ngươi vô năng, người trong thiên hạ đều sẽ chất vấn cổ Hoa Hoàng thành còn có tư cách tiếp tục làm hoàng tộc hay không? Không dùng đến 3 tháng, ta sẽ đích thân bắt lấy Khương Phàm, kéo tới trước Vô Hồi Thánh Địa ngươi. Ở ngay trước mặt ngươi chặt hắn. Chúng ta đi.
Nhân hoàng khí thế hùng hổ, mang theo đội ngũ cổ hoa rời khỏi. Cường giả các phương sau khi hơi do dự, cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn có dự cảm trận hỗn chiến ở Đại Hoang có thể sẽ rất phiền phức, nhưng trong tay Khương Phàm có cấm nguyên cổ thụ cùng đan dược chuẩn thánh phẩm đều quá mê người. Đại diễn thánh chủ thì gật gật đầu đối với vô hồi thánh chủ, dẫn người rời khỏi, trở về Tây Bộ tập kết đội ngũ. Vô hồi thánh chủ, hy vọng ngươi rõ ràng mình đang làm cái gì. Đường Nguyên cực nghiêm mặt rời khỏi, hắn cảm giác đã không khống chế nổi cục diện thánh địa Nam Bộ, thật sự phải cần mời thánh chủ tự mình tới. Sau khi các phương rời khỏi, vô hồi thánh chủ liên tiếp bố trí. Giang Thành Tử, người đi hồn thiên thánh địa. Phương Thành Vân, người đi linh kiếp thánh địa. Xin mời hai đại thánh địa điều động chí ít 5 vị niết bàn cảnh, 100 vị linh hồn cảnh, vào ở Đại Hoang. Khương Hồng Võ, người về ly hỏa thánh địa, mang hết người của ngươi lên, lại điều động cường giả các thành tại Hoang Mãng Nguyên, 2 tháng sau liền tập hợp đến nơi này, tùy thời chuẩn bị tiến vào Đại Hoang. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, các ngươi mang đủ nhân thủ, bây giờ liền tiến vào Đại Hoang, lấy lý do hiệp trợ Đại Hoang thánh địa chủ hoạch kiến lập để đóng giữ. Đám người lĩnh mệnh, riêng phần mình tản ra. Vô hồi thánh chủ giơ tay lên, đưa lưng về phía mê vụ vung lên đơn giản. Cút đi. Thánh chủ, ân tình của ngài, Khương Phàm ghi khắc cả đời. Khương Phàm hành lễ lần nữa, mang theo người của Kiều gia cùng ác nhân cốc nhanh chóng rời khỏi. Chờ một chút. Vô hồi thánh chủ bỗng nhiên gọi bọn họ lại, hơi do dự. Đừng cho bản thánh chủ mất mặt. Xin thánh chủ yên tâm. Sinh tử không bôi nhỏ tên vô hồi. Bọn người Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên cao giọng đáp lại, bọn hắn biết thánh chủ là đang nhắc nhở bọn hắn. Một nhóm Khương Phàm sau khi chui vào Đại Hoang, được Dạ An Nhiên dẫn đầu, thẳng đến nơi Đại Hoang thánh địa chủ hoạch kiến lập. Chỉnh đốn an bài ngắn ngủi, Khương Diễm và bọn người Kiều Anh Tung nhanh chóng triển khai hành động. Tôn chỉ rất đơn giản, thỏa thích giết chóc, lấy chiến dưỡng chiến. Đối đãi với những tên truy sát tới, mưu toàn cướp bóc bọn hắn, sát hại kẻ địch của bọn hắn, không cần thiết giữ lại bất cứ thiện tâm gì, cứ tàn nhẫn tới. Từ ngày 11 tháng 9, vạn dặm Đại Hoang lâm vào thảm liệt sát lục phong bạo. Bọn người Khương Diễm đã quen thuộc săn giết, lại có người của thánh địa bí mật chỉ dẫn, nhiều lần đại thắng. Kẻ truy bắt của các phương thì lại đánh giá thấp nguy hiểm của Hắc Ám Đại Hoang, lâm vào bị động, tử thương thảm trọng. Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm mang theo Dạ An Nhiên ra khỏi cửa đá hắc ám, một khắc này, bên ngoài đã tụ mãn biển người đằng đằng sát khí. Ngoại trừ Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, còn có vô số người xem náo nhiệt. Khương Phàm, ngươi đúng là ngu xuẩn, lại tới thật. Ngô Thiên Đạo kích động đến đỏ cả mắt. Tại thời điểm Tây Bộ, Bắc Bộ liên thủ xuôi Nam, bọn hắn đã dự đoán có khả năng Khương Phàm sẽ trở lại vương quốc hắc ám, nên trông coi ngay ở chỗ này, không nghĩ tới lại chờ được thật. Khương Phàm, ngươi dám giả chết đến lăng mạ chúng ta. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. 7 năm, ngươi đã lừa chúng ta 7 năm. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra, dám ở ngay trước tất cả chúng ta giả chết. Đồ hỗn trướng, ngươi là người đầu tiên dám lừa gạt người của hoàng tộc. Người của Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ nhìn thấy Khương Phàm đều như cùng nhìn thấy kẻ thù giết phụ thân, trong mắt đều trừng đến căng tròn, tiếng gào thét kịch liệt như sấm chiều, oanh động hắc ám hư không. Khương Phàm nhìn biển người đằng đằng sát khí, cười nhạt nói. Người một nhà, đừng kích động. Mẹ kiếp, ai là người một nhà với ngươi? Người của Hỗn Độn Tử Phủ nghe được câu nói quen thuộc này lại cảm thấy chói tai mà lập tức bão nổi tại chỗ. Người của Chí Tôn Kim Thành đều ăn ý quay đầu nhìn sang, đáng thương thật, Ngô Khuynh Thành còn trong tay Khương Phàm, đảo mắt đã 7 năm, không biết lại cho sinh vài hài tử rồi. Cùng hai nhà các ngươi, đều là người một nhà cả. Nói cho các người biết một tin tức tốt, Hứa Đan làm mụ mụ. Khóe miệng Khương Phàm khẽ nhếch, tà ác cười. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, kéo dài dòng dã 3 giây. Xúc sinh. Người Chí Tôn Kim Thành bất chợt gào lên giống như điên mà bổ nhào qua Khương Phàm. Khương Phàm lôi kéo Dạ An Nhiên, quả quyết lui về cửa đá hắc ám. Cửa đá ầm ầm đóng lại, các tộc nhân Kim Thành táo bạo điên cuồng gầm thét, cuồng dã đụng chạm cửa đá. Trên xiềng xích nơi xa, đám người xem náo nhiệt đều vui như điên. Nhanh nhẹn dũng mãnh thật, chuyện Ngô Khuynh Thành còn chưa có qua đi, Hứa Đan lại bị trà đạp rồi. Võ hầu chính là võ hầu, chuyên chọn nữ tử hoàng tộc dày vò.
Nếu tiết tấu này là hạt giống vẩy khắp hoàng tộc thiên hạ thì sẽ thế nào? Ánh mắt lâu dài, mục tiêu vĩ đại. Chính là không giống với người bình thường chúng ta. Sau cửa đá hắc ám, Khương Phàm lúng túng giải thích với Dạ An Nhiên. Ta không có trả đạp các nàng, Ngô Khuynh Thành còn bị giam giữ ở trong thiết lao, Hứa Đan và Lý Dần đang yêu nhau. Dạ An Nhiên đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn, không quan tâm chuyện của nữ tử, mà là đột nhiên phát hiện ra hỏa này lại còn có một mặt ngang bướng. Thời điểm ngươi đi cùng với ta, giống như đều rất đứng đắn. Ta vẫn luôn rất đứng đắn mà. Tại sao ta cảm giác ngươi trở lại vương quốc hắc ám thì rất hưng phấn? Không có, ta chỉ là nhìn thấy bọn hắn liền không nhịn được muốn kích thích chút. Vẫn không đứng đắn. Ta không có không đứng đắn, tính cách ta chính là như thế này. Trước kia là giả vờ chính đáng. Mặt Khương Phàm tràn đầy xấu hổ. Chuyện Kiều Vô Hối đang ở trong tay Nguyệt Hoa Thiên Bảo, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Chắc chắn 90%. Nếu như bọn hắn không thả người thì sao? Bọn hắn bắt Kiều Vô Hối, hẳn chỉ là dẫn ta trở lại vương quốc hắc ám, truyền đạt chỉ lệnh thần giáo. Ngươi cảm giác bọn hắn sẽ có yêu cầu gì? Khó mà nói được, nhưng giai đoạn hiện tại hẳn là còn không đến mức hại ta. Khương Phàm nói xong liền quay người về phía trưởng lão trấn thủ cửa đá phất phất tay. Không sai biệt lắm. Cửa đá hắc ám nặng nề chậm rãi kéo ra. Sát khí lạnh lẽo hòa với lửa giận nóng hổi, đập vào mặt Khương Phàm. Khương Phàm nhàn nhã, chậm rãi đi tới. Các vị em vợ, đại cứu tử, các ngươi khỏe chứ, nhớ ta không? Khương Phàm, sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Ngươi làm chuyện ngu xuẩn đều đã truyền đến vương quốc hắc ám. Khiêu khích hoàng tộc phương Bắc, chỉ dẫn người của hoàng tộc phản loạn, ngươi bây giờ đã trực tiếp bị vô số thế lực liên hợp đuổi bắt. Ngươi chạy đến nơi đây. Cũng chỉ là đến tị nạn. Ngươi là chó nhà có tang, có cái gì tốt mà phách lối? Ngươi cho rằng tiến vào nơi này thì sẽ an toàn sao? Chúng ta đã sớm chờ ngươi ở chỗ này. Ngươi không có chỗ để trốn được, lần này ngươi thật sự sẽ phải trả giá thật lớn vì sự phách lối của mình. Các cường giả chí tôn kim thành cùng hỗn độn tử phủ đằng đằng sát khí, cao giọng quát tháo. Khương Phàm cười nói. Vậy còn chờ gì, đến đây. Ngô Thiên Đạo rằng co với Khương Phàm. Người của Thánh Địa Trung ương cũng đã đến Vô Hồi Thánh Địa. Vậy mà ngươi lại không bị mang đi, còn chạy tới nơi này. Chỉ có một khả năng, Vô Hồi Thánh Địa đã công khai tuyên bố ngươi sớm đã không phải người của Thánh Địa. Khương Phàm vẫn giữ lấy nụ cười trên mặt. Đúng vậy, ta đã không còn là người của Thánh Địa. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thật sự bị nói ra rồi. Chí Tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ khí thế hùng hổ. Tuy nhiên, mặc dù tức giận, nhưng bọn hắn cũng không có mất lý trí. Bởi vì Khương Phàm vẫn là võ hầu, quy tắc trong vương quốc hắc ám, võ hầu được bảo hộ. Nói cách khác, bất kỳ người nào cũng không thể ở chỗ này sát hại hắn. Mà, mặc dù Khương Phàm đã rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa, nhưng hắn vẫn còn nắm bất tử thiên bia của Vô Hồi Thánh Địa, có thể điều động Vô Hồi Thánh Địa làm việc. Càng mấu chốt chính là, trong tay Khương Phàm còn nắm bất tử thiên bia của Đại Tự Tại Điện. Sắc mặt Khương Phàm lạnh lẽo. Ta ngay ở chỗ này, có năng lực liền đến bắt ta, không có can đảm đó, liền nhường đường cho ta. Chúng ta khiêu chiến ngươi, đi diễn võ trường, cược sinh tử ngươi. Có người hô to, nhưng rất nhanh bị người bên cạnh khống chế lại. Khiêu chiến hắn. Hắn sau khi khởi tử hoàn sinh không thể tưởng tượng nổi đã biến thành thiên phẩm linh văn, còn giết một vị hoàng tử hoàng tộc tại phương Bắc. Bất luận là thánh phẩm nào cũng đều đã không còn là đối thủ của hắn. Khiêu chiến chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lẽo. Ai muốn khiêu chiến, cược ai sinh tử. Đến đây, diễn võ trường ta hầu hạ, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Bầu không khí an tĩnh lại. Tất cả người của Chí Tôn Kim Thành và hỗn độn tử phủ nghiêm mặt, nhưng không có ai khiêu chiến. Bọn hắn chỉ là ngờ tới Khương Phàm sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến thật. Lại là đến thời điểm nào, cho nên Hứa Thừa N, Ngô Thiên Khải hay các thiên phẩm linh văn khác đều không ở nơi này. Ngô Kình Thương ngược lại là vẫn ở đây, nhưng còn ở bảo điện nơi đó, không có đến, bọn hắn ai cũng không tốt thay hắn nghênh chiến. Tránh ra! Khương Phàm tản mát ra khí thế cường đại, đi thẳng tới bọn hắn. Biển người trong bóng tối rối loạn tưng bừng, võ hầu chính là võ hầu, quá cường thế, quá nhanh nhẹn dũng mãnh.
Hai đại hoàng tộc ở chỗ này đằng đằng sát khí đợi hai tháng, mỗi ngày kêu gào giáo huấn Khương Phàm thế nào, kết quả Khương Phàm tới, vậy mà đều ỉu xìu đi. Một vị cường giả hỗn độn tử phủ ngăn Khương Phàm lại, thân thể 3-4 mét bỏ ra cái bóng to lớn. Không cần vội vã đi, có chuyện đến nói cho ngươi. Xét thấy ngươi dùng thủ đoạn ti tiện dẫn phát cuộc chiến tại hoàng tộc, làm ô uế bất tử thiên bia thần thánh. Chí tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ vào 2 tháng trước đó đã thương lượng với đại tự tại điện, đại tự tại điện cũng đã làm ra phán quyết. Phán quyết gì? Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc tiện nhân hướng vãn tình kia muốn làm gì? Bất tử thiên bia của ngươi bị hạn chế. Mặc dù còn có thể dùng, nhưng không có uy lực như trước kia nữa, ha ha. Chỉ cần có thể dùng là được, làm không vượt qua hoàng tộc, giết chết đám người các ngươi đây hẳn là không vấn đề gì. Còn có một chuyện, người phụ trách đại tự tại điện đã không còn là hướng vãn tình, nói cách khác không có người nào sẽ lại dung túng ngươi. Ngươi đến thì dễ dàng, muốn đi ra lại, không có đơn giản như vậy. Lúc nào? Khương Phàm có chút nhíu mày, đều đi rồi. 2 tháng trước, có phải rất bất ngờ hay không? Tân nhiệm là ai? Điêu Đức Nguyên, phụ thân của Điêu Lãnh Phong. Nếu như ngươi không biết Điêu Lãnh Phong, hẳn phải biết thê tử của hắn, Huyền Nguyệt công chúa, Tiêu Lạc Lê. Đám khán giả trên xiềng xích các nơi đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Oan ra ngõ hẹp. Khương Phàm lắc đầu, xuyên qua đám người. Ngô Thiên Đạo cao giọng hô to. Ngươi là muốn đi đại tự tại điện sao? Thật trùng hợp, Điêu Lãnh Phong, Tiêu Lạc Lê mấy ngày trước vừa vặn đã tới nơi này, vẫn luôn chờ ngươi. Khương Phàm không để ý đến, dọc theo xiềng xích đi tới, quầy bán quả vặt của mọi nơi, Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đại tự tại điện, kịch liệt hỗn chiến bị cưỡng ép chặn ngang. Chuyện gì? Trong chăn đỏ truyền ra âm thanh lạnh lùng trầm thấp. Công tử, người ngài chờ đã tới. Thị vệ phía ngoài nói. Ta chờ người nào, cút. Giọng trong chăn đỏ rất không kiên nhẫn. Khương Phàm. Khương Phàm tới. Chăn đỏ cuồn cuộn, một gương mặt kiều diễm ướt át đưa ra ngoài, con mắt xinh đẹp sáng rực lên, trên khuôn mặt đỏ rực tràn đầy hưng phấn. Hắn thật sự là chạy đến vương quốc hắc ám tị nạn rồi, buồn cười chó nhà có tang. Một nam tử toàn thân điêu luyện từ trong chăn đỏ thò đầu ra, nhưng hai tay vẫn tùy ý hưởng dụng mỹ rượu bên cạnh. Nữ tử nhìn xuống kích thích, hỏi phía ngoài. Hắn bị ngăn cản, hay là chạy đến vô hồi thánh điện rồi? Thị vệ phía ngoài nói. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, hình như là hắn đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Chúng ta đi chặn hắn. Nữ tử đứng dậy muốn mặc y phục, lại bị nam tử kéo về trên giường trong tiếng kinh hô, vùng chăn đỏ lên che lại. Nếu hắn đã tới, vậy thì sẽ không đi được. Chúng ta làm xong chuyện của chúng ta trước. Chàng đã đồng ý với ta, ta muốn mệnh Khương Phàm. Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất ứng phó. Không, ta sẽ hắn biến thành nô lệ của nàng, để cho nàng tùy ý đùa bỡn, để hắn sống không bằng chết. Nam tử nhiệt liệt chinh phạt. Nữ tử chính là Huyền Nguyệt công chúa lấy chồng ở Vạn Đạo Thần Giáo, Tiêu Lạc Lê. Nam tử lại chính là thiên kiêu đương đại của Vạn Đạo Thần Giáo một trong, Bát Bộ Hoàng Đạo, Điêu Lãnh Phong. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Khương Phàm, đoạn đường này đi tới, thật vất vả. Đông Hoàng Như Yên đã chờ ở trước cửa điện. Đông Hoàng cung chủ ở bên trong. Khương Phàm thấy có người tiếp đãi liền biết hắn đoán đúng. Chờ ngươi rất lâu, đi theo ta. Đông Hoàng Như Yên nhìn Dạ An Nhiên, mang theo bọn hắn đi đến đại điện. Như Yên cô nương, cảnh giới đã tăng lên rất nhanh nhỉ, bây giờ đã là linh hồn cảnh lục trọng thiên rồi. Khương Phàm cảm giác khí tức Đông Hoàng Như Yên rất đặc biệt, ngoại trừ thả khí tức sinh mệnh nồng đậm ra thì y phục cùng làn da đều hiện ra gợn sóng nhỏ xíu, lăn tăn phát sáng. Nàng rõ ràng đang trước mặt, nhưng thật giống như hành tẩu giữa chân thực cùng hư không. Cảm giác thật kỳ diệu. Đông Hoàng Như Yên kiêu ngạo dương lên đầu. Ngươi không phải Khương Phàm năm đó, ta cũng không phải Đông Hoàng Như Yên năm đó. Ngươi, đều sẽ trưởng thành. Tốc độ phát triển của ngươi, so ta với mong muốn còn nhanh hơn. Đông Hoàng Như Yên ta là người của thiên cung, tài nguyên tùy tiện dùng, tốc độ tăng lên há có thể dùng tiêu chuẩn của các ngươi để cân nhắc, chỉ cần ta nguyện ý, ta còn có thể tiến vào thất trọng thiên trong vòng nửa năm. Không đúng. Khương Phàm đột nhiên huy động nắm đấm, thẳng đến sau đầu Đông Hoàng Như Yên, nắm đấm cứng rắn, cương khí mãnh liệt, trong chớp mắt phảng phất muốn đè sập không gian. Ngươi làm gì?
Đông Hoàng Như Yên kêu lên đầy sợ hãi, gợn sóng toàn thân trong nháy mắt nở rộ, hình thành vòng xoáy không gian, trong nháy mắt bao vây nàng, biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở ngoài trăm thước, mắt phượng trừng trừng, miệng nhỏ nhếch lên, khí thế hung hăng giằng co với Khương Phàm. Hỗn đản này quá thô lỗ, không hiểu thương hương tiếc ngọc sao. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, đều nhìn chằm chằm trên trán Đông Hoàng Như Yên. Nơi đó lấp lóe cường quang, thụ văn xanh biếc giống như có sinh mệnh tươi sống, tùy tiện chập chờn. Linh văn phóng thích ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, tạo thành lít nha lít nhít sợi đằng ở xung quanh nàng. Sợi đằng tráng kiện cứng cỏi, bao quanh lực lượng không gian, ở giữa chân thực cùng hư vô, tùy thời có thể mang Đông Hoàng Như Yên đi, hoặc có thể là khởi xướng bạo kích. Thiên phẩm. Khương Phàm và Dạ An Nhiên đồng thời phán đoán. A. À, Đông Hoàng Như Yên lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tản linh văn ra. Tên hồn đản ngươi, có lời gì không thể trực tiếp hỏi sao? Khương Phàm nhìn nàng một cái. Huyền Hoàng Thạch, thế nào? Đông Hoàng Như Yên tức giận hừ một tiếng. Nàng biến đổi mặc dù không phải bí mật to lớn gì, nhưng cho tới nay cũng không có lộ ra ở bên ngoài, không nghĩ tới gia hỏa này đưa một quyền đã đánh ra chuyện của nàng. Huyền Hoàng Thạch quả nhiên nghịch thiên, vậy mà lại có thể kích thích thánh phẩm đến thiên phẩm. Khương Phàm chau mày, hắn dốc hết có khả năng cố gắng, mới thông qua huyết mạch tăng lên linh văn, Đông Hoàng Như Yên lại bằng vào một khối đá liền làm được. Nào chỉ là ta, Hứa Như Lai, Hứa Thừa N của Chí Tôn Kim Thành, Ngô Kình Thương của Hỗn Độn Tử Phủ đều đã tăng lên tới cấp bậc thiên phẩm. Đông Hoàng Như Yên có chút ngẩng đầu, hiệu quả của Huyền Hoàng Thạch xác thực rung động, thậm chí là khủng bố. Cơ duyên để thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm là cả thế gian hiếm thấy, lần này lại liên tiếp tạo nên nhiều như vậy. Đã không thể dùng kỳ tích để hình dung được nữa. Tin tức đã gây nên rất nhiều oanh động ở giữa hoàng tộc, đều bốn chỗ nghe ngóng tin tức Huyền Hoàng Thạch. Mà luân hồi bí cảnh giá trị ở trong mắt rất nhiều thế lực đều trở nên nặng lên. Khương Phàm đột nhiên hỏi. Lúc đó ngươi ở luân hồi bí cảnh. Đúng vậy, vở kịch đặc sắc như vậy, chúng ta đương nhiên phải ở đấy. Ngươi nói, các ngươi. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian mím môi, ánh mắt trốn tránh. Ánh mắt Khương Phàm chợt hiện lạnh ra. Lúc ấy ta luôn cảm giác giống như có người nào đó đang ngó chừng ta, thì ra là tỉ muội các ngươi. Ai, ai nhìn ngươi? Ha ha, thừa nhận, đại cô nương nhìn rất nghiêm chỉnh, vậy mà lại thích đi nhìn trộm. Phi, chúng ta gọi là giám sát. Được thôi, lúc ngươi ngủ ta ngồi xổm trong phòng của ngươi giám sát. Ngươi, lưu manh, Như Yên, chớ nói nữa. Một thanh âm thanh lãnh từ thang lầu truyền đến, ngăn Đông Hoàng Như Yên lại. Tỷ tỷ, hắn đùa nghịch lưu manh với muội. Đông Hoàng Như Yên hung hăng nhìn chằm chằm Khương Phàm một chút. Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng từ chỗ thang lầu đi tới, dáng dấp yểu điệu, phong tình vô hạn. Nàng mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt mỹ, ngược lại còn tăng thêm một vòng mông lung. Dạ An Nhiên có chút nhướng mày, thật đẹp. Dáng người thướt tha cao gầy, mông lung mỹ cảm, còn có một loại ưu nhã cùng mị lực từ trong ra ngoài tản ra. Đừng nói là nam tử, ngay cả nàng đều có cảm giác kinh diễm. Dạng nữ tử này, thật là hiếm thấy. Đông Hoàng Như Ảnh lưu ý tới ánh mắt của Dạ An Nhiên, lại khẽ cười với Khương Phàm, nói. Nghị công tử, người đã nói chúng ta là bằng hữu, thời điểm rời khỏi cổ hoa, vì sao không chào hỏi? Cái từ, bằng hữu, này cô chưa phát giác có chút châm chọc sao? Cô đùa bỡn ta, cả nhà cô tính toán ta, đây coi như là bằng hữu. Đừng nói nhảm, ta tìm Đông Hoàng Thánh Kiệt. Khương Phàm rất phiền muộn. Hắn luôn cho là vị Đông Hoàng đại tỷ này là khuê nữ, an phận thủ thường, không nghĩ tới lại còn chạy đến luân hồi bí cảnh giám sát hắn. Chẳng phải là nói, rất nhiều bí mật của hắn trong luân hồi bí cảnh, toàn bộ đều bại lộ cho nàng rồi. Ai, người đây là thái độ gì? Đông Hoàng Như Yên không vui, gia hỏa này càng ngày càng nóng nảy. Nếu ta dám đến, thì đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Ta đều phải chết, còn khách khí với cô. Cô, Đông Hoàng Như Ảnh ngăn Đông Hoàng Như Yên, đầu ngón tay dương nhẹ. Nghị công tử xin mời, phụ thân đang chờ ngươi. Trong căn phòng tại tầng cao nhất, Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn thấy Khương Phàm tới, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Nghị công tử, đoạn đường này đi thật vất vả, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nghỉ ngơi mấy ngày tại Vô Hồi Thánh Địa.
Khương Phàm ngồi đối diện Đông Hoàng Thánh Kiệt. Ta sợ cung chủ chờ gấp, xử lý tốt thánh địa chuyện liền đến. Thánh địa trung ương buông tha ngươi rồi. 7 năm trước ta đã rời khỏi thánh địa, hành động của ta không liên quan tới thánh địa thiên hạ. Đã hiểu. Đông Hoàng Thánh Kiệt đã nghĩ đến điểm này. Nếu như thánh địa trung ương nhất định phải xử lý Khương Phàm, chẳng khác nào ngồi vững trên chuyện, thánh địa khiêu khích hoàng tộc, đây chính là tối kỵ. Một tên Khương Phàm đã có thể hủy hình tượng tốt đẹp mà thánh địa tích lũy ngàn năm vạn năm. Muốn tránh cho loại chuyện này phát sinh, chỉ có thể kiên trì rằng Khương Phàm sớm đã rời khỏi thánh địa. Khương Phàm nhìn chằm chằm đôi mắt Đông Hoàng Thánh Kiệt. Cung chủ, đừng vòng vo nữa, người của ta đâu? Người đúng là ở chỗ ta đây. Có điều kiện gì, người cứ nói thẳng ra. Đừng mâu thuẫn như thế. Người kỳ thật nên cảm ơn ta, lúc ấy kẻ đuổi bắt chính là Cổ Hoa Thánh Tổ thứ tư, tiến vào thánh cảnh đã 100 năm, cảnh giới vô cùng ổn định, thực lực thiên nhân chiến khu đã phát huy đến cực hạn. Người của ngươi mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng dù sao cũng mới bước vào thánh cảnh, còn lâu mới có thể ổn định được, cho dù có một người thần bí âm thầm tương trợ, nhưng cũng chỉ có thể nói là gánh vác được. Nếu như không phải ta, bọn hắn đừng nói rời đi tới hải vực, coi như thoát thân cũng là khó khăn. Là ta chuyển bọn hắn đến hải vực, cũng là ta tại thời khắc mấu chốt cứu người của ngươi. Thánh tổ thứ tư chết rồi. Ánh mắt Khương Phàm ngưng lại, nếu Đông Hoàng Thánh Kiệt ra tay, khẳng định sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không thể nào để Cổ Hoa biết Thiên Cung đã nhúng tay. Xác thực mà nói, hẳn là bị người của ngươi ăn. Phần khẳng khái này, có đáng để được ngươi cảm ơn ta hay không? Đông Hoàng Thánh Kiệt thật sự không nguyện ý ra tay, một là chênh lệch cảnh giới, hai là vấn đề thân phận, nhưng cuối cùng vẫn giúp bọn họ một tay. Thời khắc mấu chốt, thay đổi càn khôn, thay đổi kết quả. Khương Phàm chấn động trong lòng, Kiều Vô Hối lại nuốt thêm một thánh nhân. Lại còn là thiên nhân chiến khu. Lần này cảnh giới hẳn là đã triệt để ổn định rồi. Mà năng lượng đặc biệt của thiên nhân chiến khu, cũng có thể thanh lý tổn thương trường sinh đan tạo thành cho Kiều Vô Hối rất tốt. Khương Phàm nói, ta cảm tạ và không cảm tạ ngươi, trước tiên ta muốn nhìn thái độ của Cửu Thiên Thần Giáo. Nếu như bọn hắn muốn ta chết, bây giờ, tất cả trưởng thành của ta, cuối cùng vẫn tiện nghi cho bọn hắn. Khương Phàm, ngươi biết mình đang nói chuyện với người nào không? Đông Hoàng Như Yên lại nhìn không được, ở trước mặt người khác phách lối thì cũng thôi đi, vị này chính là Đông Hoàng Thánh Kiệt. Một trong cửu đại cung chủ thần giáo, tương đương với vương hầu Hoàng Triều, có địa vị cực cao, càng có thực lực cường đại. Liền xem như trở lại thần giáo, nhân vật cấp bậc đại trưởng lão đều phải tự mình nghênh đón. Đông Hoàng Thánh Kiệt ngược lại không để ý. Mặc dù thần giáo nơi đó còn là không có xác minh rõ thân phận Khương Phàm cho hắn biết, nhưng hắn đã đoán được. Giáo chủ thần giáo, truyền lệnh giáo tổ thần giáo, tại nửa tháng trước đưa đến trên tay của ta. Do ta, tự mình nói cho ngươi nghe. Lệnh của giáo tổ. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh có chút động. Không chỉ là mệnh lệnh của thần giáo nơi đó, mà còn là giáo tổ. Rốt cuộc hắn là ai? Đông Hoàng Như Yên cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn cung chủ, rồi nhìn lại Khương Phàm. Nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Mặt Khương Phàm bên ngoài thì cường thế, nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không phải đối thủ của Cửu Thiên Thần Giáo. Mà từ bố cục Cửu Thiên Thần Giáo hiện ra tới bây giờ đến xem, nếu như muốn hủy hắn, cũng chỉ là một cái thái độ mà thôi. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng dậy, cung kính hành lễ với phương hướng Cửu Thiên Thần Giáo, mới nói. Lệnh của giáo tổ là, ta chờ ngươi tại Cửu Tiêu Thiên. Chỉ một câu nói kia. Khương Phàm cau chặt lông mày. Giáo tổ muốn gặp ngươi, tốt hơn so với không thấy ngươi. Trong lời nói bao hàm ý vị rất sâu, chính ngươi lĩnh hội. Đông Hoàng Thánh Kiệt cẩn thận phẩm vị qua ý tứ bên trong. Giáo tổ là muốn Khương Phàm đi ngang qua Nam Bộ, viễn độ trung vực, tự mình đi qua hơn 500.000 dặm Sơn Hà, bái phỏng Cửu Thiên Thần Giáo. Lấy tình huống của Khương Phàm, đoạn đường này nhất định hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận thì có thể mất mạng ở trên đường. Nếu như Khương Phàm thuận lợi đến, nói rõ đã hoàn thành khảo nghiệm, giáo tổ sẽ đích thân tiếp kiến Khương Phàm. Nếu như kết thúc không thành, vậy liền coi là chuyện khác. Mặc dù thái độ cuối cùng của giáo tổ còn chưa thật sự xác định, nhưng ít ra là đã cho Khương Phàm một cơ hội. Vẻ mặt Khương Phàm rất nghiêm trọng. Không hề tỏ rõ thái độ liền để hắn đến Cửu Thiên Thần Giáo.
Đây là đi đàm phán. Hay là đi chịu chết. Đừng nói chứng minh mình cái gì, hiện ra tư thái của mình cái gì. Thái độ của lão gia hỏa Cửu Thiên Thần giáo kia, không thể nào bởi vì một ít biểu hiện của hắn mà đổi mới, thái độ có thể ảnh hưởng tới đại thế thiên hạ, cùng một ít bí mật chuẩn bị tình huống phát triển. Khương Phàm hoài nghi nghiêm trọng, lão gia hỏa kia có mục đích khác. Nhưng vấn đề bây giờ đang ở chỗ, hắn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đến nơi đó, cũng không ngoài hai cái kết quả, bị giết hoặc hợp tác. Nếu như bị giết, mặc kệ hắn có đi hay không, hay là ở đâu, hay là làm cái gì, đều không thể thay đổi. Nếu như hợp tác, tất cả tình thế của hắn đều sẽ triệt để thay đổi. Không chỉ có đạt được lực lượng cường đại, còn có thể khai phách Đại Hoang Thâm Uyên, trở thành cứ điểm bí mật, sau đó lấy Cửu Thiên Thần Giáo, Luân Hồi Bí Cảnh, cùng Đại Hoang Thâm Uyên, ba điểm thành vòng, hình thành đồng minh công thủ vững chắc, nghênh chiến thiên hạ. Ta đi. Khương Phàm không có do dự quá nhiều. Lần này đi Cửu Tiêu Thiên, chắc chắn phải vượt ngang hơn phân nửa Trung Vực. Mà Trung Vực đã từng là lãnh địa của hắn, nơi đó có quá nhiều ký ức trong hắn, cũng có quá nhiều dây dưa. Ngàn năm đã qua, bọn hắn có còn nhớ chủ nhân của mình hay không? Ai có thể lợi dụng, ai sẽ phải diệt trừ, có lẽ đoạn đường này có thể có một cái phán đoán. Mà lão gia hỏa Cửu Thiên Thần giáo kia cũng có thể là muốn xem hắn còn có thể lợi dụng bao nhiêu người, có thể giành dụng bao nhiêu thế lực. Vậy ta sẽ hồi đáp thần giáo, xin đợi đại giá. Đông Hoàng Thánh Kiệt vươn người đứng dậy, chắp tay với Khương Phàm. Đột nhiên đại lễ để Đông Hoàng Như Yên đều ngơ ngẩn, bên trong phần tư thái này rõ ràng mang theo tôn trọng, Khương Phàm mặc dù rất đặc biệt, nhưng hắn xứng sao? Khương Phàm đứng dậy. Hắn ở đâu? Đang nghỉ ngơi trong mật thất, có thể mang đi bất cứ lúc nào. Vị bằng hữu kia ở đâu? Hắn không có theo tới, thời điểm ta xuất hiện, hắn đã rút lui. Đông Hoàng cung chủ, hỏi nhiều một câu, ngài biết bên trong Đại Hoang Thâm Uyên có cái gì không? Không rõ ràng. Vậy ta sẽ nói cho ngài biết, xem như tạ lễ ngài ra tay cứu người của ta. Đồ bên trong, có thể giết giáo tổ ngài, có thể đánh xuyên Cửu Tiêu Thiên của ngài. Ánh mắt thâm thúy của Đông Hoàng Thánh Kiệt có chút lấp lóe. Nguyên nhân hắn phụng mệnh đóng giữ vương quốc Hắc Ám khác, chính là duy trì ổn định không gian nơi này, giám sát vấn đề tại Đại Hoang Thâm Uyên, nhưng thần giáo cũng đã nhắc nhở qua hắn không được tùy ý dò xét bí mật vực sâu. Hắn biết nơi đó khẳng định có cất giấu cái gì đó, nhưng không nghĩ tới lại có thể nghe được lời như vậy từ trong miệng Khương Phàm. Giết giáo tổ, đánh xuyên Cửu Tiêu Thiên. Nơi đó rốt cuộc là cái gì? Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Khương Phàm rốt cuộc cũng hiện ra nụ cười nhạt ý. Sau khi ta rời khỏi, còn xin Đông Hoàng cung chủ chiếu cố người của ta nhiều hơn. Nếu như bọn hắn cùng đường mạt lộ, chỉ có thể xông vào bên trong Đại Hoang Thâm Uyên, đến lúc đó náo ra phiền toái gì, còn phải nhờ ngài kết thúc. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười khẽ lắc đầu. Nghị công tử đây là đang cảm tạ ta, hay là đang uy hiếp ta? Tóm lại, các bằng hữu của ta, giao cho ngài. Khương Phàm lo lắng sẽ có càng nhiều thánh nhân đến đây truy kích, nhất là cổ hoa bên kia, thánh tổ thứ 5 bị trọng thương, thánh tổ thứ 4 bị giết, khẳng định đã tức giận đến cực hạn. Nếu như chỉ có Kiều Vô Hối, chỉ sợ ứng phó không nổi, nếu như Đông Hoàng Thánh Kiệt có thể âm thầm ra tay, nói không chừng còn có thể bắt lấy một thánh nhân. Đừng ôm quá nhiều hy vọng với ta sẽ không tùy tiện nhúng tay. Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu, tại hải vực đó là do đầu nóng lên. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nơi này không thể được. Đông Hoàng cung chủ, dẫn đường. Khương Phàm ăn chắc hắn. Ngay ở chỗ này, Đông Hoàng Thánh Kiệt đi đến tòa phía trước cửa đá, đưa tay đè lại, chậm rãi đẩy ra. Sau cửa đá lại là phiến không gian vặn vẹo, bên trong hắc ám cuồn cuộn, tĩnh mịch giá lạnh, giống như một cái lỗ đen đáng sợ, liên tiếp với thâm không bát ngát mênh mông. Tại điểm cuối cùng của lỗ đen giống như có hỏa diễm đang lóe lên. Mơ hồ có thể thấy là bóng dáng Phượng Hoàng, nó giống như đang bay lượn, ở tại chỗ, lại như đang ra sức giãy giụa. Đây là không gian mê trận, chỉ cần hắn bị nhốt ở bên trong, sẽ rất khó tùy tiện đi ra, nhưng sẽ không tạo thành tổn thương. Đông Hoàng Thánh Kiệt giơ tay lên, trưởng khống lấy không gian lỗ đen, mãnh liệt xoay ngược chiều vài vòng, dần dần, lỗ đen ngừng xoay tròn lại, liệt diễm kia cuối cùng nhanh chóng phóng đại tại hắc ám. Một khí tức kinh khủng khuấy động mật thất. Bao phủ tới bọn người Khương Phàm.
Thủ Linh, ta đến mang ngươi về nhà. Giọng Khương Phàm truyền vào lỗ đen, quanh quẩn bên trong không gian đang cuộn trào mãnh liệt. Liệt diễm kia nhanh chóng thu liếm, khôi phục bộ dáng con người, tốc độ tăng vọt, xông qua lỗ đen, xuất hiện ở trong mật thất. Hắn đang muốn hành lễ, lại bị Khương Phàm lặng lẽ ra hiệu mà nhịn được. Chúng ta đều đã trở về, cũng đều rất an toàn, đang ở bên trong đại hoang chờ ngươi. Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được Kiều Vô Hối thay đổi, không chỉ có khí thế cường thịnh, thánh uy ù ù, mà tinh khí thần càng sung mãn tăng vọt. Bà ấy thì sao? Kiều Vô Hối quan tâm nhất chính là mẫu thân. Đan dược đã luyện thành, tình huống của nàng cũng đã ổn định, nhưng còn cần một thời gian để thức tỉnh. Bây giờ chúng ta trở về. Chính ngươi về trước đi, ta ở chỗ này còn có việc phải xử lý. Lấy thánh huyết không, ta chỉ ăn thịt. Thánh huyết và xương cốt toàn giữ lại. Ngươi mang về trước. Khương Phàm lộ ra nụ cười. Đây chính là công dụng kỳ diệu của lấy chiến dưỡng chiến, một thánh nhân mang tới tài nguyên có thể ảnh hưởng đến hơn 100.000 người. Hắn là người của Kiều gia nào? Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn hắn rời khỏi, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hắn biết Kiều gia ẩn giấu một người thần bí, nhưng thủy chung không có rõ ràng thân phận, lật lịch sử Kiều gia lên trên mấy trăm năm. Căn bản không có thiên linh văn, càng không có xuất hiện cường nhân nào như vậy. Mà Khương Phàm lại còn gọi là Thủ Linh. Tên là Kiều Thủ Linh sao? Kiều gia có bí mật của Kiều gia, Đông Hoàng cung chủ cũng đừng có nghe ngóng. Khương Phàm cáo từ rời khỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Còn có việc. 2 tháng trước, có người ở chỗ này lưu lại một nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đưa cho ngươi một lá thư. Ai? Hướng Vãn Tình. Đông Hoàng Thánh Kiệt lấy ra lá thư, đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm kỳ quái mở ra, đây là chuyện đầu tiên ngươi giúp ta làm, gọi ta trở về Vương quốc Hắc Ám. Vì sao nàng bị điều đi? Khương Phàm khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác người thúc đẩy vạn đạo thần giáo cùng cổ hoa hoàng triều thông gia, giống như không phải Hướng Vãn Tình. Phía sau đại tự tại điện là vạn đạo thần giáo, chuyện nơi đó, chúng ta không rõ ràng. Bên ngoài Nguyệt Hoa Thiên Bảo đã náo nhiệt lên. Người của Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều theo tới nơi này, còn có người ở các nơi tới xem náo nhiệt. Tuy nhiên bọn hắn đều lùi đến phía sau, vị trí phía trước tặng cho một đôi nam nữ. Nam phong thần như ngọc, phong thái phi phàm, chỉ là con mắt lại một đen một trắng, khí chất cả người nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Nữ xinh đẹp động lòng người, lãnh diễm vô song, y phục đỏ hồng phụ trợ khí chất tôn quý của nàng. Chính là Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê. Sau khi kích tình xong thì cả chạy tới nơi này. Khương Phàm, ta đã chờ ngươi rất nhiều năm. Mắt Tiêu Lạc Lê đầy sát khí. Nàng gả vào vạn đạo thần giáo mới biết được có một nơi là Vương quốc Hắc Ám, chuyện Huyền Nguyệt Hoàng Triều gặp phải đều là một tay Khương Phàm tạo thành. Một tên tiểu tử thánh địa vậy mà lại suýt chút nữa tống táng Huyền Nguyệt Hoàng Triều bọn hắn, nàng thực sự khó mà tiếp nhận được. Lúc đó biết Khương Phàm chết rồi, còn tiếc nuối thật lâu, không nghĩ tới Khương Phàm lại trở về. Đúng là ông trời mở mắt, cho nàng cơ hội tự tay báo thù. Khương Phàm cố ý đánh giá Tiêu Lạc Lê, cười. Đây là tới đưa kẹo mừng cho ta sao? Đưa tang thiếp cho ta. Tiêu Lạc Lê nghiến răng nghiến lợi, thật hận khi không thể bắt lấy hắn ngay bây giờ, trước tiên phải tra tấn hắn chết đi sống lại. Sai lầm rồi, nếu như không phải ta, ngươi có thể đến vạn đạo thần giáo. Hoàng tộc tiến hoàng đạo, ngươi là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Ta nên tính là người làm mối cho các ngươi, thời điểm thành thân, ta còn phải ngồi trên để các ngươi kính rượu nữa là. Ngươi xem bộ dáng ta, là đến đùa với ngươi. Khương Phàm, ngươi giết huynh trưởng ta, hủy Huyền Nguyệt Hoàng Triều ta và ngươi, không đội trời chung. Ha ha, xác thực không đội trời chung. Khương Phàm cười lạnh. Lão tử tự tay tạo nên các ngươi, cuối cùng lại bị các ngươi cắn ngược lại ta một cái, kiếp này không triệt để hủy các ngươi. Lão tử không coi là sống lại lần này. Bây giờ cho ngươi 2 lựa chọn. 1, lập tức quỳ xuống, cùng ta leo về vạn đạo thần giáo. 2, ta kéo lấy ngươi, về vạn đạo thần giáo. Rất xin lỗi, ngươi nằm mơ không thực tế rồi, tại Vương quốc Hắc Ám này, không ai được đụng đến ta. Không phải là bởi vì bất tử thiên bia sao? Thiên bia của ngươi, bị hạn chế. Lý do? Khương Phàm chuẩn bị cùng với nàng qua loa vài câu. Điêu Lãnh Phong đã đi tới trước mặt Khương Phàm, vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo.
quy tắc là do Đại Tự Tại Điện định ra, chúng ta nói cái gì thì chính là cái đó. Trước đó, Đại Tự Tại Điện cũng không phải thái độ như vậy. Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ. Điêu Lãnh Phong lười nhác giải thích cùng loại người này, nói thẳng. Từ hôm nay trở đi, Đại Tự Tại Điện có 3 cái hạn chế cho Bất Tử Thiên Bia. Đầu tiên, chỉ có thể sử dụng trong Vương quốc Hắc Ám. Thứ hai, cao nhất động đến Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên. Thứ ba, không được tổn thương Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Ta cần nhắc nhở các ngươi, sở dĩ Vương quốc Hắc Ám có thể ổn định tồn tại, các phương đều bình an vô sự, nguyên nhân căn bản ở chỗ quy củ. Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều trông coi phần quy củ kia. Các ngươi làm như thế là phá hủy quy củ, cũng sẽ hỏng ổn định của Vương quốc Hắc Ám. Có một vị trưởng lão của Đại Tự Tại Điện lập tức tỏ thái độ, nói. Đừng hót như khiếu, chúng ta vĩnh viễn tuân thủ quy củ, hạn chế Bất Tử Thiên Bia của ngươi càng không có phá hư quy củ. Tất cả đều là bởi vì ngươi dùng sức quá mạnh với hai khối trước đó, còn lấy thủ đoạn thi tiện lợi dụng hai đại hoàng tộc. Đây là trừng phạt. Không có trực tiếp tước đoạt danh hào võ hầu của ngươi, lấy đi Bất Tử Thiên Bia đã là khoan dung của Đại Tự Tại Điện đối với võ hầu đời đầu tiên ngươi đây rồi. Sau khi trưởng lão nói xong liên tục cùng Điêu Lãnh Phong nháy mắt, không được bị Khương Phàm dẫn dụ. Vương quốc Hắc Ám ổn định đúng là xây dựng ở trên cơ sở quy củ, nếu như Đại Tự Tại Điện công nhiên tỏ thái độ không nhìn quy củ, rất có thể sẽ tạo thành hỗn loạn cho Vương quốc Hắc Ám, sẽ còn dẫn phát số lượng lớn thế lực rút lui. Cứ như vậy, ý nghĩa tồn tại của Vương quốc Hắc Ám liền thay đổi hoàn toàn. Điêu Lãnh Phong thờ ơ, con người đen trắng đánh giá Khương Phàm. Ngươi rất coi trọng quy củ Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm đón ánh mắt của Điêu Lãnh Phong, không sợ khí thế thiên phẩm hắn cố ý tán phát chút nào. Ta chỉ là không muốn một ít người ngu xuẩn hủy nơi này. Điêu Lãnh Phong khô cằn cười lạnh hai tiếng. Dựa theo quy củ Vương quốc Hắc Ám, nơi này tất cả mọi thứ đều có thể giao dịch. Mặc kệ cái gì, ta thích liền có thể mang đi, không phục. Diễn võ trường. Khương Phàm cũng cười. Đây chính là nguyên nhân ta thích nơi này. Xem ra chúng ta coi như có chút cùng sở thích như nhau. Ngươi xem trọng cái gì rồi? Điêu Lãnh Phong đưa tay chỉ về phía Dạ An Nhiên. Ta muốn nàng đi theo ta, là nha hoàn thiếp thân của ta, loại thiếp thân nhất kia, loại mọi lúc mọi nơi ở cùng một chỗ kia, loại cởi y phục hầu hạ cho ta kia. Hoa! Biển người bạo động. Lời này nghe thật kích thích. Bọn người ngu thiên đạo có chút ngẩng đầu. Cố ý dùng ánh mắt kích thích Khương Phàm. Bình thường đều là ngươi bắt những nữ tử khác, bây giờ đến phiên ngươi, nhìn xem ngươi nhận hay là không nhận. Tiêu Lạc Lê khiêu khích Khương Phàm. Khương Phàm, không nỡ, hay là không dám, không phải ngươi là thiên phẩm linh văn sao, không phải ngươi được đồn là giết đại hoàng tử cổ hoa sao? Ha ha, chỉ bằng hắn, giết đại hoàng tử cổ hoa. Hắn còn chưa xứng khiêu chiến thiên nhân chiến khu. Điêu Lãnh Phong không tin đại hoàng tử cổ hoa là chết ở trên tay Khương Phàm. Đó đều là Kiều gia cố ý tạo thế cho Khương Phàm, lại hoặc là cổ hoa nơi đó khuếch đại tội ác của Khương Phàm. Khương Phàm là bởi vì cơ duyên đặc thù cưỡng ép tăng lên linh văn, võ pháp tu luyện đều dừng lại tại thánh phẩm. Đại hoàng tử cổ hoa, linh văn thức tỉnh chính là thiên phẩm, thuở nhỏ nhận tài nguyên của hoàng tộc bồi dưỡng, càng là thiên nhân chiến khu uy hiếp phương Bắc. Giữa bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ khả năng gì để so sánh được. Coi như thật sự là Khương Phàm giết, cũng là cùng những người khác liên thủ vây bắt, hoặc là cường giả cảnh giới cao hơn giúp đỡ hắn. Khương Phàm dứt khoát cự tuyệt. Người của ta, không phải hàng, không làm giao dịch. Không phải do ngươi, đây là quy củ Vương quốc Hắc Ám, đồ ta xem trọng, liền phải thuộc về ta. Ta chỉ là thất trọng thiên, ngươi thật giống như đều đã là bát trọng thiên rồi. Vậy thì không trách ta được. Khương Phàm đang muốn châm chọc hắn, Dạ An Nhiên lại cười nhạt. Ngươi muốn ta? Ta đã chấm ngươi. Điêu Lãnh Phong đưa con ngươi đen trắng tùy ý đánh giá Dạ An Nhiên. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được rất có tư sắc, nhất là loại khí chất tươi mát thánh khiết kia, cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Nếu như ta không đi cùng, liền phải lên trên đài diễn võ. Đây là quy củ Vương quốc Hắc Ám. Hắn không dám, tự ngươi lên. Được, được, ngươi xác định. Đúng lúc ta là linh hồn cảnh bát trọng thiên. Cảnh giới của Dạ An Nhiên tăng lên rất nhanh,
trong 7 năm không chỉ có bước lên cao giai linh hồn cảnh, còn đột phá đến bát trọng thiên. Ta không đánh cùng nữ tử. Điêu Lãnh Phong chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới nàng lại tiếp thật. Đừng xem ta là nữ tử, làm nha hoàn. Ha ha, có cá tính. Tuy nhiên, nếu là luận võ, dù sao cũng phải coi trọng có qua có lại. Ngươi thắng, ta thuộc về ngươi. Ta thắng, ngươi thuộc về ta. Má Ngọc sau mạng che mặt Dạ An Nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên, loại mỹ cảm mông lung kia càng thêm động lòng người. Điêu Lãnh Phong khẽ nhíu mày, bỗng nhiên có chút cảnh giác. Mặc dù tính cách hắn cường thế, nhưng không lỗ mãng. Nữ tử này cũng dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nhưng Khương Phàm lại không có ngăn cản, bên trong khẳng định có vấn đề. Nàng là ai? Cái này tương đương với giao dịch nhân nô, nếu như thua, thật phải phụng dưỡng Điêu Lãnh Phong. Đám người trên xiềng xích đều nhỏ giọng nghị luận. Tiêu Lạc Lê đều chăm chú đánh giá đến Dạ An Nhiên, chẳng lẽ là người của Kiều gia? Trong đại điện Nguyệt Hoa Thiên Bảo, tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh cũng một lần nữa đánh giá đến nữ hải nhi an tĩnh bên ngoài cái kia, lại muốn tự mình khiêu chiến thiên tài hoàng đạo, ở đâu ra tự tin? Ngươi sợ? Giọng Dạ An Nhiên êm dịu, môi hồng răng trắng bị mạng che mặt che lấp lại như ẩn như hiện, lông mi thật dài kích động, một đôi mắt mê người giống như tinh thần đang phát sáng. Mặc dù nhìn dịu dàng động lòng người, nhưng ở loại tình huống này, lại có vẻ có chút khinh miệt. Ha ha! Khương Phàm nhịn cười không được. Kém cỏi. Dạ An Nhiên cười nói. Không dám, hình như ta cũng có hứng thú đối với ngươi, hôm nay ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đây là quy củ của Vương quốc Hắc Ám. Ha ha, ta thích nhất là nữ tử cường thế. Chỉ mong trên giường ngươi cũng có thể kích thích ta như thế. Điêu Lãnh Phong đưa tay chỉ tới Dạ An Nhiên, ánh mắt đột nhiên lạnh lại. Ta đã chấm ngươi. Đại tự tại điện. Tự tại điện đầu tiên, diễn võ trường lớn nhất trên tầng cao nhất. Theo tin tức khuếch tán, Vương quốc Hắc Ám nhanh chóng oanh động, số lượng lớn cường giả chen chúc đuổi tới. Bây giờ Vương quốc Hắc Ám xác thực đã phát sinh thay đổi vi diệu. Đại tự tại điện đã cùng tam đại chủ nhân bình khởi bình tọa, thậm chí còn có xu thế mạnh hơn. Nguyên nhân chính là sau khi đại tự tại điện thay thế Hướng Vãn Tình, phó điện chủ tân nhiệm đầu tiên là Điêu Đức Nguyên đột nhiên thể hiện rõ thân phận của bọn hắn. Vạn đạo thần giáo. Tin tức này đã mang đến cho tất cả thế lực tiềm ẩn tại Vương quốc Hắc Ám rung động thật lớn. Mặc dù đã đoán được đại tự tại điện thuộc về siêu cấp thế lực nào đó, nhưng càng nhiều hơn là đỉnh cấp hoàng tộc, không nghĩ tới lại là một trong bát bộ hoàng đạo thương huyền. Cho nên người ngang ngược càn rỡ bên trong Vương quốc Hắc Ám càng đến càng ít, càng không có ai dám gây sự ở trong diễn võ trường. Khương Phàm thật không hổ là võ hầu của Vương quốc Hắc Ám ta. Bình thường cơ bản đều không trở lại, lúc trở về tất nhiên sẽ làm đến sôi sùng sục lên. Hắn không phải võ hầu, quả thực là một võ vương, mỗi lần đều là trở về với tư thế vương giả, đều được toàn Vương quốc Hắc Ám chú ý, ha ha. Hắn không phải đã chết rồi sao? Vậy mà lại khởi tử hoàn sinh, lúc ấy ta đã rất khó tiếp nhận, bây giờ lại càng khó tiếp nhận. Ha ha, giả chết mà thôi, thật là biết chơi, ngay trước mặt các đại hoàng tộc. Cưỡng bức chơi trận giả chết, còn chết, dòng dã 7 năm. Hắn trở về là tị nạn sao, dù sao bên ngoài cũng đã huyên náo quá phận. Ta vừa mới nghe Chí Tôn Kim Thành bên kia giới thiệu, rất có thể Khương Phàm đã rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Ta không quan tâm tại sao hắn giả chết, tại sao khiêu chiến phương Bắc, ta chỉ là quan tâm hắn dùng cách gì mà Linh Văn lại tăng lên tới thiên phẩm. Hôm nay hắn không tự mình lên đài sao, thật tiếc nuối. Thời điểm Chí Tôn thánh phẩm liền có thể xưng vô địch, ta thật muốn xem thực lực thiên phẩm của hắn. Có ai biết nữ tử này không? Nàng ở đâu ra lòng tin mà khiêu chiến Điêu Lãnh Phong? Điêu Lãnh Phong không chỉ là thiên phẩm linh văn, mà còn là thiên tài được hoàng đạo bồi dưỡng phẩm. Bất luận là tu luyện võ pháp, vẫn vũ khí trong tay, đều là chúng ta không tưởng dưỡng. Biển người chen chúc, bầu không khí tăng vọt. Bọn hắn nghị luận về Khương Phàm. Càng đang mong đợi Điêu Lãnh Phong lên đài. Thiên phẩm hoàng đạo, nhân vật cấp bậc như vậy không thể nghi ngờ chính là nhân vật thượng tầng thật sự, tương lai là đều đứng trên đỉnh chúng sinh. Đừng nói công khai hiện ra thực lực, bọn hắn gặp một chút đều là vinh hạnh đặc biệt. Trong sương phòng trên đài cao, đại biểu thế lực khắp nơi lần lượt trình diện, nhưng bọn hắn không phải đến xem Điêu Lãnh Phong, mà là Khương Phàm. Lấy hiểu biết của bọn hắn đối với Khương Phàm không thể nào chỉ là nhìn.
hôm nay khẳng định sẽ còn đánh một trận. Khương Phàm, quả nhiên ngươi tới Vương quốc Hắc Ám. Ngô Kình Thương đứng trong sương phòng của Hỗn Độn Tử phủ, quan sát Khương Phàm bên cạnh lôi đài. Ngươi muốn khiêu chiến hắn? Người phụ trách Hỗn Độn Tử phủ, Ngô Chính Hùng ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhìn Ngô Kình Thương đã nắm chặt nắm đấm. Hắn là của ta, ta nhất định phải cùng hắn tái chiến một trận. Ngô Kình Thương đã là linh hồn cảnh thất trọng thiên, bắt đầu chuẩn bị sinh tử cảnh, trước đó hắn nhất định phải xử lý tốt khúc mắc. Rất có thể hắn đã giết đại hoàng tử Cổ Hoa Thật. Ngô Chính Hùng nhắc nhở hắn. Ta cũng có thể giết. Ngô Kình Thương mặc dù biết thiên nhân chiến khu cường đại, nhưng bởi vì Cổ Hoa là thế lực trung lập, từ hoàng thất đến phía dưới đều an ổn ngàn năm, bọn hắn sẽ chỉ luận võ, không có giết chóc, thực lực thiên nhân chiến khu tương đương với việc bị phế đi một nửa. Phía dưới lôi đài tại diễn võ trường, Khương Phàm nhẹ giọng hỏi Dạ An Nhiên. Có nắm chắc không? Ta còn không có cùng thiên phẩm giao thủ qua, hôm nay vừa vặn thử một chút. Dạ An Nhiên để Khương Phàm giải sầu, dẫm lên thềm đá, đi lên lôi đài. Tiêu Lạc Lê liền đứng tại cách đó không xa, hừ lạnh. Mấy năm không gặp, lại thành con rùa đen rút đầu. Người khác cướp nữ tử của ngươi, ngươi cũng không dám tự mình tiếp chiến, ta nhổ vào. Khương Phàm thản nhiên nói. Ta thấy lệnh phu quân rất bạo động nhỉ, hắn lại ở ngay trước mặt ngươi tìm nha hoàn thiếp thân, xảy ra chuyện gì, ngươi không thỏa mãn được hắn. Tiêu Lạc Lê xấu hổ. Chờ lúc hắn kéo lấy nữ tử của ngươi rời khỏi, nhìn xem ngươi còn phách lối thế nào. Khương Phàm cố ý đánh giá hai mắt nàng, lung lay ngón tay, cười xấu xa. Không thỏa mãn được liền phải đổi người khác, chơi đến chỗ kích tình, dùng hồ quang điện nhỏ của ngươi, xì xì hắn hai lần, cam đoan hắn muốn ngừng mà không được. Ngươi là cái đồ biến thái. Tiêu Lạc Lê giận dữ thét lên. Rất nhiều ánh mắt ở hàng phía trước đều nhìn sang, thể hiện ra vẻ quái dị. Xảy ra chuyện gì, Khương Phàm đang đùa giỡn nữ tử của Điêu Lãnh Phong. Tiêu Lạc Lê cắn răng nói. Ngươi chờ đó, hôm nay không chỉ có nữ tử của ngươi sẽ trở thành nô lệ của Điêu Lãnh Phong, ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ của ta. Khi Điêu Lãnh Phong tùy ý đùa bỡn nàng, ngươi sẽ quỳ gối ở bên cạnh nhìn. Khương Phàm lắc đầu. Đường đường là công chúa điện hạ, vậy mà trong miệng lại có thể nói ra lời như vậy, thật sự là đáng thương. Ngươi vẫn là nên thương hại mình đi, tên hỗn đản đáng giận. Tiêu Lạc Lê đã không kịp chờ đợi muốn tự tay tra tấn Khương Phàm. Dạ An Nhiên đi đến giữa đài, thanh âm thanh thúy vang dội, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Nơi này là diễn võ trường của Đại Tự Tại Điện, quy củ lại là Đại Tự Tại Điện đến định. Nếu như ta thắng, các ngươi nhận sao? Ngươi cho rằng chúng ta là thổ phỉ lưu manh sao? Đương nhiên nhận. Điêu Lãnh Phong từ một chỗ khác đi đến lôi đài. Cam đoan như thế nào? Ta, Điêu Lãnh Phong, đệ tử Vạn Đạo Thần Giáo, xin mời toàn trường làm chứng, nếu như thua, tất cả thuộc về Dạ An Nhiên, tuyệt đối không đổi ý, Đại Tự Tại Điện càng sẽ không ra mặt ngăn cản. Điêu Lãnh Phong cố ý lên tiếng hô to, tiếp đó lời nói lại xoay chuyển, nhắm ngay Dạ An Nhiên. Nếu như ta thắng, hôm nay ngươi liền đi theo ta, hoàn toàn thuộc về ta. Ta không tiếp nhận khiêu chiến hai lần, càng không tiếp nhận những điều kiện khác. Ngươi không hiểu rõ ta, ta cũng không hiểu rõ ngươi, trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Trên mặt Dạ An Nhiên hiện ra nụ cười, trong mắt lóe lên sáng rực. Thiên phẩm chân chính quyết đấu, nàng đã chờ mong từ rất lâu. Tên của ngươi, Điêu Lãnh Phong run run bả vai, triển khai tư thế chiến đấu. Dạ An Nhiên, tên rất hay. Dạ An Nhiên, các nơi trên diễn võ trường vang lên tiếng nghị luận, tên có chút quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. Đệ tử Vô Hồi Thánh Chủ, Dạ An Nhiên. Trong sương phòng truyền ra âm thanh. Thì ra là nàng, trách không được nghe lại quen thuộc như thế. Khương Phàm rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa còn bắt cóc đệ tử Thánh Chủ. Hình như nàng đã từng lộ mặt ra một lần tại Vương quốc Hắc Ám, ngay cả số lượng lớn các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa tiến vào luân hồi bí cảnh, nàng đều không có xuất hiện. Truyền nhân thần bí nhất của Vô Hồi Thánh Chủ, lại bị Khương Phàm cấu kết. Trên đài diễn võ vang lên từng trận nghị luận, đều một lần nữa đánh giá Dạ An Nhiên. Trưởng lão trấn thủ Đại Tự Tại Điện xuất hiện trên đài cao, tuyên cáo toàn trường. Dạ An Nhiên đối chiến Điêu Lãnh Phong, bây giờ, bắt đầu. Ước định, giao dịch nhân nô, đặc biệt nhắc nhở, một trận phân thắng thua,
không tiếp nhận bất cứ kẻ nào, bất cứ phương thức nào khiêu chiến hai lần. Ngươi là nữ tử, ngươi bắt đầu trước. Trong lòng Điêu Lãnh Phong không hiểu nổi lại bắt đầu hưng phấn lên, nữ tử thánh địa. Ha ha, chơi càng kích thích hơn. Ngươi xác định, bắt đầu, như ngươi mong muốn. Đôi mắt Dạ An Nhiên ý lạnh lấp lóe, khí thế bỗng nhiên thay đổi, thần thánh, uy nghiêm. Một loại uy lực tự nhiên đặc biệt, cuồn cuộn khắp toàn trường. Đột nhiên, lại cường thế, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Dạ An Nhiên nâng đầu ngón tay lên, chỉ giữa không trung phía xa. Năm viên ngọc châu sáng long lanh từ cổ tay dâng lên, lấp lóe ngũ sắc tia sáng, nhanh chóng nở rộ, phát ra ba động kỳ dị. Đi! Dạ An Nhiên quát một tiếng, năm viên ngọc châu giống như năm viên tinh thần, dâng lên lấy lộng lẫy ánh sáng nhảy vọt lên. Từng tiếng vang lớn trầm muộn mãnh liệt, hào quang năm màu bao phủ Điêu Lãnh Phong giống như con sóng cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, thanh thế to lớn. Uy lực ngũ hành, ngươi là thiên phẩm linh văn. Sắc mặt Điêu Lãnh Phong đại biến, lập tức nghiêm túc. Ngũ hành, thiên phẩm, toàn trường xôn xao, thanh triều giống như biển gầm trong nháy mắt bao phủ diễn võ trường, mấy vạn người xem không cách nào bình tĩnh được. Thiên phẩm ngũ hành, trong các xương phòng, các cường giả nhao nhao, gương mặt đều có phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất vào tới cửa sổ, tự mình xem xét diễn võ trường. Không thể nào. Nàng không thể nào là thiên phẩm linh văn. Tiêu Lạc Lê không thể nào tiếp thu được. Thiên phẩm linh văn không thể nghi ngờ là Phượng Mao Lân Giác, chỉ sinh ra tại Hoàng tộc Hoàng. Ngay cả Huyền Nguyệt Hoàng triều bọn hắn miễn cưỡng cam đoan trăm năm thức tỉnh một người, Dạ An Nhiên này tính là thứ gì, lại là có tài đức gì. Mạng che mặt của Dạ An Nhiên bay xuống, lộ ra má ngọc mỹ lệ đẹp đẽ, chỉ là vẻ mặt lại lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy túc sát. Sau lưng nàng triển khai đôi cánh ngũ hành quang hoa lệ, phóng lên tận trời ở bên trong tiếng nghị luận chiều tại toàn trường. Đầu ngón tay huy động, ngũ hành linh châu gào thét nhấc lên, phun ra ánh sáng càng nồng nặc, che mất hơn diễn võ trường 3.000 mét, Điêu Lãnh Phong triệt để bị giam cầm ở bên trong. Vương quốc hắc ám nho nhỏ, lại còn ngọa hổ tàng long. Điêu Lãnh Phong ngược lại rất kích động. Hắn vốn cho rằng chỉ là tùy tiện chơi đùa, không nghĩ tới đối phương lại là một thiên phẩm linh văn. Lại còn là ngũ hành thiên phẩm. Nữ nô này, hắn chắc chắn phải có được. Để cho ta tới lĩnh giáo ngũ hành lĩnh vực một chút. Điêu Lãnh Phong lắc bả vai một cái, huyết nhục nứt ra, xông ra hai khối huyết cốt. Không phải xương cốt của bản thân hắn, mà là xương cốt phong ấn trong thân thể của hắn, dùng thân thể thai nghén. Đây là võ pháp phi phàm, càng là thuộc về chiến kỹ cường đại của riêng mình hắn. Giống. Đầu xương đầy máu me kịch liệt lay động. Huyết khí cuồn cuộn, thú uy cuồn cuộn, biến thành một con bỉ mông cự thú, hùng tráng uy mãnh, toàn thân kim hoàng, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Đầu xương khác lại dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, hóa thành một con diễm cuồng sư ba đầu liệt, lắc đầu vẫy đuôi, gào thét với trời cao, cực kỳ bạo ngược. Bọn chúng sinh động như thật, sinh mệnh lực thịnh vượng, giống như hai con chân chính ác thú. Bọn chúng còn cùng ý thức Điêu Lãnh Phong tương thông, tựa như là một phần của thân thể hắn. Cái này so với năng lượng ngưng tụ võ pháp, mạnh hơn rất nhiều. Giống. Hai con cự thú đạp không phóng tới, cuồng kích Dạ An Nhiên. Đây là ngũ hành lĩnh vực, uy lực ngũ hành do ta quản khống. Gọng Dạ An Nhiên nhẹ nhàng, lại lộ ra uy thế cường đại không cách nào nói rõ được, phảng phất thánh linh tự nhiên đang pháp lệnh cho ngũ hành. Răng rắc. Hai đoạn cường quang ngũ sắc dường như sấm sét phách chạm trời cao, trong chớp mắt đã xuyên thủng hai con mãnh thú. Hai con cự thú nhìn thì cường hãn nhưng lại không có chút uy lực chống đỡ nào, bọn chúng gào thét thê lương, năng lượng toàn thân bị cưỡng ép đảo loạn. Thổ nguyên lực của bỉ mông cự thú cùng hỏa nguyên lực của liệt diễm cuồng sư, trong nháy mắt đã bị ánh sáng ngũ hành của Dạ An Nhiên giam cầm, khống chế, dẫn bạo. Hai con cự thú không đợi tới gần nàng liền đã ầm vang nổ tung. Hai khối xương cốt đẫm máu nhanh chóng rơi xuống, một lần nữa về tới trên người Điêu Lãnh Phong. Uy lực thật bá đạo. Trong xương phòng, rất nhiều cường giả đều bất ngờ. Huyết cốt này chính là thiên cấp võ pháp do thiên phẩm linh văn thả ra, tất nhiên uy lực phi phàm, vậy mà lại bị tùy tiện áp chế đánh tan. Không hổ là uy lực ngũ hành, lại lần nữa. Điêu Lãnh Phong kích động, càng là cường đại, càng là đáng giá hắn khống chế. Phần gáy hắn nứt ra, cường quang dâng lên, kiếm khí phóng lên tận trời, ánh sáng lóa mắt,
sáng chói vô biên. Giống như là tuyệt thế lợi kiếm, ra khỏi vỏ, khuấy động ra kiếm ý lạnh thấu xương, cường thế quét sạch ngũ hành lĩnh vực. Uy lực ngũ hành có thể áp chế ngũ hành, nhưng đây là kiếm chiều, nhìn xem ngươi có thể như thế nào. Điêu Lãnh Phong lấy huyết nhục dưỡng kiếm, ngưng tụ ra kiếm hồn, chỉ cần động ý thức liền có thể khống chế hoàn mỹ. Kiếm uy lẫm liệt, tàn phá bừa bãi, cuồng kích mấy ngàn thước. Ngũ hành lĩnh vực thật lớn lập tức hỗn loạn, giống như muốn bị tươi sống tiêu diệt. Toàn trường sao động, tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng. Linh văn của tên Điêu Lãnh Phong này là gì? Thân thể trong lúc triển khai, huyết cốt, kiếm khí cứ tùy tiện phóng thích, bản thân hắn là vật chứa sao? Thiên phẩm linh văn quả nhiên phi phàm, bọn hắn thật sự là theo không kịp. Ngũ hành lĩnh vực của ta, không gì có thể phá. Dạ An Nhiên cường đại càng tự tin, năm ngón tay huy động, một tay khống chế. Kim mộc thủy hỏa thổ bên trong ngũ hành lĩnh vực sao động, ngưng tụ thành ngàn vạn tấm lụa, cường thế xen lẫn. Cùng với tiếng oanh minh kịch liệt, năng lượng ngũ hành xen lẫn thành một chiến binh cường đại, cao tới 10 mét, trong tay cầm cây giáo, khí thế cường đại. Chiến binh hét lên một tiếng, đuổi giết lợi kiếm. Chiến binh giống như là người sống thật sự, lại như là sứ giả tự nhiên, cùng năng lượng ngũ hành giao hòa, càng có thể khống chế ngũ hành. Ngũ hành, tự nhiên uy lực, thế giới uy lực. Cây giáo bạo kích, dẫn phát toàn bộ lĩnh vực xung chuyển. Phá cho ta. Điêu Lãnh Phong lù lù bất động, cường thế thét lên ra lệnh. Trong chớp mắt, kiếm khí bay lên trời, tia sáng lấp lóe lạnh thấu xương, xoay tròn ra 3.000 kiếm quang, hình thành sóng chiều tiếu sát thảm liệt, tràn ngập đất trời che mất chiến binh. Giống. Chiến binh cuồng kích, nâng thương chấn kích, điều động ngũ hành lĩnh vực, nhấc lên hình ảnh to lớn. Thủy nguyên lực ngưng tụ thành thủy triều, lao nhanh không dứt, mộc nguyên lực hiện ra rừng rậm, mênh mông phập phồng. Hỏa nguyên lực hình thành liệt diễm, sôi trào thiên địa, thổ nguyên lực hình thành núi lớn, ầm ầm sóng dậy, kim nguyên lực hình thành mê quang kim loại, tràn ngập đất trời. Cảnh tượng thành hình giống như một bức tranh, càng giống như thế giới đang thai nghén. Một nguồn năng lượng cường thế chấn động không gian, tùy tiện phá hủy kiếm chiều nhìn như cường đại. Trong diễn võ trường nhấc lên liên miên tiếng kinh hô, thanh chiều kéo dài. Trước đó đều hy vọng Điêu Lãnh Phong hiện ra thực lực. Kết quả Dạ An Nhiên lại kinh diễm toàn trường. Đông Hoàng Như Ảnh ở trong sương phòng khẽ nói. Ngũ hành lĩnh vực thật mạnh, ngũ hành linh văn vốn đã phi phàm, có thể khắc chế nguyên tố linh văn, càng có thể diễn biến thế công cường đại. Nếu như có thể đạt tới thiên phẩm, cơ hồ là chân chính khống chế một phần uy lực ngũ hành thiên địa, lĩnh vực, có thể so với thế giới nguyên thủy. Dạ An Nhiên này, trước đó không phải thánh phẩm sao? Nàng lại là từ chỗ nào có được cơ duyên? Đông Hoàng Như Yên càng khó có thể tin hơn. Vượt qua giữa thánh phẩm cùng thiên phẩm gần như là không thể nào làm đến, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người, nàng là bởi vì đạt được huyền hoàng thạch có thể ảnh hưởng vận mệnh mới làm được. Rốt cuộc Khương Phàm và Dạ An Nhiên là đã xảy ra chuyện gì? Thiên phẩm hoàng đạo, chỉ có chút năng lực ấy. Dạ An Nhiên thôi động ngũ hành linh châu, chấn áp phía dưới, ánh sáng càng phát ra càng sáng chói, hóa thành khí lãng mông lung. Mãnh liệt đổ xuống. Toàn bộ lôi đài đều hoàn toàn mông lung, giống như một cái hồ lớn bị đông kết băng, càn khôn phong cấm, triệt để nắm trong tay nơi đó. Ngươi còn chưa đủ tư cách xem nhẹ thiên phẩm hoàng đạo. Bây giờ sẽ để ngươi kiến thức một chút, thiên phẩm linh văn của Điêu Lãnh Phong ta. Linh văn, phong ma. Phong ma cấm thuật, càn khôn phong cấm. Điêu Lãnh Phong hét lớn, thanh âm ù ù, vang động trời, hắn kích phát linh văn, triệt để phát huy. Toàn thân làn da hiện ra vô số điểm lấm tấm, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại đều là từng cái vòng xoáy, đang cường thế thôn nạp nguyên lực thiên địa. Ngũ hành lĩnh vực lập tức xung chuyển, ngũ hành linh châu rủ xuống ánh sáng mê vụ đã bị cưỡng ép cướp đoạt, tràn vào vòng xoáy, tiến vào thân thể Điêu Lãnh Phong. Ngay cả không gian trên lôi đài đều nổi lên gợn sóng, giống như là muốn bị cưỡng ép xé rách. Phong ma! Toàn trường kinh hô, hắn có thể phong ấn hết thảy sao? Trách không được trong thân thể có thể phóng thích huyết cốt và kiếm khí, thì ra là phong ấn ở trong thân thể. Hắn là phong ma linh văn. Khương Phàm khẽ nói, ký ức có liên quan với phong ma linh văn rõ ràng trong ý thức. Loại linh văn này danh xưng có thể phong thiên nạp địa, giam cầm càn khôn, mặc dù khoa trương chút, nhưng xác thực vô cùng cường đại. Nhất là thời điểm giao đấu ma tộc,
đối với ma khí ma tộc có uy lực áp chế tự nhiên. Sắc mặt Tiêu Lạc Lê hơi chậm, mặc dù không thích nam tử này, nhưng cũng có thể chấp nhận hắn, chủ yếu cũng là bởi vì thân phận cùng sự cường đại của hắn. Dạ An Nhiên lập tức nghịch chuyển uy lực ngũ hành, muốn thu hồi lại, lại bị Điêu Lãnh Phong bão nổi cưỡng ép hấp thu, không ngừng liên tục hút vào thân thể. Dạ An Nhiên mấy lần nếm thử không có kết quả, nàng nhấc lên tay phải, lần nữa phóng thích ngũ hành linh châu mới, hoành không nở rộ, muốn mạnh mẽ khống chế ngũ hành lĩnh vực. Nhưng, ngươi quá coi thường ta, ở giữa thánh phẩm cùng thánh phẩm, có sai biệt thực lực, ở giữa thiên phẩm cùng thiên phẩm, càng có. Điêu Lãnh Phong đứng ngạo nghễ trên diễn võ trường, điểm lấm tấm, phóng đại, vòng xoáy tăng vọt uy thế, trong cái mỗi nước xoáy đều có một tiểu nhân ngồi xếp bằng, cùng cơ hồ giống Điêu Lãnh Phong như đúc. Bọn chúng huy động hai tay, khống chế vòng xoáy, không ngừng liên tục thôn nạp linh lực, phong tiến thân thể Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong không chỉ có phong ma linh văn, còn có thể chất phi phàm khác hẳn với người bình thường. Toàn bộ thân thể hắn đều đã rèn đúc thành binh khí, có thể nuốt nạp gấp 10 lần linh lực so với sự cường đại của hắn. Dạ An Nhiên trầm ổn tỉnh táo, không hoảng không loạn, tay trái tiếp tục tranh đoạt quyền khống chế ngũ hành lĩnh vực, tay phải khống chế lại 5 viên linh châu mới xông vào lĩnh vực kia, thành công diễn biến thành 8 chiến binh tự nhiên, cầm trong tay vũ khí, vây bắt Điêu Lãnh Phong. Ha ha, trả lại cho ngươi. Điêu Lãnh Phong đột nhiên cười lạnh, uy lực ngũ hành bị nuốt nạp phong ấn, ở trong chớp mắt nghịch hướng cuồn cuộn, hình thành tình thế dâng lên cuồng liệt, trong nháy mắt đảo loạn ngũ hành lĩnh vực. Ầm ầm, lôi tràng bạo động, ngũ hành lĩnh vực đang chỗ sụp đổ, năng lượng hỗn loạn hình thành sơn hà loạn cùng nhau, lấy tình thế rung động va chạm bình chướng lôi tràng, nhấc lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Biển người bên ngoài khán đài kinh hô, bọn họ bị dọa đến chật vật lui lại. Từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, bên trong lôi tràng tựa như là một thế giới đang sụp đổ. Ngươi, là của ta. Huyết nhục phía sau Điêu Lãnh Phong nứt ra, hai khối huyết cốt dâng lên huyết khí, biến thành hai cái kim dực. Đây là di cốt kim bằng diễn biến thành hai cánh kim bằng. Hai cánh chấn kích, cuồng phong gào thét, Điêu Lãnh Phong mở ra không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, không nhìn năng lượng đang bạo động, đuổi giết Dạ An Nhiên. Hai con người của Dạ An Nhiên phát sáng, tăng vọt chiến ý, hai cánh ngũ hành phía sau lưng nàng sôi trào năng lượng, nhanh chóng tránh khỏi đánh giết. Ngươi chạy chỗ nào? Lòng bàn tay phải của Điêu Lãnh Phong vỡ ra, ở bên trong phòng ấn răng nanh thao thiết. Giờ khắc này, tay phải của hắn giống như biến thành một cái đầu lâu thao thiết, dữ tợn đáng sợ, hung uy cuồn cuộn, tiếng thú giống táo bạo đinh tai nhức óc. Hắn cường thế đánh ra tay phải, một uy lực thôn phệ cuồng dã cực độ bao phủ trời cao, bao phủ cả Dạ An Nhiên. Không gian đều đang cuồn cuộn, giống như thủy triều nổi sóng chập trùng. Dạ An Nhiên lại quay người trong chốc lát, huy động hai cánh, ổn định thân thể, hai tay đánh ra cường quang hừng hực. Màn sáng ngũ hành, cùng loại với diễn biến ra không gian ngũ hành, hình thức ban đầu của thế giới. Đây là mạnh hơn uy lực khống chế ngũ hành, nguồn gốc truyền thừa từ ngũ hành thần thụ. Bên trong có được uy lực thế giới yếu ớt, có khí tức huyền hoàng, có ánh sáng hỗn độn. Ầm ầm, thiên địa lay động, lôi đài bạo động. Điêu Lãnh Phong bị đánh trúng, năng lượng thao thiết hỗn loạn, uy lực thế giới xâm nhập, ngực bụng hắn nhấc lên, máu tươi từ chỗ thủng phun ra, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vạn vật sinh. Dạ An Nhiên lần nữa ngưng tụ ngũ hành linh châu, nhanh chóng xoay tròn, sương mù vần quanh, giống như năm viên đại tinh, lướt qua trời cao, va chạm với mặt đất, nương theo bạo tạc mãnh liệt, cường quang ngũ sắc trong chớp mắt bổ sung toàn bộ lôi tràng. Một loại khí tức pháp tắc cuồn cuộn, một loại uy lực vạn vật đang sinh trưởng. Cường quang khuấy động lôi tràng. Núi cao lớn lên, giang hà tuôn chảy. Rừng rậm sinh trưởng tốt, kim loại cuồn cuộn. Hình ảnh hoa mỹ lấy tình thế cực kỳ táo bạo hiện ra, ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn, khí tức vạn vật đại tác. Điêu Lãnh Phong bị kích thích, chiến ý cường đại, phong ấn ánh sáng trùng kích hai chân. Chân trái dâng lên chiều dâng màu đen, phảng phất côn ngư cá voi hiển hiện, nhấc lên khí tức thái em mờ. Chân phải phát ra ánh sáng mạnh, hiển hiện uy lực bằng điểu, tinh khí thái dương tăng vọt. Hai loại năng lượng giữa côn ngư cùng bằng điểu sôi trào, trùng kích toàn thân, xuyên suốt hai con ngươi. Em mờ dương xoay tròn, bộc phát ba động khủng bố. Giờ khắc này, hắn giống như một ấu thần, từ khí tức đến linh hồn, từ huyết nhục đến uy thế đều mang đến rung động không gì sánh kịp,
Hai bảo cốt này là một trong những phong ấn chí cường huyền bí của hắn, cũng chỉ có thế lực của vạn đạo thần giáo mới có thể cung cấp cho hắn sát khí như thế này. Điêu Lãnh Phong bộc phát cường quang tại hai chân, hai con ngươi em mờ dương nghịch chuyển, hắn dung chuyển ngũ hành không gian, phóng lên tận trời, đuổi giết Dạ An Nhiên. Thiên địa vĩnh tế. Dạ An Nhiên khống chế toàn trường, khí tức ngũ hành đã đạt tới cực hạn trong chốc lát, bỗng nhiên bị chôn vùi. Không có bạo động, không có vang lớn. Hơn 3.000 mét lôi tràng đột nhiên liền biến thành hắc ám, yên tĩnh như chết. Cảnh tượng đột ngột lại quỷ bí trong nháy mắt an tĩnh toàn trường. Ngay sau đó, hắc ám sụp đổ, bạo tạc tuôn ra, 3.000 mét lôi tràng lay động mãnh liệt, bình chướng đều giống như đại mạc chập trùng lên xuống. Ngũ hành lưu chuyển, vạn vật sinh. Ngũ hành nghịch chuyển, thiên địa tịch. Đây là một uy thế khủng bố cùng loại với thế giới sụp đổ. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người đều đứng lên. Bọn hắn nhìn đến kinh tâm động phách, càng nhìn đến kích tình bành trướng. Thiên phẩm quyết đấu, thật sự là thiên phẩm quyết đấu. Quá đặc sắc. Khương Phàm hơi nhíu mày lại, định thần chú ý quá trình chiến đấu của Dạ An Nhiên. Tiêu Lạc Lê thì nóng nảy nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Nàng mặc dù kinh ngạc khi biết Dạ An Nhiên là thiên phẩm linh văn, nhưng lại không nghĩ rằng Dạ An Nhiên thật có thể chém giết cùng Điêu Lãnh Phong. Giống. Trong cuồng chiều bạo tạc mãnh liệt hỗn loạn, Điêu Lãnh Phong gào thét cuồng dã, mặc dù thất khiếu rớm máu, gương mặt dữ tợn, nhưng khí tức em mờ dương toàn thân lưu chuyển gánh vác được trận bạo tạc kia. Khí tức em mờ dương, đối kháng uy lực ngũ hành. Thế lực ngang nhau. Hắn dâng cao chiến ý, không để ý thân thể đang trọng thương, hai cánh kim bằng mãnh liệt đánh ra, phá vỡ năng lượng thủy triều, giết tới trước mặt Dạ An Nhiên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là uy thế cường đại của kim bằng. Quá đột nhiên, Dạ An Nhiên muốn tránh né nhưng lại không kịp. Giết! Giọng Điêu Lãnh Phong như lôi đình, nổ tung tại đầu lưỡi, uy lực em mờ dương mãnh liệt từ hai chân kích phát ra. Phốc phốc! Dạ An Nhiên bị lực lượng cường đại xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra, chật vật bay ra ngoài. Càng ngày càng có ý tứ. Tiểu nô tỳ, ngươi nhất định phải cùng ta về vạn đạo thần giáo. Phần sau gáy Điêu Lãnh Phong nứt ra, kiếm khí dâng lên. Lần này không chỉ là kiếm khí, mà còn là một thanh cổ kiếm chân chính. Sát khí đến từ vạn đạo thần giáo, thu thảo kiếm. Thu ý túc sát, thảo ý vô tận. Điêu Lãnh Phong nắm chặt thu thảo kiếm, khởi xướng một kích mạnh nhất, thẳng đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên miệng mũi chảy máu, lại cường thế ổn định, hai tay đẩy về phía trước, ngũ hành linh châu tái hiện, kịch liệt lấp lóe, cường quang cuồn cuộn, hình thành bình chướng ngũ hành, ngạnh kháng kiếm khí. Oanh! Răng rắc! Nương theo tiếng oanh minh bắn nổ, Dạ An Nhiên vừa mới ổn định thân thể lần nữa bị cường thế tung bay ra ngoài. Giết! 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 Điêu Lãnh Phong tăng vọt chiến ý, từng tiếng gào rít, kinh hãi lôi tràng, hắn kích phát kiếm hồn, cuốn lên một đạo thông thiên kiếm khí, nhanh chóng phóng đại, cuốn về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên ổn định giữa không trung, khóe miệng chảy máu, nhưng không hề bất ổn, ngũ hành linh châu va chạm về phía trước, cùng với năng lượng bắn nổ như cuồng chiều, hình thành một chiến binh ngũ hành, trong tay cầm cây giáo, cường thế chặn đường. Keng! Kiếm khí cuồn cuộn. Quấy đến cường quang trên thân chiến binh ngũ hành tung bay, suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Trong lòng Khương Phàm siết chặt, thay Dạ An Nhiên lau mồ hôi. Giết giết giết. Điêu Lãnh Phong càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, hai cánh kim bằng phía sau lưng chấn kích, cường thế đánh giết. Kiếm khí thu thảo kiếm cuồn cuộn, giống như chiến binh cuồng kích đánh đâu thắng đó. Chiến binh nhận áp chế, cơ hồ muốn bị hủy diệt, chật vật chống cự, liên tục tháo chạy. Nhưng, một màn kinh người khác lại xuất hiện. Chiến binh mặc dù chật vật, nhưng khí thế lại tăng cường. Ngũ hành linh châu trong thân thể nó nhận viễn trình khống chế của Dạ An Nhiên, nhanh chóng xoay tròn ở bên trong, va chạm cực hạn, liên tiếp diễn biến ra phong, lôi, băng, vụ, viêm bạo năng lượng. Tia sáng toàn thân chiến binh tiếp tục tăng vọt, khí thế nhanh chóng tăng cường, dần dần ổn định thế công. Keng! Trường thương tăng vọt uy thế, cường thế chấn kích. Cùng thu thảo kiếm tinh chuẩn va chạm, trong chốc lát bộc phát lên ánh sáng cường đại. Chiến binh và Điêu Lãnh Phong, cả hai đều bị tung bay. Thật mạnh! Bầu không khí tại toàn trường tăng vọt, sợ hãi thán phục trước thực lực cường đại của Điêu Lãnh Phong, cũng sợ hãi thán phục trước diễn dịch tinh diệu của Dạ An Nhiên.
mặc cho kiếm đạo của ngươi mạnh hơn, tuy nhiên ngươi mạnh không bằng trời. Tại tòa lôi tràng này, Dạ An Nhiên ta, chính là trời. Dạ An Nhiên đột nhiên phát ra tiếng hò hét cường thế uy nghiêm, trống rỗng mà to lớn, cứ như một thân ảnh cổ lão đang gieo hò. Giống. Chiến binh vùng cánh tay hô to, cường thế bá liệt, ngũ hành linh châu trong thân thể tiếp tục diễn biến, bóng ma, hắc ám, ánh sáng, tinh thần, các loại năng lượng đều được kích phát. Giờ khắc này, thân thể chiến binh thay đổi bộ dáng hoàn toàn, như một cái thế giới hình người, bên trong có dãy núi tung hoành, có sông lớn lao nhanh, có rừng rậm chập trùng. Có kim loại che trời, càng có phong vũ lôi điện, ánh sáng tinh thần. Ở sâu trong thế giới, càng có hắc ám cùng đại uyên đang ẩn núp. Oa a! Từng tiếng rung động càng kinh diễm la lên vang vọng trên lôi tràng. Ngay cả trong xương phòng trên chỗ cao, cường tộc các phương cũng nhịn không được mà định thần chú ý, âm thầm sợ hãi thán phục. Giết! Dạ An Nhiên chỉ điêu lãnh phong ở phía xa, thét lên một tiếng ra lệnh, phảng phất pháp chỉ thần linh. Chiến binh biến thành thế giới hình người, lấp lóe cường quang, uy thế cuồn cuộn, cầm trong tay cây giáo lao thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Ngươi quá làm cho ta hưng phấn. Điêu Lãnh Phong bay loạn tóc dài, sát ý lạnh thấu xương, một tiếng bạo hống, thu thảo kiếm kích thích thông thiên kiếm khí, theo ý thức khống chế, kích xạ trời cao, cường thế nghênh kích chiến binh. Kiếm khí khủng bố, hoàn toàn mờ mịt. Rất có lực lượng chém chết hết thảy uy thế. Ầm ầm. Chiến binh giết tới, cường quang sôi trào, cây giáo khuấy động uy lực thế giới, cường thế đánh xuyên kiếm khí, trực kích thu thảo kiếm, trong chốc lát dẫn phát bạo tạc mãnh liệt. Cây giáo băng diệt, uy lực thế giới bạo động. Thu thảo kiếm thì gào thét bay ra ngoài, cắm vào bên trong bình chướng bảo vệ. Chiến binh không có cây giáo, lại hoành hành không trở ngại, nó vung lên nắm đấm, đánh tới Điêu Lãnh Phong. Tiếp ta một quyền. Toàn thân Điêu Lãnh Phong lượn lờ ánh sáng kỳ ảo. Phong ấn huyết cốt, các loại vũ khí trong thân thể, tại thời khắc này toàn bộ đều phát huy. Mỗi một loại đều là đến từ vạn đạo thần giáo, đã thai nghén trong thân thể của hắn nhiều năm, cường đại vô địch. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ lên trời một kích, chấn động trời cao, nhấc lên năng lượng cuồn cuộn, giống như là thác nước tinh hà lao nhanh, đánh về phía chiến binh. Ầm ầm, trận bạo tạc kinh khủng, hình ảnh trước mắt đều kinh khủng. Trong bạo tạc hỗn loạn như cuồng chiều, huyết nhục ngạnh kháng chiến binh ngũ hành, phảng phất nhân lực kháng trời. Mãnh liệt trùng kích thính giác, thị giác rung động, kích thích mỗi quần chúng tại toàn trường. Để bọn hắn cuồng nhiệt, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Ầm ầm, trận bạo tạc mãnh liệt hơn nhanh chóng dẫn bạo, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, quét sạch toàn trường, giống như giang hà trăm ngàn tấn, cuồng kích bình chướng liên miên bất tuyệt. Sau một khắc, cánh tay phải của Điêu Lãnh Phong run rẩy. Toàn thân mất khống chế, chật vật bay ra ngoài. Chiến binh ngũ hành hoa mỹ cũng bị cưỡng ép phá hủy nổ nát vụn, tuy nhiên, nó vỡ vụn lại giống như thế giới băng diệt, lập tức tạo thành trận hủy diệt càng khốc liệt hơn, khuấy động lôi tràng, cũng bao phủ cả Điêu Lãnh Phong. Bình chướng trên lôi tràng nhận khảo nghiệm nghiêm trọng, cứ như có thể bị xông phá bất cứ lúc nào. Trên khán đài, đám người hốt hoảng lui lại, nhưng con mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi lôi tràng. Chém giết giữa thiên phẩm linh văn xác thực đáng sợ, nhất cử nhất động đều mang theo khí thế cường đại, vẫy tay một cái là võ pháp phi phàm, đều để bọn hắn tự than thở không bằng, càng làm cho một ít kẻ tự xưng là thiên tài bất chợt ảm đạm phai mờ. Phi, Điêu Lãnh Phong dừng lại tại cạnh góc lôi tràng, phun ra huyết thủy trong miệng, khí thế cuồng nhiệt, chiến ý càng tăng cao hơn, hắn tập trung vào Dạ An Nhiên ở giữa không trung, giữ tợn cười to. Điêu Lãnh Phong ta hưởng dụng qua vô số nữ tử. Duy chỉ có ngươi, để cho ta phấn khởi, ha ha. Ha ha. Ầm ầm. Một loại uy thế cường đại giống như long trời lở đất chấn động lôi tràng. Linh văn trên trán Điêu Lãnh Phong nở rộ, cường quang chiếu sáng cả trời. Toàn trường kinh hô, vô số người đều rất ngạc nhiên. Hắn đây là đang phóng thích linh văn sao? Nói đùa cái gì vậy, lúc trước hắn đều là đang nháo chơi sao? Từng điểm lấm tấm trên người Điêu Lãnh Phong hóa thành phù văn kỳ diệu, dâng lên thiên địa, không ngừng liên tục khuấy động không gian. Diễn võ trường hơn 3.000 mét hoàn toàn bị cường quang bao phủ, lít nha lít nhít phù văn hiển hiện, giống như phiêu lưu tại hư không, phiêu miểu thần bí, lại như lạc ấn tại vùng thiên địa này, cường đại mà bá đạo. Đây mới thật sự là phong ma thiên văn. Toàn thân Điêu Lãnh Phong sôi trào cường quang, linh văn phát sáng, mờ dương song mâu thâm thúy lạnh lẽo.
Hắn giận dữ gầm lên, tất cả phù văn nháy mắt ngưng kết lại, triệt để phong cấm cả vùng thiên địa này. Dạ An Nhiên bị cưỡng ép định trụ tại đó, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, cả ngũ hành linh châu quấn quanh cũng đều bị cố định ở nơi đó. Ngươi, là của ta. Điêu Lãnh Phong giống to như vạn đạo lôi đình, từng mảnh phù văn lướt qua trời cao, đánh về phía Dạ An Nhiên. Ngũ hành linh châu xung quanh Dạ An Nhiên giãy giụa kịch liệt, cưỡng ép phóng thích linh lực, nhưng lại không phát huy ra được 1% uy lực. Hơn 10 đạo phù chú đầu tiên quấn quanh linh châu, cưỡng ép chân áp, cho đến triệt để khống chế. Ngay sau đó, số lượng lớn phù chú liên tiếp dâng lên, khắc ở trên thân Dạ An Nhiên. Bọn chúng dâng lên cường quang, diễn hóa kỳ diệu, hình thành kết nối giữa nhau, lan tràn toàn thân Dạ An Nhiên, muốn triệt để phong bế nàng. Kết thúc. Toàn trường nghị luận, ngũ hành thiên văn cuối cùng vẫn ép không qua phong ma thiên văn. Không chỉ là bởi vì đồng cấp linh văn cũng có mạnh có yếu, càng mấu chốt hơn chính là Điêu Lãnh Phong xuất thân hoàng đạo, từ nhỏ đã nhận điều dưỡng vượt xa người bên ngoài. Hừ, nữ tử của ngươi, thuộc về hắn. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, kích thích Khương Phàm. Là hắn phải thuộc về chúng ta. Khương Phàm tùy ý khẽ nói, ánh mắt một mực định trên lôi tràng. Ngươi mù sao? Là ngươi mù. Thời điểm tất cả mọi người đang cho là chiến đấu đã phải kết thúc, mặt ngoài lôi đài đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lòa. Năng lượng ánh sáng ngũ sắc giống như thẩm thấu từ trong võ đài ra, nhanh chóng lan tràn, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái pháp trận ngũ hành khổng lồ. Đường vân đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ xen lẫn ở xung quanh, to như hồ nước, cường quang dâng trào, cực kỳ to lớn. Ở giữa những điểm cùng năng lượng ngũ hành xen lẫn, diễn biến ra một cái thụ văn phức tạp, sau đó. Sợi rễ lan tràn, cành cây mở rộng, một cái cây nhỏ chân chính xuất hiện ở nơi đó. Đây là cái gì? Không phải Dạ An Nhiên đã bị phong bế sao? Sao lại còn có thể phóng thích võ pháp? Không đúng, đó là pháp trận mà Dạ An Nhiên đã sớm bố trí. Năng lượng ngũ hành của nàng từ đầu đến cuối đều đang thẩm thấu trên sàn đấu, liền chờ thời khắc này để phản kích. Còn có thể như thế này. Nữ tử thật đáng sợ, nàng lại có thể trong quá trình chiến đấu xảo diệu bố trí. Diễn võ trường nhấc lên từng trận tiếng kinh hô, bọn họ đều cảm thấy ngoài ý muốn, lại càng kinh thán hơn. Sắc mặt Điêu Lãnh Phong cũng đã thay đổi, không chỉ là bởi vì Dạ An Nhiên đã sớm bố trí, mà bởi vì pháp trận ngũ hành lại hoàn toàn không nhận lực lượng phong cấm của hắn chấn áp, tự mình lan tràn, nhanh chóng diễn biến. Đại Hoang, Tù Thiên Thuật. Lúc trước Dạ An Nhiên cũng đã bắt đầu bố trí pháp trận, lợi dụng khoảng cách võ pháp va chạm, khắc họa Tù Thiên Thuật. Mặc dù không có cường đại như Tù Thiên Trận thật sự, nhưng có ngũ hành thụ áp trận, uy lực vẫn là không gì sánh kịp. Ầm ầm, năm vòng xoáy xung quanh ngũ hành pháp trận bộc phát tiếng vang, dâng trào ra uy lực ngũ hành cường đại, dung chuyển không gian phong cấm. Không thể nào. Điêu Lãnh Phong giống to, cường thế tiếp quản không gian phong cấm, nhưng uy lực ngũ hành đã nhanh chóng thẩm thấu, xâm nhập mảng lớn phù văn. Đây là đối kháng võ pháp, càng là linh văn tranh hùng. Ngũ hành thiên văn, phong ma thiên văn, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Kịch liệt đối kháng, điên cuồng xâm nhập. Mấy vạn người khẩn trương chú ý, không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm. Các thế lực khắp nơi trong sương phòng hết sức chăm chú nhìn. Điêu Lãnh Phong dữ tợn, cực lực chấn áp, cũng khống chế phù văn thẩm thấu đến trong thân thể Dạ An Nhiên tiến hành chấn áp. Nhưng, giữa làn da Dạ An Nhiên lại đang dần dần nổi lên đường vân giống như thiên thư, sáng tỏ như nước, lại uy thế ù ù, ngoan cường đối kháng phong ma phù văn. Ngay sau đó, một khí tức hỗn độn từ khí hải nàng dâng lên, quét sạch toàn thân. Khí hải của nàng đã biến thành thế giới ngũ hành, tương đương với hình thức ban đầu của thế giới, tự nhiên mà sinh ra khí tức hỗn độn. Mà khí tức cường đại là hoàn toàn mới, tinh khiết, tượng trưng cho khai thiên tích địa. Chỉ là khí tức hỗn độn vẫn còn rất yếu ớt thưa thớt, bình thường nàng không nỡ vận dụng. Ong ong ong, phù văn phong ma mặt ngoài cơ thể Dạ An Nhiên liên tiếp bị chôn vùi. Lớp năng lượng phong cấm cũng đã yếu bớt, khí thế của nàng thì nhiều lần tăng cường. Cùng lúc đó, ngũ hành tiểu thụ trên pháp trường lôi đài lại bộc phát cường quang, một hư ảnh rung động ầm vang mà lên, phảng phất thần thụ thế giới thức tỉnh, tràn ngập ra thần tính kỳ diệu. Cho dù là cách bình chướng, nhưng mấy vạn người tại toàn trường đều rõ ràng cảm nhận được cái khí thế phi phàm kia.
mà vòng xoáy xung quanh pháp trận ngũ hành đại biểu cho uy lực ngũ hành thì lại tuôn ra cường quang, theo ngũ hành thụ khống chế, cuồng kích không gian, triệt để chôn vùi tất cả phù văn phong ma. Không có bạo tạc kinh khủng, không có rung động hỗn loạn, nhưng loại hành động nghiền ép hủy diệt dễ như trở bàn tay kia lại càng thêm rung động lòng người. Ngươi, thua. Dạ An Nhiên khoác khí tức hỗn độn trên người, ngang nhiên lao thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Trước đó trầm ổn tỉnh táo, giờ phút này lại quả quyết xuất kích, như một con rắn độc xuất động, lại như chim ưng săn mồi. Âm âm, năng lượng bên trong không gian ngũ hành bạo động toàn diện, giống như là chiều cường trên sông, tiến lên phóng tới Dạ An Nhiên, ngũ hành tiểu thụ cũng quấn quanh đi qua, hội tụ về cánh tay phải. Còn chưa có kết thúc. Toàn bộ cánh tay phải Điêu Lãnh Phong đột nhiên phát ra cường quan chói mắt, hiện ra long văn kỳ diệu. Hắn chỉ lên trời một kích, long uy thực sự cuồn cuộn khắp lôi tràng, phảng phất cự long thức tỉnh, long ngâm oanh minh. Trong cánh tay hắn phong ấn một miếng xương rồng của cự long thuần huyết to lớn tươi sống sờ sờ tháo rời ra từ thiên khải chiến trường, đồng thời thành công chuyển rời đến trong thân thể của hắn, trở thành một bộ phận của hắn. Đây là sát khí phong ấn mạnh nhất trước mắt của hắn. Giống. Long khí cuồn cuộn, giống như là chân long hiện thế, gào thét giữa trời cao. Tất cả thú linh văn trên khán đài cơ hồ đều thấp thỏm lo âu. Long quyền. Hai mắt em mờ dương của Điêu Lãnh Phong đột nhiên dập tắt tia sáng, mà khí thế cự long bay lên không lại đại biến. Mắt trái đen kịt, mắt phải trắng bệch, toàn thân hiện ra phủ văn phong cấm, gầm thét xông về phía Dạ An Nhiên. Giờ khắc này. Linh hồn của hắn, năng lượng của hắn, giống như đều đã chuyển rời toàn bộ đến bên trên cự long. Ngũ hành thụ quấn quanh tay phải Dạ An Nhiên, toàn thân mặc giáp trụ mê quang hỗn độn. Nhanh như chớp, cường thế lại mãnh liệt. Lấy nhân lực, phục thiên long. Bầu không khí tại toàn trường trở nên rung động, tất cả đều lập trung lực chú ý lên lôi tràng, khó có thể tưởng tượng được trên người một cô nương xinh đẹp vậy mà lại có thể thể hiện ra khí thế bá liệt như vậy. Ầm ầm. Uy lực ngũ hành hội tụ toàn diện đến bên trên ngũ hành thụ, khí tức hỗn độn hỗn tạp, triệt để dung hợp cùng cánh tay phải Dạ An Nhiên, giống như biến thành một tiểu thế giới sinh cơ bừng bừng. Giống. Thiên long hoành không, long khí dâng lên, em dương uy lực, phong cấm uy lực, tại thời khắc này phóng thích đến cực hạn. Răng rắc. Hai bóng người va chạm nhau. Bầu trời run rẩy, kỳ quang xông loạn. Toàn thân Dạ An Nhiên run rẩy. Bị cường đại trùng kích vô tình đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong kẽ răng bắn ra. Nhưng, thế giới ngũ hành, nàng thả ra lại ầm vang về lao phía trước trong kiên trì ngắn ngủi, dễ như trở bàn tay đánh xuyên thiên long uy mãnh, lấy tình thế rung động thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Hai mắt Điêu Lãnh Phong nhanh chóng khôi phục sáng rực, từ trên thân cự long băng diệt kéo ý thức ra. Hắn cực lực muốn chặn đường, nhưng thế giới ngũ hành đã sớm dẫn bạo. Ầm ầm, khí tức tịch diệt. Lực lượng hủy diệt, ngũ hành đều giống như trăm ngàn con sông nặng nề, liên tục tiến lên đánh vào trên người hắn. Cơ thể Điêu Lãnh Phong vô cùng cứng rắn, nhưng phần năng lượng này vẫn vượt qua cực hạn tiếp nhận của hắn. Toàn thân be bét máu thịt, bay khỏi mặt đất, đập ầm ầm xuống lại. Qua! Điêu Lãnh Phong còn không có đứng lên đã phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức của hắn uể oải, bộ dáng chật vật. Tuy nhiên, chiến ý vẫn cao như cũ. Còn không có kết thúc. Điêu Lãnh Phong vươn người đứng dậy, giữ tợn gào thét. Nhưng, một lực lượng cường đại đột nhiên dắt lấy hắn quỳ xuống, đầu bỗng nhiên va chạm xuống sàn đấu. Ngũ hành tiểu thụ. Tại thời điểm thế giới ngũ hành nổ tung, nó đã theo cuồng chiều năng lượng oanh đến trên thân Điêu Lãnh Phong. Giờ phút này, nó đã nhanh chóng lan tràn ra vô số sợi đằng, quấn quanh lấy thân thể của hắn, cũng phóng thích pháp trận ngũ hành xuống phía dưới, gắt gao cầm cố lại. A, à, Điêu Lãnh Phong lên cơn giận dữ, làm thế nào đều không thể động đậy, chật vật quỳ ở nơi đó, đầu cũng không ngẩng lên được. Tư thế lúng túng, chật vật, quỳ lạy, để hắn tức giận muốn điên. Nhưng, cái này còn không có kết thúc, ngũ hành tiểu thụ lan tràn sợi đằng, tàn nhẫn đâm xuyên qua da thịt rách dưới của hắn, tiến vào trong thân thể, quấn chặt lấy từng chỗ phong ấn vũ khí cùng huyết nhục. Ta có thể tháo rời toàn bộ bọn chúng ra, cũng có thể để ở lại bên trong. Đều phải do ngươi đến quyết định. Dạ An Nhiên huy động hai cánh ngũ hành, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, hai tay quấn quanh ngũ hành Linh Châu, hướng về phía Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong ớn lạnh toàn thân, lập tức ngừng giãy giụa lại. Ta đang chờ ngươi trả lời.
Ánh mắt Dạ An Nhiên lạnh lẽo, bộc lộ ra uy thế cường đại. Ta, Điêu Lãnh Phong âm trầm sắc mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Làm sao hắn có thể nhận thua được? Làm sao hắn có thể thua bởi một nữ tử? Hắn lại làm sao có khả năng thua ở một không gian hắc ám không đáng chú ý này? Hắn chính là Điêu Lãnh Phong, hắn là Phong Ma Thiên Văn, là người được vạn đạo thần giáo đối đãi như sát khí ma tộc tại Thiên Khải chiến trường. Ngươi thua, ngươi là của ta, đồ của ngươi, cũng nên thuộc về ta. Dạ An Nhiên quả quyết khống chế dây leo, kéo lấy những vũ khí cùng huyết cốt kia, muốn mạnh mẽ tháo rời ra. Dừng tay, ta nhận thua. Điêu Lãnh Phong xấu hổ giận dữ gào thét, hồng hộc thở hổn hển. Nhận thua. Toàn trường xôn xao. Điêu Lãnh Phong nhận thua. Chẳng phải là muốn thuộc về Dạ An Nhiên rồi. Tiêu Lạc Lê lắc lư ánh mắt, sắc mặt trắng bệch. Kỳ thật tại thời điểm Điêu Lãnh Phong lọt vào pháp trận ngũ hành, nàng đã ý thức được muốn hỏng, nhưng vẫn ôm lấy mấy phần hy vọng đối với Điêu Lãnh Phong, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Bị thua một cách triệt để. Bị thua mà không có bất kỳ lo lắng gì. Cái này sao có thể? Người của Thánh Địa lại có thể thắng Hoàng Đạo. Từ xưa đến nay từng có tiền lệ sao? Khương Phàm thở phào, lộ ra nụ cười hiểu ý. Không hổ là thân thể được thần thụ thế giới cải tạo. Bây giờ Dạ An Nhiên không chỉ đơn giản là khống chế năng lượng ngũ hành như vậy, rõ ràng chính là nhìn trộm đến ảo diệu, diễn biến thế giới. Không biết nếu hắn cùng Dạ An Nhiên đối đầu, có thể có bao nhiêu phần thắng. Bầu không khí tại diễn võ trường tiếp tục oanh động, ai cũng không dự liệu được kết quả, vậy mà liền oanh oanh liệt liệt hiện ra tại trước mặt bọn hắn như thế. Truyền nhân đến từ Thánh Địa thô bạo trấn áp thiên kiêu Hoàng Đạo. Cái này so năm đó Khương Phàm đoạt được võ hầu đều vô cùng rung động. Trong sương phòng trên đài cao, các thế lực khắp nơi đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn không chỉ thấy được thực lực Dạ An Nhiên, càng thấy được tiềm lực của nàng. Nàng lại có thể diễn biến ra phong vũ lôi điện, tinh thần ánh sáng, thậm chí là hắc ám cùng hư vô trong ngũ hành. Đây vẫn chỉ là ở linh hồn cảnh cao giai, nếu như vượt qua sinh tử cảnh, bước lên niết bàn cảnh. Nàng sẽ cường hãn tới trình độ nào? Khương Phàm rất cường hãn đã đủ điên cuồng, bây giờ còn có được nữ tử như vậy làm bạn, không lâu trong tương lai, bọn họ chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Khương Phàm có thể sống sót dưới sự liên hợp đuổi bắt của các phe. Đại tự tại điện, còn đang chờ cái gì? Nên tuyên cáo kết quả. Khương Phàm cao giọng nhắc nhở, đám gia hỏa kia giả ngu sao? Tập thể trưởng lão đại tự tại điện trầm mặc. Bọn hắn sao có thể tuyên bố thiên kiêu thần giáo đã trở thành nô lệ của người khác? Ai làm dám ra nói câu này, chẳng khác nào làm nhục thần giáo, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Khương Phàm hô to. Người của đại tự tại điện đâu? Ngủ hết rồi sao, hay là muốn chơi xấu? Diễn võ trường nhanh chóng an tĩnh lại, lần này không có người nào còn ồn ào, dù sao người quỳ trên lôi đài chính là thiên kiêu thần giáo. Các trưởng lão đại tự tại điện mặt mũi tràn đầy khó xử, liên tiếp nhìn về phía một sương phòng, nơi đó có người phụ trách của đại tự tại điện, Điêu Đức Nguyên. Tuyên bố đi, chờ cái gì? Trong sương phòng truyền ra thanh âm uy nghiêm. Các vị trưởng lão sau khi lẫn nhau xô đẩy, một vị nhiều tuổi nhất trong đó kiên trì đi tới, cao giọng tuyên cáo. Dạ An Nhiên thắng, Điêu Lãnh Phong bại. Dựa theo ước định nhân nô, hôm nay Điêu Lãnh Phong thuộc về Dạ An Nhiên. Tiếp nhận rồi. Biển người trên khán đài rối loạn tưng bừng, đại tự tại điện cũng thật ác độc, vậy mà lại tuyên bố thật. Đối với thiên kiêu Hoàng Đạo cao quý, kiêu ngạo như Điêu Lãnh Phong mà nói, chuyện này đơn giản mấy câu là tuyệt đối sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn. Biểu hiện của Điêu Lãnh Phong lập tức trở nên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Còn gì nữa không? Khương Phàm tiếp tục ép hỏi. Trưởng lão lần nữa tuyên bố. Điêu Lãnh Phong thuộc về Dạ An Nhiên, đại tự tại điện không được tiến hành bất cứ hình thức can thiệp, ngăn cản gì. Ha ha, ha ha. Sau khi bình chướng tản ra, Khương Phàm bước đi lên lôi đài. Điêu Lãnh Phong, kích thích không? Ta lại không thua ngươi, ngươi phách lối cái gì? Điêu Lãnh Phong thua rất không cam tâm, không phải thực lực không đủ, mà đã quá lơ là sơ suất. Khương Phàm tiến đến trước mặt hắn, hung hăng kích thích. Thiên văn Hoàng Đạo vậy mà lại biến thành nô lệ, ha ha, ngươi sẽ thành sỉ nhục của thần giáo, trở thành trò cười của Hoàng Đạo thiên hạ. A a a, Điêu Lãnh Phong giãy giụa kịch liệt,
lại bị sợi đằng kéo giữ lại. Hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Lúc đầu chỉ là chịu không được Tiêu Lạc Lê quấy rầy đòi hỏi, mới đến vương quốc hắc ám chơi đùa, không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như thế này. Bây giờ hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh mấy tên vô tình chế giễu trong thần hắn giáo kia. Khương Phàm cố ý cất cao giọng, nói với Dạ An Nhiên. Ta có một khế ước nhân nô, chờ một lúc ta giúp các ngươi kết nối lại. Dạ An Nhiên phối hợp với Khương Phàm. Có thể khống chế hắn tới trình độ nào? Có thể khống chế ý thức của hắn, có thể phát giác được sát ý của hắn. Nếu như ngươi chết rồi, hắn chắc chắn cũng phải chết, nhưng nếu như hắn chết rồi, ngươi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Trên đời thật có khế ước như thế này. Ta lấy được từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo, đã thử qua. Đợi lát nữa người dùng ở trên người hắn liền sẽ biết được hiệu quả, rất kỳ diệu, khống chế người lại như khống chế một con chó. Hai người kẻ sướng người họa, ngôn ngữ không kiêng nể gì cả. Đủ rồi, các ngươi không mang ta đi được. Điêu Lãnh Phong điên cuồng giãy giụa, ngẩng đầu nhìn về phía xương phòng trên đài cao, hy vọng phụ thân nơi đó nhanh ra mặt giúp hắn thoát thân. Tranh tài đã kết thúc, chính ngươi lập quy củ, không thể lại tiến hành trận thứ hai. Muốn đổi ý. Ta sẽ không lại đánh trận thứ hai cùng với nàng, nhưng có người sẽ khiêu chiến ngươi. Ước định tranh tài là không thể dùng bất cứ phương thức nào cứu ngươi. Quy củ tại diễn võ trường, là đại tự tại điện định, là chúng ta định đoạt. Điêu Lãnh Phong gắt gao nhìn chằm chằm xương phòng trên đài cao, cố ý hô cho nơi đó nghe. Ha ha, thật không biết xấu hổ. Khương Phàm cười lạnh, nhưng trong diễn võ trường lại không có người nào dám ồn ào. Bởi vì ai cũng không nguyện ý đắc tội đại tự tại điện. Trong xương phòng truyền ra thanh âm của phó điện chủ đại tự tại điện đầu tiên, Điêu Đức Nguyên. Khương Phàm, đến lượt ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như thắng, ngươi không chỉ có thể giữ lại Điêu Lãnh Phong, còn có thể thuận lợi rời khỏi vương quốc hắc ám. Nếu như ngươi thua, phải giao ra Điêu Lãnh Phong, còn phải cùng ta đi vạn đạo thần giáo. Nói cách khác, ta tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nơi này là vương quốc hắc ám, là chợ giao dịch siêu cấp. Chỉ cần tiến vào nơi này, liền biến thành hàng hóa. Bị coi trọng, nhất định phải giao dịch. Được thôi, ta tiếp nhận khiêu chiến. Ai đến? Khương Phàm lắc đầu mà cười, đã sớm liệu đến. Ta đến, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Kình Thương. Một thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức náo nhiệt bầu không khí tại diễn võ trường. Ngô Kình Thương, thật nhiều năm chưa thấy qua hắn. Ngô Kình Thương từng thua dưới tay Khương Phàm tại thi đấu khiêu chiến võ hầu, lại còn là hai lần. Đảo mắt đã trôi qua 10 năm, Khương Phàm đã là thiên phẩm, Ngô Kình Thương vẫn là đối thủ được sao? Ngươi còn không biết, Ngô Kình Thương đã lột xác thành huyết mạch thiên phẩm, mặc dù không biết dùng phương pháp gì, nhưng hắn xác thực làm được. Thế đạo thay đổi sao? Lão tử sống nửa đời người đều không có gặp qua thiên phẩm, vậy mà nơi này lại xuất hiện 4 người. Làm sao Ngô Kình Thương lại thay đại tự tại điện xuất chiến? Hẳn là hai bên đã làm giao dịch, dù sao thiên phẩm linh văn vẫn là phượng mao lân giác, đại tự tại điện coi như mời thần giáo, cũng chưa chắc sẽ có người đến, chỉ có thể ủy thác Ngô Kình Thương. Biển người nghị luận ầm ĩ, cũng đều vô cùng chờ mong. Bởi vì mỗi lần Khương Phàm luận võ đều vô cùng đặc sắc đến nỗi tất cả mọi người đều có thể hiểu được 10 ngày nửa tháng. Ngô Kình Thương từ trong xương phòng đi tới, thân thể gần 5 mét, hùng tráng uy mãnh, bộc lộ ra khí thế áp bách khiếp người. Hắn đi rất chậm, một bước một cái thềm đá đều phát ra tiếng vang trầm nặng, con mắt thâm thúy từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người Khương Phàm, bên trong khuấy động chiến ý nóng bỏng như lửa. Tốc độ phát triển trong 7 năm này của ngươi có chút chậm. Thời điểm lần trước Ngô Kình Thương nhìn thấy Khương Phàm, cảnh giới của bọn hắn chênh lệch đã kéo ra tam trọng thiên. Đảo mắt đã trôi qua 7 năm, cảnh giới của bọn hắn vậy mà lại ngang hàng nhau. Đừng nói Khương Phàm đã tiến vào thiên phẩm, coi như vẫn là chí tôn thánh phẩm, lấy tiềm lực hắn bày ra lúc trước, bát trọng thiên đều không đủ. Ngươi khẳng định muốn thay đại tự tại điện xuất chiến. Khương Phàm ra hiệu Dạ An Nhiên mang Điêu Lãnh Phong xuống. Nơi này còn không có ai có thể làm đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua, ngươi mang Điêu Lãnh Phong rời khỏi. Sẽ không còn có bất cứ kẻ nào dùng bất cứ hình thức gì ngăn cản ngươi. Thay điều kiện, nếu như ta thua, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào, nhưng nếu như ta thắng, ngươi sẽ thuộc về ta. Khương Phàm đưa tay chỉ Ngô Kình Thương phía xa.
Trước bắt Điêu Lãnh Phong, sau lại bắt Ngô Kình Thương, hai điều kiện này hẳn là có thể triệu hồi Hướng Vãn Tình về Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm, người bắt đến nghiện rồi. Rất nhiều người trong Hỗn Độn Tử phủ giận dữ đứng dậy. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Ngô Kình Thương hôm nay tình nguyện chiến tử cũng không thể nào thất bại. Tính mạng của hắn cũng không thể nào liên tục thua với một người hai lần. Trận khiêu chiến thứ hai, Khương Phàm đối chiến Ngô Kình Thương. Trưởng lão đại tự tại điện cao giọng tuyên bố. Bầu không khí toàn trường lập tức tăng vọt, tiếng nghị luận, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. 10 năm trước, Khương Phàm chính là liều mạng với Ngô Kình Thương ở chỗ này, thắng được danh hào võ hầu đời đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám, bắt đầu truyền kỳ của riêng mình. Lúc đó Ngô Kình Thương vẫn là kình địch số một của Khương Phàm. Cuộc chiến đấu lúc đó cũng thiếu chút nữa đã lấy mạng Khương Phàm. Thời gian qua đi 10 năm, hai nhân vật truyền kỳ của Vương quốc Hắc Ám này, cả hai đều tạo nên truyền kỳ mới, toàn bộ bước lên thiên phẩm linh văn. Một kẻ muốn bảo vệ địa vị, một người muốn rửa sạch nhục nhã. Đây tuyệt đối là một trận song hùng quyết đấu tuyệt luân đặc sắc. Bình chướng bảo vệ một lần nữa chống lên trên diễn võ trường hơn 3.000 mét, cân nhắc đến tính phá hư mà Khương Phàm đã từng gây ra, bốn vị trưởng lão tự tại điện đã tự mình trấn thủ tại cạnh góc lôi tràng. Buông hắn ra trước, Tiêu Lạc Lê nhìn thấy Dạ An Nhiên kéo Điêu Lãnh Phong từ lôi đài đến, lập tức đi qua cảnh cáo. Nô lệ của ta, ta làm chủ. Dạ An Nhiên chẳng những không có để ý tới, ngược lại còn khống chế dây leo trói Điêu Lãnh Phong thành bánh chưng, chỉ để lại hai con mắt có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. A, à, Điêu Lãnh Phong khuất nhục, trong mắt đều đã đầy máu. Tiêu Lạc Lê tiếp tục cảnh cáo. Ta khuyên ngươi không nên làm quá mức, mặc kệ hôm nay sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, kết quả như thế nào, ngươi cũng không thể nào biến Điêu Lãnh Phong thành nô lệ được. Bởi vì hai ngươi là chó nhà có tang, chúng ta là hoàng đạo. Ngươi bây giờ làm sao dám quá phận, chờ ngươi rơi xuống trong tay chúng ta. Gặp phải lăng nhục liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngươi rất đáng thương. Dạ An Nhiên thản nhiên cười khẽ. Đáng thương là ngươi, cùng là nữ tử, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chờ ngươi rơi xuống trên tay Điêu Lãnh Phong, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Dạ An Nhiên lắc đầu, không để ý đến, một bên khống chế Điêu Lãnh Phong, một bên chú ý khiêu chiến trên lôi đài. Ngô Kình Thương, chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, yên lặng điều trị. Tại một khắc biết ngươi còn sống, ta đã chuẩn bị xong. Coi như không có cuộc khiêu chiến hôm nay, ta cũng sẽ ở bên ngoài tìm tới ngươi. Ngô Kình Thương dâng cao chiến ý, triển khai tư thế chiến đấu. Bây giờ, bắt đầu. Mắt phải sau mặt nạ Khương Phàm có chút đóng mở, khí thế đột nhiên biến đổi. Một loại uy thế khiếp người, sát phạt lạnh thấu xương, bá thế bế nghệ dân chúng. Ầm vang phóng thích, giống như hắn đang giải trừ một loại phong ấn nào đó. Sắc mặt Ngô Kình Thương hơi biến đổi, lập tức đã nhận ra Khương Phàm thay đổi, nhưng linh văn của hắn đã biến đổi, huyết mạch tử phủ biến thành huyết mạch hỗn độn. Hắn mang theo tràn đầy tự tin, không sợ hãi chút nào. Huyết mạch sau khi bị kích thích đã nhanh chóng sôi trào lên, toàn thân nóng hổi, cơ thể phồng lên, hình thể tăng vọt đến 10 mét, tử khí mãnh liệt thủy triều mãnh liệt lao ra. Chiến! Ngô Kình Thương hét lớn, chủ động xuất kích, cánh tay lắc một cái, kim mân phát sáng, tử khí cuồn cuộn, nhấc lên khí tức cuồng bá rung động. Giống, một tiếng hổ gầm vang vọng toàn trường. Tử khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một con mãnh hổ. Hùng tráng uy nghiêm, hung mãnh tàn bạo, khí tức kia thật quá kinh khủng, phảng phất diệt thế hung thú. Theo Ngô Thiên Khải mạnh mẽ vung đánh, mãnh hổ gào thét, kéo lấy tử khí phóng lên tận trời. Đây là Bạch Hổ. Huyết mạch hỗn độn có được khí tức hỗn độn, có thể tiến hành diễn biến cực hạn, hình thành hình thái thần tổ vạn vật. Thời khắc này, mãnh hổ chính là Bạch Hổ. Mặc dù không đến mức biến thành thế công Bạch Hổ chân chính, chỉ là hình thái mà thôi, nhưng vẫn vô cùng khủng bố, đủ để uy hiếp ngàn vạn yêu tộc. Mãnh hổ gào thét, phóng thẳng lên trời, cường thịnh ba động quét sạch toàn trường, cách bình chướng đều kích thích tất cả thú linh văn. Rất xin lỗi, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên kim viêm mãnh liệt, lao nhanh quét sạch cơ thể. Hắn không hy vọng lại bị ghi chép kinh nghiệm chiến đấu, cho nên không có hóa thân thành chú tước yêu thể, mà là trực tiếp mở ra bát cấm thánh thiên quyết. Bản thân đầu tiên đã thức tỉnh,
sôi trào lên cuồn cuộn huyết khí, trùng kích huyết hải, nở rộ hồn khí cùng linh khí, quét sạch toàn thân. Khí thế Khương Phàm bỗng nhiên tăng vọt, linh lực sôi trào trên toàn thân nháy mắt đã gấp bội, tuôn ra lôi tràng. Ngay sau đó, bản thân thứ hai thức tỉnh. Huyết khí, hồn khí, linh khí, chờ một chút. Giống như là Khương Phàm hoàn chỉnh, cưỡng ép dung nhập toàn thân. Khương Phàm tăng cường khí thế gấp 3 lần, đã đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, cường thế phá vỡ hàng rào bước vào bát trọng thiên. Hoắc loạn thiên địa. Khương Phàm hét lớn, đinh tai nhức óc, uy thế bạo động mãnh liệt khuấy động hơn 3.000 mét lôi tràng, cuồn cuộn liệt diễm trong phút chốc đã sôi trào đến cực hạn. Một thuế lực hoắc loạn bóp méo không gian, chôn vùi hết thảy tất cả mọi thứ. Ngô Kình Thương không đợi giết tới trước mặt Khương Phàm liền đã bị liệt diễm táo bạo nuốt hết. Phảng phất mưa to gió lớn cuốn tới đại dương mênh mông, uy thế mãnh liệt thôn phệ vạn vật, vặn vẹo thiên địa. Đột nhiên xuất hiện biến cố để Ngô Kình Thương khó mà chống đỡ được. A! À, Ngô Kình Thương gian nan ổn định, tiếng gào thét cuồng dã, huyết mạch sôi trào, tử khí cuồn cuộn. Một thuế lực côn bằng được kích phát, hắn nắm chặt cánh tay, cường thế đẩy tiến về phía trước. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, gắt gao nắm nắm đấm đánh thẳng đến Ngô Kình Thương. Ngươi ẩn giấu cảnh giới. Sắc mặt Ngô Kình Thương kịch biến. Ầm ầm. Khẩn thiết bạo kích, thế như núi lở. Cánh tay phải tráng kiện của Ngô Kình Thương vỡ vụn tại chỗ, toàn thân run rẩy, mất đi khống chế, tung bay ra ngoài. Tiếng gọi ầm ĩ tại toàn trường vừa mới nhấc lên, liền bị đột nhiên kịch biến cưỡng bức ép dừng lại. Ngươi, thua. Khương Phàm trải rộng ra quy nguyên thuật dưới chân, thôn phệ tất cả năng lượng, tầng tầng áp chế, biến thành quả cầu năng lượng tinh khiết, sau đó. Khương Phàm ở trước mặt tất cả mọi người, nuốt xuống một ngụm. Mấy vạn người trừng to mắt, thả ra võ pháp, còn có thể nuốt năng lượng trở về lại. Đây là bí thuật nghịch thiên gì? Cái này so có được khí hải đặc thù còn muốn biến thái hơn. Hắn hoàn toàn có thể vô hạn tuần hoàn, tự cấp tự túc. Ngươi ẩn giấu thực lực. Ngô Kình Thương nhanh chóng khôi phục cánh tay phải, ổn định khí huyết, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, nhưng giờ phút này Khương Phàm thả ra khí thế, hoàn toàn là linh hồn cảnh bát trọng thiên. Khương Phàm, ngươi là đang lăng mạ thiên phẩm linh văn. Điêu Lãnh Phong nghiêm nghị quát lớn. Thiên phẩm linh văn không chỉ có cường đại, mà vô cùng tôn quý, mỗi vị thiên phẩm đều là lộ ra kiêu ngạo cùng tự phụ từ trong lòng, đồng cấp tác chiến từ trước tới giờ không dở trò lừa bịp. Vậy mà Khương Phàm ẩn giấu cảnh giới đến hố Ngô Kình Thương, đúng là ti tiện, khiến cho thiên phẩm linh văn mất mặt. Loại cưỡng ép tăng lên linh văn này, quả nhiên không có loại kiêu ngạo vốn có như những người từ lúc thức tỉnh chính là thiên phẩm như bọn hắn đây. Cái này thật quá mức. Ngươi cũng không phải không có hy vọng, về phần hố người như thế này à. Còn chưa bắt đầu liền kết thúc, xác thực là quá mức thật. Sự kiêu ngạo của võ hầu đâu? Đây là muốn hủy thanh danh của mình sao? Trên khán đài nhấc lên trận trận nghị luận, hiển nhiên đều rất bất mãn. Khương Phàm liên tiếp rút về, bản thân, khí tức từ bát trọng thiên nhanh chóng hạ xuống đến thất trọng thiên. Ngươi nhìn lại đi. Ngươi ăn đan dược. Ngô Kình Thương cau chặt lông mày. Ta còn không đến mức ăn đan dược tới áp chế ngươi. Khương Phàm đột nhiên lại phóng thích bản thân, khí tức liên tiếp lật thăng, tăng vọt đến bát trọng thiên. Sau đó, khóe miệng của hắn câu lên. Lần nữa rút về bản thân, cảnh giới nhanh chóng hạ xuống. Bầu không khí tại khán đài thay đổi, cảnh giới còn có thể tùy ý thay đổi. Cao giai linh hồn cảnh, ở giữa mỗi tầng đều có chênh lệch thật lớn, làm sao có thể tùy ý đột phá hay lui về. Chẳng lẽ là một loại bí thuật? Người đây là... Ngô Kình Thương đột nhiên nhớ ra cái gì đó. 7 năm trước, ta khiêu chiến Ngô Thiên Khải, nghênh chiến Hứa Thừa N, đều đã từng hiện ra võ pháp qua như thế này. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Sắc mặt Ngô Kình Thương cực kỳ khó coi, lúc ấy là linh hồn cảnh sơ giai, cưỡng ép tăng lên miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ là linh hồn cảnh cao giai, mỗi tầng trời chênh lệch đều không thể vượt qua, làm sao Khương Phàm có thể còn có thể tùy tiện tăng lên? Mặc dù có rất nhiều cưỡng võ pháp ép kích phát tiềm lực, tạm thời tăng thực lực lên, nhưng tuyệt đối không có loại biến thái giống như Khương Phàm đây. Khương Phàm đưa tay chỉ tới xương phòng. Nên tuyên cáo kết quả. Các trưởng lão của đại tự tại điện lần nữa trầm mặc, không phải bọn hắn không muốn, thật sự là không tiếp nhận được.
Ngô Kình Thương không phải danh xưng dùng huyền hoàng thạch thức tỉnh thiên phẩm sao? Đã vậy còn liền thua quá tùy tiện. Ai nói kết thúc, Ngô Kình Thương, người còn có thể đánh. Tiêu Lạc Lê sốt ruột la lên, mặc dù Khương Phàm có thể cưỡng ép tăng lên thực lực, nhưng hẳn là có thời gian hạn chế, mà Ngô Kình Thương càng là có huyết mạch hỗn độn, cũng có thể kích phát tiềm lực, liều chết huyết chiến. Ngô Kình Thương, tiếp tục đánh, đánh đi. Ngô Thiên Đạo và các cường giả tử phủ nhao nhao hô to. Ngô Kình Thương đương nhiên còn có thể đánh, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại vô lực. Giữa hắn và Khương Phàm xác thực tồn tại chênh lệch, coi như đánh đến cuối cùng, rất có thể vẫn thảm bại. Có ý nghĩa gì sao? Ngô Kình Thương hắn điên cuồng tu luyện tới bây giờ, chẳng lẽ chính là theo đuổi thất bại sao? Ngô Kình Thương hắn đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Ngô Kình Thương hắn thật chẳng lẽ lại thua không nổi sao? Thừa nhận đối thủ cường đại, khó như vậy sao? Thời điểm Ngô Kình Thương vừa nhìn thấy Khương Phàm, xác thực rất cáu kỉnh, rất cố chấp, nhưng bây giờ, hắn giống như đột nhiên đốn ngộ. Khúc mắc, chưa hẳn nhất định phải thông qua chiến thắng đối phương đến giải trừ. Ta thua. Ngô Kình Thương đột nhiên tản lực lượng huyết mạch ra, ánh mắt yên tĩnh, vô cùng thản nhiên. Thua, Ngô Kình Thương. Người đang làm gì? Hỗn độn tử phủ lập tức bạo động. Nơi này là diễn võ trường, người thua luận võ, chính là thua chính ngươi. Tuyên bố kết quả. Ngô Kình Thương đưa tay, chỉ tới nơi đài cao. Điêu Đức Nguyên ở trong xương phòng yên lặng thật lâu, mới truyền ra thanh âm trầm thấp. Khương Phàm thắng, Ngô Kình Thương bại, luận võ kết thúc. Khương Phàm hướng đài cao xương phòng, cường thế nói. Xin ngài tự mình tuyên bố chiến lợi phẩm của ta. Ngô Kình Thương, thuộc về ngươi, từ giờ trở đi, không có bất kỳ người nào, dùng bất cứ phương thức nào, ảnh hưởng ngươi rời khỏi vương quốc hắc ám. Vậy ta liền cáo từ. Điều kiện. Giọng Điêu Đức Nguyên lạnh lùng lần nữa truyền ra xương phòng. Điều kiện gì? Đừng giả bộ ngốc, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thả bọn hắn. Mặc dù ngươi thắng tranh tài, cũng có thể mang bọn hắn đi, nhưng... cái giá nhục nhã vạn đạo thần giáo cùng hỗn độn tử phủ sẽ ở thời khắc ngươi rời khỏi vương quốc hắc ám, gấp 10 lần, gấp 100 lần thực hiện đến trên người ngươi. Ngươi là người thông minh, biết được lợi dụng tài nguyên trong tay như thế nào. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội bàn điều kiện, khuyên ngươi nên nắm lấy. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cố ý giằng co với Xương Phòng. Xương Phòng trầm mặc, chờ đợi Khương Phàm quyết định. Bầu không khí tại diễn võ trường dần dần an tĩnh lại. Mặc dù bọn hắn cảm giác đại tự tại điện hôm nay làm quá cường thế, nhưng sự thật còn ở đó. Khương Phàm ở bên ngoài gây đại họa, đứng trước các phương đuổi bắt, nếu như lại nhục nhã vạn đạo thần giáo cùng hỗn độn tử phủ, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Khương Phàm làm bộ suy nghĩ, nói. Thực sự ta còn có một điều kiện. Nói nghe một chút. 7 năm không có trở về, cảm giác không khí nơi này giống như không giống năm đó. Không có chủng loại tự do trước đó kia, trở nên có chút kiềm chế. Cho nên ta muốn, dùng hai vị truyền nhân thiên phẩm này đổi lấy Điêu Đức Nguyên ngươi rời khỏi vương quốc hắc ám, xin mời Hướng Vãn Tình một lần nữa trở lại cai quản. Còn có, các ngươi phải công khai cam đoan, đại tự tại điện tuyệt đối không can thiệp vận chuyển vương quốc hắc ám, quyền khống chế mới trả lại chí tôn kim thành, hỗn độn tử phủ cùng luân hồi thánh địa. Ngươi còn muốn can thiệp quyết sách của đại tự tại điện. Điêu Đức Nguyên hừ lạnh, ta chỉ là đang cho ngươi lối thoát, ngươi lại còn coi như thật. Đây chính là điều kiện của ta, về phần có đáng giá hay không, phải xem địa vị của hai người bọn hắn trong suy nghĩ của các ngươi. Khương Phàm, ngươi làm rõ ràng tình huống trước, ngươi bắt lấy bọn hắn, không có nghĩa là ngươi thật có thể chiếm lấy bọn hắn, chỉ cần rời khỏi vương quốc hắc ám, ngươi sẽ đứng trước liên hợp truy sát của vạn đạo thần giáo cùng hỗn độn tử phủ. Ta bây giờ cho ngươi một lối thoát. Tốt nhất ngươi hãy thức thời một chút cho ta. Vậy thì mời Hướng Vãn Tình trở về làm phó điện chủ thứ hai. Khương Phàm, đừng không biết điều. Chúng ta đều lui một bước, triệu hồi Hướng Vãn Tình đến, ta có nhiều thứ đang ở chỗ của nàng, nhất định phải tự mình lấy. Dùng hai cái thiên phẩm, đổi Hướng Vãn Tình trở về nói mấy câu, cái này không đủ sao. Nếu như ngài lại không đồng ý, chính là ngài quá mức. Điêu Đức Nguyên trầm mặc trong xương phòng. Hắn nhìn ra được là Khương Phàm đang thỏa hiệp. Nhưng tình huống của Hướng Vãn Tình rất đặc thù, lấy thân phận của hắn, còn không làm chủ được. Điêu Đức Nguyên đáp lại. 2 ngày sau đó, cho ngươi câu trả lời chắc chắn.
Đầu tiên chờ chút đã, ta dùng hai thiên phẩm, đổi thành người khác trở về gặp mặt, quá thua lỗ. Ta cần các ngươi cam đoan, trong lúc ta tại Vương quốc Hắc Ám sẽ không bị bất cứ khiêu khích gì, cũng có thể an toàn rời khỏi nơi này. Thành giao. Chiến tích của Khương Phàm tại diễn võ trường lần nữa kích thích Vương quốc Hắc Ám. Võ hầu chính là võ hầu, mỗi lần trở về đều có thể gây nên náo động lớn. Khương Phàm đã đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, còn mang theo nữ tử là thiên phẩm, nhiều bức thật. Khương Phàm ở bên ngoài huyên náo quá oanh động, trở về lại đắc tội Chí Tôn Kim Thành và Vạn Đạo Thần Giáo, hắn thật không biết sống chết. Tính cách của tên Khương Phàm này, quả thực là con buôn chiến tranh, tương lai không phải phù dung sớm nở tối tàn, thì chính là danh chấn thiên hạ. Đúng vậy, nếu như chỉ là thánh phẩm, có lẽ còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng hắn bây giờ đã là thiên phẩm, còn có một nữ tử thiên phẩm, có tiềm lực tranh hùng một phương. Các nơi tại Vương quốc Hắc Ám đều đang nghị luận, ngay cả những thế lực lớn cũng đang ẩn núp kia cũng bắt đầu thật sự chú ý tới Khương Phàm. Chỉ là Khương Phàm không có hiện ra toàn bộ thực lực ở trên diễn võ trường, không cho bọn hắn cơ hội ghi chép tư liệu chiến đấu, thật sự là tiếc nuối. Làm giao dịch, thế nào? Khương Phàm đi đến Ôn Tuyền tiên cảnh, cùng Ngô Kình Thương ngồi đơn độc ở trong mật thất. Giao dịch gì? Ngô Kình Thương cao tới 5 mét, bộ ngực vô cùng rộng rãi. Hùng tráng uy mãnh, giống như là một vị chiến thần, phát ra khí thế chấn nhiếp lòng người. Đừng kéo căng như thế, giữa chúng ta kỳ thật không có nhiều thù hận. Không có thù hận, xem ra chúng ta nhìn vấn đề không giống nhau. Ngô Kình Thương thể hiện lạnh lẽo cứng rắn, đáy mắt hiện ra ý lạnh. Từ võ pháp hay thực lực, hắn tôn trọng Khương Phàm, người này xác thực mạnh, mà điên cuồng lại cường thế, không sợ hãi. Nhưng Khương Phàm làm nhục Chí Tôn Kim Thành. Thật sự không cách nào tha thứ được, loại thù hận này đủ để cho hỗn độn tử phủ không tiếc cái giá nào để hủy đi Khương Phàm. Ta và ngươi đơn giản chỉ là vuốt một vuốt, lúc đầu ta đến Vương quốc Hắc Ám, chỉ là muốn khiêu chiến võ hầu, kết quả bị các ngươi cho rằng khiêu khích. Ta tiến vào Lạc Trùy trọng địa tu luyện, cũng là các ngươi nhục nhã ta, truy kích ta, ép ta không được đã làm một ít phản kích. Lúc đó mặc dù là giết mấy tử đệ tử phủ, nhưng đó là do các ngươi truy sát ta trước. Về phần bắt lấy Ngô Khuynh Thành, cũng là các ngươi nhiều lần khiêu khích, ta chỉ làm ra phản kích bình thường. Nếu thật muốn tính toán ra, ngược lại là ta cùng các ngươi có thù, mà các ngươi cùng ta. Không có. Ngô Kình Thương tăng mạnh khí thế, khí tức hỗn độn cường đại chấn động mật thất. Ngươi thật giống như đã quên một vấn đề quan trọng, ngươi lăng mạ muội muội ta. Ngươi để hỗn độn tử phủ hổ thẹn tại Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm. Ngươi đừng luôn cảm thấy là hoàng tộc đang áp bách ngươi, chính là bởi vì chúng ta là hoàng tộc, có tôn nghiêm có kiêu ngạo, tôn trọng quy tắc Vương quốc Hắc Ám, mới không có vây công ngươi ở bên ngoài thế giới. Khương Phàm không có bị khí thế của hắn ép đến, cười nhạt mà nói. Nếu như ta giao Ngô Khuynh Thành cho các ngươi thì sao? Ngươi làm chuyện không thể tha thứ, làm cái gì đều không thể đền bù. Ta chỉ là dựa theo ước định mang đi chiến lợi phẩm có cái gì không thể tha thứ. 10 năm qua, ta mặc dù không có ăn ngon uống sướng, nhưng cũng không có tổn thương đến nàng, chỉ là dùng phương thức của ta dạy nàng làm người như thế nào. Sau lưng Khương Phàm cuồn cuộn hắc khí, một cánh cửa sắt ầm vang mở ra, Ngô Khuynh Thành bị xiềng xích quấn quanh 10 năm bị ném ra ngoài. Sắc mặt Ngô Khuynh Thành tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, nằm ở nơi đó không phản ứng chút nào. 10 năm cấm đoán để nàng triệt để không có tính tình. Giá lạnh, hắc ám, tuyệt vọng. Cô độc, hao hết tinh thần thường ngày. Nàng hoảng hốt, ngốc trệ, tựa như là, thi thể, đang thở phì phò. Khuynh Thành. Ngô Kình Thương ầm vang đứng dậy, bước nhanh đi tới đỡ muội muội dậy. Ngô Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn, không chút biểu tình, bởi vì cảnh tượng như vậy đã tại xuất hiện qua vô số lần trong giấc mơ của nàng. Đều là giả. Khuynh Thành, là ta là ngũ ca của muội đây. Ngô Kình Thương cắn nát cổ tay mình. Vây lại trong miệng Ngô Khuynh Thành. Máu của hỗn độn tử phủ bọn hắn có rất nhiều công hiệu đặc thù, nhất là sau khi đến huyết mạch hỗn độn, máu tươi càng thêm quý giá, đối với đồng tộc mà nói so với một ít đan dược đều có tác dụng. Ngô Khuynh Thành không có há mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, Ngô Kình Thương dùng sức lắc lư thật lâu, ép buộc máu tươi thấm đến trong miệng nàng, nàng mới miễn cưỡng có một chút động tác ngút vào. Uống nhanh, là ta, thật là ta là ngũ ca của muội đây. Ngô Kình Thương nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của muội muội,
lên cơn giận dữ, thân thể hùng tráng cũng bắt đầu run rẩy. Ngô Khuynh Thành từ từ có phản ứng, động tác ngút vào càng ngày càng rõ ràng, trong mắt trống rỗng cũng bắt đầu có sáng rực. Lần này không phải ảo giác. Khương Phàm lại gần, nhẹ giọng một câu. Nếu như Tây Ngục Thiên Quốc vẫn tồn tại, không, bọn hắn khẳng định vẫn tồn tại, nếu hắn tự mình đi tới Cửu Tiêu Thiên, không thể không đối mặt với thế lực nguy hiểm. Bởi vì bên trong Tây Ngục Thiên Quốc có nữ tử kiếp trước của hắn, đệ nhất hoàng phi thần triều, Thiệu Thanh Duẫn. Ngàn năm trước, Thiệu Thanh Duẫn xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú siêu phàm, mà còn khôn khéo cơ trí, trầm ổn quả quyết, để cho vô số thanh niên tuấn kiệt vì đó mà hâm mộ. Lúc đó quốc quân Thiên Quốc mở ra điều kiện khắc nghiệt, công nhiên hướng về thiên hạ mời chào con rể. Nàng càng định ra điều kiện, không phải thánh vương không gả. Sau khi theo Khương Phàm quật khởi, Vạn Thế Hoàng Triều, Cao Điệu cùng Tây Ngục Thiên Quốc, Thông Gia, cường mãnh liên hợp, chấn nhiếp Tây Bộ Trung Vực, trở thành lực lượng cường đại nhất của Khương Phàm. Nhưng, Thiệu Thanh Duẫn có dã tâm quá lớn, nàng và Thiên Hậu càng luôn bất hòa, đối nghịch khắp nơi. Nhưng bởi vì Thiên Hậu cường đại cường thế hơn, tình cảm với Khương Phàm luôn ổn định, lại được chư tướng ủng hộ, nàng từ đầu đến cuối không thể thay đổi. Thời điểm ban đầu, bọn hắn chinh chiến bốn chỗ, tình cảnh nguy hiểm, mâu thuẫn giữa Thiên Hậu và Thiệu Thanh Duẫn chỉ là cạnh tranh, không có thể hiện ra ngoài. Sau khi theo Hoàng Triều quật khởi mạnh mẽ, trở thành Hoàng Đạo thứ 13 của Thương Huyền, đổi tên thành Vạn Thế Thần Triều, Thiệu Thanh Duẫn đột nhiên cùng Thiên Hậu triển khai tranh đoạt quyền lợi, cũng đã bắt đầu dẫn dung chuyển phát sáng tạo hậu cung thần triều mới. Lúc đầu Khương Phàm còn có thể khống chế cục diện, nhưng về sau, khi chiến trường Thiên Khải có biến, không thể không tạm thời buông xuống, tự thân xuất chinh. Trước khi đi, hắn đã nhắc nhở Thiên Hậu thận trọng xử lý, để tránh kiềm chế Thiên Khải chiến trường. Kết quả, Thiệu Thanh Duẫn quyết tâm cạnh tranh địa vị, Hoàng Hậu, vượt qua tất cả mọi người mong muốn, một trận đối kháng gió tanh mưa máu, khiến cho 12 vị phi tử chết thảm, tiếp đó lại dẫn phát thần triều tiếp tục nội loạn nửa năm. Thiên Hậu trấn áp thô bạo, suýt nữa xử tử Thiệu Thanh Duẫn. Nhưng bởi vì địa vị Thiên Quốc ở bên trong thần triều đã bành trướng đến trình độ cực cao, mà cường tộc ngoại bộ càng là nhắm ngay cơ hội, dục dịch. Cuối cùng Thiên Hậu phải thỏa hiệp, đổi tử hình thành trấn áp. Khương Phàm trở về, dưới sự tức giận đã nghiêm trị Tây Ngục Thiên Quốc, cưỡng bức tra tấn bọn hắn quỳ xuống đất thỉnh tội. Lực ảnh hưởng của Tây Ngục Thiên Quốc cũng kịch liệt suy yếu từ thần triều thứ hai. Nếu như lúc ấy không phải thần triều chịu không được dày vò như thế, Khương Phàm càng biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Thiên Quốc tại giai đoạn trước, lúc ấy hắn đã có thể trực tiếp hủy diệt Tây Ngục Thiên Quốc. Từ đó về sau, Tây Ngục Thiên Quốc an phận thủ thường, Thiệu Thanh Duẫn càng bế quan ở thâm cư địa lao không ra. Ngay cả Khương Phàm đều cảm thấy nàng đã cố ý sửa đổi. Loại an tĩnh này một mực tiếp kéo dài đến một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều. Có hai nguyên nhân khiến cho Khương Phàm thảm bại, một là bách tộc nghịch hành, hai là huyết tẩy hậu cung. Tại thời điểm toàn bộ tinh nhuệ thần triều tụ tập ở bách tộc chiến trường, cường giả Tây Ngục Thiên Quốc đột nhiên làm phản, tiếp quản Hoàng Cung, cứu Thiệu Thanh Duẫn ra, thù hận 17 năm trong lòng Thiệu Thanh Duẫn, hóa thành một đêm đổ sát. 1329 cái đầu, bị nàng đưa lên bách tộc chiến trường, để Khương Phàm ở bên trong kịch biến đau khổ kiên trì. Triệt để sụp đổ. Thiệu Thanh Duẫn, không thể nghi ngờ là nữ tử kiếp trước của hắn, cũng là xử lý bết bát nhất kiếp trước của hắn. Chuyện đã qua ngàn năm, rất có thể Tây Ngục Thiên Quốc đã thay hình đổi dạng, lấy tình thế khác tồn tại, nhưng Khương Phàm tin tưởng bọn họ sẽ không diệt tuyệt. Thậm chí Khương Phàm còn hoài nghi, Thiệu Thanh Duẫn vẫn còn sống. Bởi vì linh văn đặc biệt của nàng, cùng truyền thừa thượng cổ đến nay, bí thuật đại mộ. Linh văn đặc thù của bọn họ là cái gì? Ngô Kình Thương hơi nhíu mày lấy, một thế lực ngay cả nghe đều không có nghe qua, cái này thật không dễ để tìm. Thái M cực diễm, có phải còn có bí thuật đại mộ hay không? Ngươi biết bọn hắn? Chẳng lẽ là ngươi nói, nhân gian ngục? Ngô Kình Thương đều sửng sốt một chút. Bọn hắn ở đâu? Ngươi xác định là Thái M cực diễm cùng đại mộ bí thuật? Ta vô cùng xác định. Mục đích ngươi điều tra của bọn hắn là cái gì? Sắc mặt Ngô Kình Thương trở nên quái dị. Ta và bọn hắn có chút ân oán. Từ ngữ khí vừa rồi của ngươi đến xem, ngươi thậm chí cũng không biết bọn họ là ai, có thể có ân oán gì. Cái này không trong ở điều kiện giao dịch của chúng ta, ngươi một mực giúp ta điều tra.
Ngươi vừa gây với cổ hoa hoàng thành xong, giờ lại muốn tới gây với nhân gian ngục. Ngươi là thật sống đủ rồi sao? Bọn hắn rất mạnh. Nhân gian ngục không chỉ là mạnh, mà vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn là một tổ chức sát thủ, phạm vi hoạt động cũng không chỉ tại Tây Bộ, mà là Nam Bộ Trung Vực. Tổ chức sát thủ. Khương Phàm rất bất ngờ, Thiệu Thanh Duẫn thanh cao tự ngạo vậy mà lại chuyển tới thế giới dưới đất sinh tồn. Năm đó sau khi thần triều diệt quốc, Thiệu Thanh Duẫn mặc dù là hoàng phi, nhưng cuối cùng đã trở mặt thành thù, các phương hẳn là sẽ không truy cứu bọn hắn. Chẳng lẽ Thiệu Thanh Duẫn là đang tránh né thiên hậu, hay là sau đó bị thiên hậu truy sát? Chỉ có thể là giải thích như vậy. Ngô Kình Thương trầm ngâm một lát, nói. Địa giới trung vực bao la, cường tộc san sát, tông môn cường thịnh, nhưng mặt ngoài càng là phồn hoa, trong bóng tối lại càng là nguy hiểm. Thế giới dưới đất trung vực hỗn loạn nguy hiểm, càng rắc rối phức tạp, các loại tổ chức sát thủ nhiều vô số kể, nhưng có tứ đại tổ chức, có thể xưng là người thống trị tuyệt đối bên trong. Nhân gian ngục ngươi nhắc đến chính là một trong số đó, khống chế toàn bộ khu vực Nam Bộ tại trung vực. Bọn hắn trực tiếp có chừng 10 vạn thợ săn có thể điều động cẩn thận phỏng đoán có thể tới 100 vạn. Bọn hắn tổng cộng có 7 đại ngục, phạm vi nghiệp vụ chủ trưởng khác nhau. Bao gồm cả săn giết, tình báo, chợ đen, còn có duy trì mối quan hệ cùng cường tộc và các phương. Ta nói như vậy có khả năng ngươi hiểu không phải quá trực quan, làm miêu tả không thích hợp. Trung vực có 4 đại thánh địa bảo vệ dân chúng, được thế nhân tôn trọng, bọn hắn cao cao tại thượng, quang minh lại vĩ đại. Mà hắc ám dưới mặt đất lại có nhân gian ngục và các đại tổ chức sát thủ thống trị, khiến cho người người kính sợ, tà ác lại nguy hiểm. Lực ảnh hưởng 4 đại thánh địa tại trung vực lớn bao nhiêu, thì lực uy hiếp của nhân gian ngục và tam đại tổ chức sát thủ liền lớn bấy nhiêu. Mà, bất luận là thánh địa hay là bọn hắn, đều có quan hệ mật thiết cùng hoàng tộc và hoàng đạo. Khương Phàm nghe được thì nhíu chặt mày lên, cũng âm thầm lắc đầu. Thiệu Thanh Duẫn ơi Thiệu Thanh Duẫn! Người đây là triệt để sa đọa sao? Người nói Thái M cực diễm là linh văn truyền thừa của Thiệu gia, chủ nhân chân chính của nhân gian ngục. Bọn hắn cũng là gia tộc cường đại có thể nuôi dưỡng được thiên phẩm linh văn. Cho nên liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý cùng tổ chức sát thủ như nhân gian ngục này phát sinh xung đột. Bọn hắn xuất hiện đã bao lâu rồi? So với ba chúa tể dưới mặt đất khác, thời gian bọn hắn xuất hiện là ngắn nhất, xuất hiện vào 700 năm trước. 300 năm trước đã thay thế thế lực đã từng là chúa tể Nam Bộ, tiếp quản thế giới dưới đất. Điều tra nhân gian ngục và Thiệu gia cho ta, ta chỉ cần là tư liệu kỹ càng. Ta vừa mới nói không rõ ràng, liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc nhân gian ngục. Chỉ là điều tra tình huống, cũng không phải bảo các ngươi chạy tới khiêu khích. Cái khí thế không sợ trời không sợ đất vừa rồi kia của ngươi đâu. Chúng ta không sợ hoàng đạo. Không có nghĩa chúng ta nguyện ý khiêu chiến hoàng đạo. Chúng ta không sợ tổ chức sát thủ, không có nghĩa chúng ta nguyện ý khiêu khích bọn hắn. Cho các ngươi thời gian chừng nửa năm, điều tra rõ ràng. Đến lúc đó các ngươi cầm tình báo, tìm ta đổi Ngô Khuynh Thành. Khương Phàm nói xong, Ngô Khuynh Thành trong ngực Ngô Kình Thương rõ ràng lắc một cái, gắt gao ôm lấy hắn. Ngươi muốn tình báo, có thể, nhưng bây giờ ta nhất định phải mang Ngô Khuynh Thành trở về. Ngô Kình Thương cường ngạnh tỏ thái độ. Mua bán vốn nhỏ, tổng thể không ký sổ. Ngươi, chuẩn bị cẩn thận, ta cam đoan giao hoàn chỉnh Ngô Khuynh Thành cho các ngươi. Khương Phàm phải vào trung vực liền cần tìm thân phận ngụy trang thích hợp. Truyền nhân bí tạo của hỗn độn tử phủ, giống như rất không tệ. Thời khắc mấu chốt, phóng xuất Ngô Khuynh Thành, làn da bắt mắt, hình thể đặc biệt, một chút đã có thể nhìn ra là người của hỗn độn tử phủ. Ngô Khuynh Thành lại đến nói chuyện, đây là cường giả thiên phẩm mà hỗn độn tử phủ bọn hắn tìm kiếm từ bên ngoài, đơn giản hoàn mỹ. Chúng ta đến đâu tìm ngươi? Chờ các ngươi điều tra tốt, lúc đó ta sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi muốn đi trung vực. Bên trong mọt gian phòng cách vách, Điêu Lãnh Phong vẫn bị dây leo của Dạ An Nhiên quấn trên người, đau đớn suy yếu, chật vật không chịu nổi. Tại sao ngươi muốn đi theo Khương Phàm? Bằng nhan sắc và thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể có tương lai tốt hơn. Ví dụ như, theo ta không muốn ngươi làm nô lệ, ta để cho ngươi làm nữ tử của ta. Như thế này ngươi liền có thể chính thức tiến vào Vạn Đạo Thần Giáo. Vạn Đạo Thần Giáo là một trong bát bộ hoàng đạo của Thương Huyền, thống ngự đại địa Tây Bắc Thương Huyền,
quan sát ức vạn dân chúng, càng có thể đăng lâm thiên khải chiến trường, nhìn trộm bí mật của trời, nghênh chiến cường tộc bát châu thập tam hải. Đến nơi đó, người mới có thể biết thế giới có bao nhiêu đặc sắc, người bây giờ sống trong một vòng tròn này lại là nhỏ bé cỡ nào, người chuyện trải qua là ngây thơ cỡ nào. Gia gia của ta là nhị trưởng lão của vạn đạo thần giáo, người theo ta, liền có thể nhanh chóng đứng vững gót chân tại thần giáo. Người và ta, hai đại thiên phẩm liên thủ, tương lai cũng có khả năng ngồi vào địa vị như gia gia, được vạn dân ủng hộ. Điêu Lãnh Phong thể hiện đau đớn lại cuồng nhiệt, cực lực khuyên bảo Dạ An Nhiên. Khương Phàm không có bối cảnh, lại vẫn cứ cuồng ngạo hiếu chiến, sống không được bao lâu. Đến lúc đó, người hoặc là chết cùng hắn, hoặc là biến thành tù binh, bị người khác lăng nhục. Gặp được ta chính là ông trời ban ân đối với ngươi. Theo ta, ngươi có thể đi đến độ cao mà cả đời ngươi đều đi không đến. Dạ An Nhiên nhìn hắn một hồi, má ngọc sau mạng che mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Điêu Lãnh Phong cuồng loạn trong lòng, thật đẹp. Không biết bởi vì thiên phú linh văn của Dạ An Nhiên, hay vì khí chất đặc biệt, hoặc là do cường thế đánh bại hắn, tóm lại hắn càng nhìn Dạ An Nhiên càng sao động, càng nhìn càng muốn có nàng, thậm chí có loại xúc động hận không thể liền nhào tới bây giờ, tùy ý chà đạp. Loại cảm giác lưu luyến si mê này ngay cả thời điểm đạt được công chúa hoàng tộc Tiêu Lạc Lê kia cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, mà không có mãnh liệt như vậy. Dạ An Nhiên cười một hồi, khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của ngươi chiếu tới, là trưởng lão hoàng đạo, nhưng hoài bão trong lòng chúng ta, chính là vạn tộc thiên hạ, chư thiên thần ma. Rốt cuộc là vị thiên kiêu hoàng đạo cao cao tại thượng ngươi đây nhìn cao hơn, xa hơn, hay là những tiểu dân biên hoang chúng ta đây nhìn xa trông rộng? Ha ha, ha ha. Điêu Lãnh Phong cười. Chỉ bằng các ngươi, còn vạn tộc thiên hạ, chư thiên thần ma, thật sự là người không biết không sợ. Có phải các ngươi bởi vì biến đổi linh văn, biến thành thiên văn, cũng cảm giác vô địch thiên hạ, liền cho rằng có thể khiêu chiến thiên hạ hay không? Chờ ngươi đến hoàng đạo, ngươi sẽ phát hiện cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chờ ngươi đến thiên khải chiến trường, ngươi sẽ phát hiện, thánh nhân cũng không có không thể địch nổi như ngươi tưởng tượng. Bởi vì nơi đó có thánh vương, nơi đó càng có thánh hoàng. Thiên khải chiến trường. Dạ An Nhiên mặc niệm cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tại thời điểm Khương Phàm giới thiệu kiếp trước cùng với nàng, liên tục nhắc đến một nơi. Nơi đó rốt cuộc là dạng tồn tại gì, vì sao có thể một mực hấp dẫn ánh mắt hoàng đạo, vì sao có thể khiến cho hoàng đạo chém giết không ngừng. Mà bách tộc nơi đó, chẳng lẽ chỉ là hoàng đạo khắp thiên hạ. Dạ An Nhiên đã tràn đầy chờ mong đối với nơi đó. Điêu Lãnh Phong uốn éo người, tiếp tục thuyết phục. Không cần ấu trí, thiên phẩm của hai người các ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng tính cách Khương Phàm phách lối, làm việc không để ý hậu quả, các ngươi sống không được bao lâu. Thừa dịp chuyện còn có chỗ lượn vòng, thả ta ra, đi theo ta, làm nữ tử của ta. Đồ ta tiện tay có thể đưa cho ngươi là thứ mà Khương Phàm phấn đấu nửa đời đều không cho được. Ta mang ngươi đi nhìn thấy thế giới này, càng là thứ mà Khương Phàm có nghĩ cũng nghĩ không đến. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, vì sao Hướng Vãn Tình bị điều đi? Tự làm tự chịu. Nói rõ một chút. Ngươi vẫn nên quan tâm mình trước đi. Ngươi và ta gặp nhau chính là vận mệnh rộng mở cánh cửa cho ngươi, do ngươi dũng cảm đi đến, sẽ là hai cuộc đời hoàn toàn khác. Miệng lưỡi ngươi rất tốt. Xem ra hoàng đạo giáo dục rất toàn diện. Dạ An Nhiên rất im lặng. Mười mấy phút xuống tới, mặc cho Điêu Lãnh Phong hao hết miệng lưỡi, Dạ An Nhiên đều thở ơ. Điêu Lãnh Phong lấp lóe ánh mắt, bỗng nhiên nói. Ta hiểu được, người ưa thích loại tính tình kia của Khương Phàm. Hôm nay là ta chưa chuẩn bị tốt, thua ngươi, để cho ngươi coi thường, chờ chúng ta từ từ ở chung, ngươi sẽ phát hiện ta so với Khương Phàm càng dã, càng mạnh. Điêu Lãnh Phong nói xong. Thấy Dạ An Nhiên vẫn không có phản ứng gì, lại nói. Có phải ngươi đã phát sinh quan hệ với Khương Phàm, ngươi cảm giác ta sẽ ghét bỏ ngươi hay không? Ngươi yên tâm, ta không quan tâm. Dạ An Nhiên cảm thấy phiền muộn, thật sự là chịu phục cái tên thiên kiêu hoàng đạo tự tin này. Bành! Khương Phàm đẩy cửa tiến đến, trực tiếp đi đến trước mặt Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong lập tức lạnh mặt lại, nhịn xuống đau đớn cao giọng quát tháo. Ngươi biết mình đã xông họa bao lớn không? Nếu như ngươi trực tiếp thả ta ở chỗ này, chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu ngươi lại muốn nháo chuyện đến thần giáo, bây giờ toàn bộ nơi đó đều biết ngươi đang uy hiếp bọn hắn,
Ha ha, hậu quả chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ngươi không phục lắm. Khương Phàm ngồi xổm ở trước mặt hắn, quan sát tỉ mỉ thân thể đẫm máu của hắn. Ngươi thấy ta sẽ chịu phục. Ta cho ngươi một cơ hội chứng minh mình. Ngươi muốn so cùng ta một lần nữa. Luận võ chung quy vẫn là luận võ, tay chân bị gò bó, ta chờ ngươi ở bên ngoài, hai chúng ta đánh một trận. Ha ha, ngươi không cần chờ, chỉ cần ta thoát thân, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tốt, ta chờ ngươi, tuy nhiên phải nhanh, nếu chậm nói không chừng ta sẽ chết ở trong tay người khác. Khương Phàm đưa tay tiến vào trong thân thể Điêu Lãnh Phong, răng rắc một tiếng, tháo ra một cây xương sườn. A a a, ngươi làm gì? Điêu Lãnh Phong đau nhức kịch liệt, toàn thân cứng ngắc. Khương Phàm rút xương sườn ra, đưa đến trước mặt hắn. Ngươi thắng ta, ta trả lại xương sườn cho ngươi, ngươi thua, ta cho chó ăn. Điêu Lãnh Phong đổ đầy mồ hôi lạnh trên đầu, dữ tợn gầm nhẹ. Hoàng đạo chưa bao giờ tự mình truy sát qua người bình thường tầng dưới, ngươi là người đầu tiên, ngươi rất đáng kiêu ngạo đấy. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có nữ tử của ngươi, nàng cũng sẽ là của ta, là của ta. Đừng để ta thất vọng. Khương Phàm cầm xương sườn gõ gõ đầu của hắn, đột nhiên nâng một chân, đánh vào trên cằm của hắn. Răng rắc giòn vang, xương quai hàm vỡ vụn, đầu bị va chạm kịch liệt, hôn mê tại chỗ. Thân thể mệt mỏi, thực sự không nhịn được giày vò. Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn Khương Phàm, vì sao lại kích thích Điêu Lãnh Phong đi ra bên ngoài truy sát? Chẳng lẽ là muốn thông qua vạn đạo thần giáo, bại lộ thân phận mình, để các phương biết hắn rời khỏi đại hoang, thay kiều ra nơi đó chia sẻ áp lực sao? Hay là, người muốn thái em mờ đồ đằng trên người Tiêu Lạc Lê? Dạ An Nhiên đột nhiên nghĩ tới. Đó là đồ tốt. Vừa vặn có thể làm thành một đôi với thái dương đồ đằng của Tặc Điểu. Loại đồ chí âm chí hàn kia, cho ai dùng? Tới tay trước, tương lai lại nói sau. Khương Phàm đợi 5 ngày tại Ôn Tuyền Tiên Cảnh, vạn đạo thần giáo nơi đó mới đưa Hướng Vãn Tình về vương quốc Hắc Ám. Vẫn là Hướng Vãn Tình thiên kiều bá mị, phong thái hiểu điệu kia. Thần thái sáng láng, xinh đẹp động lòng người, không có tiểu tụy như Khương Phàm tưởng tượng. Nhưng phía sau nàng lại có hai vị cường giả mặc áo bào đen đi theo. Bọn hắn đã cực lực khống chế khí tức, nhưng vẫn để Khương Phàm cảm nhận được uy hiếp. Khương Phàm, lúc trước từ biệt tới nay đã 91 tháng, còn nhớ tới ta đây. Hướng Vãn Tình dáng dấp yểu điệu đi tới, đôi mắt đẹp xinh huy, đôi môi mỏng đỏ hồng, chiếc lưỡi đẹp đẽ thơm tho lướt qua hàm răng trắng tuyết, cảm giác mị hoặc câu hồn đoạt phách trực kích linh hồn. Làm cho người ta căng phồng huyết mạch. Hoảng hốt mê thần. Ngay cả Dạ An Nhiên đều bị phong thái nữ tử trước mắt làm cho kinh diễm. Vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương, câu hồn đoạt phách, đừng nói nam tử, ngay cả nàng đều có chút chống đỡ không được. Nàng chỉ đứng ở nơi đó liền phảng phất ánh trăng trong đêm tối, hết thảy mọi thứ xung quanh, đều trở nên u ám không sáng. 91 tháng sau, Hướng điện chủ tính toán rất rõ ràng nhỉ. Khương Phàm đánh giá Hướng Vãn Tình bên cạnh lão nhân mặc áo bào đen, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang áp giải nàng. Chẳng lẽ, thật hiểu lầm Hướng Vãn Tình rồi. Đó là dĩ nhiên, ngươi chính là nam tử đầu tiên gạt ta. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng chớp mắt với Khương Phàm, cử động cùng ánh mắt tùy ý đều toát ra mị hoặc liêu nhân, làm cho ngũ tạng người ta câu phần. Ta cũng không có lừa ngươi, ta là đang nháo chơi cùng Hỗn Độn Tử Phủ và Chí Tôn Kim Thành. Bất tử thiên bia kia thì sao? Ngươi giả chết, không chỉ có kích thích Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành, càng lợi dụng đại tự tại điện chúng ta, không có trực tiếp trách phạt ngươi, đã là thần giáo khoan hậu nhân từ. Ta không nghĩ tới chuyện có thể liên lụy đến Hướng điện chủ, còn xin chuộc tội. Không trách ngươi, là chính ta chủ quan. Nói đi, gọi ta trở về, có chuyện gì? Ta có nhiều thứ đặt ở chỗ cô nương, ngươi quên rồi. À, đúng rồi. Hướng Vãn Tình làm bộ liền muốn triệu từ trong nhẫn không gian ra, lại bị Khương Phàm ngăn lại. Mời đến Ôn Tuyền Tiên Cảnh, ta còn có chút chuyện muốn lĩnh giáo. Đồ, lấy ở chỗ này. Chuyện, bàn bạc ở chỗ này. Người áo đen tỏ thái độ vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, giống như đang lo lắng Hướng Vãn Tình chạy trốn. Khương Phàm càng cảm thấy có vấn đề, ra vẻ không khách khí nói. Ta làm giao dịch chính ta làm chủ, các ngươi không muốn Điêu Lãnh Phong rồi. Hai người áo đen dương mắt, ánh mắt như đao. Tiểu Hoa Nhi,
ngươi biết mình đang nói chuyện với người nào. Chớ dùng bài này cùng ta, nơi này là vương quốc hắc ám, không phải là thần giáo của các ngươi. Các ngươi đã tới nơi này liền phải dựa theo quy củ của nơi này mà làm việc. Khương Phàm nói xong, trực tiếp tiến vào ôn tuyền tiên cảnh. Không cần cẩn thận như vậy, ta còn có thể chạy sao? Hướng Vãn Tình ngữ khí lạnh lùng, thẳng đi theo Khương Phàm. Hai người áo đen khẽ nhíu mày, do dự một lát, vẫn đứng ở bên ngoài. Vây quanh, Điêu Đức Nguyên cao giọng thét lên ra lệnh, cố ý hô cho Hướng Vãn Tình nghe. Số lượng lớn thị vệ cao giọng đồng ý, khí thế hung hăng vây quanh ôn tuyền tiên cảnh. Trong mật thất tại ôn tuyền tiên cảnh, hình như ngươi đang bị khống chế, không phải là bởi vì chuyện của ta đấy chứ. Khương Phàm rất kỳ quái, rốt cuộc Hướng Vãn Tình đã phạm vào chuyện gì. Lúc đầu khi ta bị lưu đày tới nơi này, đã cùng thần giáo làm ước định. Điệu thấp làm người, nhu thuận làm việc, nếu như lại phạm sai lầm, nghiêm trị không tha. Trước khi gặp được ngươi, ta làm cũng tạm được, nhưng chuyện ngươi giả chết này, xác thực kích thích vạn đạo thần giáo. Bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm sai lầm của ta, lần này vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Nói xong, nàng lung lay ngón tay ngọc, lên tiếng chào với Dạ An Nhiên. Ngươi chính là An Nhiên cô nương, thật đúng là vừa thấy đã yêu, trách không được Khương Phàm đối với những nữ tử khác không động tâm, thì ra là trong lòng đã có một tiểu nương tử nũng nịu. Dạ An Nhiên ửng đỏ cả mặt, nhưng trong lòng cũng run lên. Một nữ tử thật khôn khéo, đơn giản mấy câu, không chỉ có tán dương nàng, cũng thể hiện mình cùng Khương Phàm chưa từng xảy ra cái gì, bỏ đi lo lắng trong nàng. Ngươi phạm vào chuyện gì, vì sao lại bị lưu vong? Khương Phàm lại càng cảm thấy kỳ quái. Hướng Vãn Tình kiều mị cười khẽ. Ta nói vì ta quá đẹp, bị người khác nhìn chúng, nhất định phải bắt ta đi hiến thân, ngươi tin không? Khương Phàm khinh thường nói. Tất cả người bên trong vạn đạo thần giáo đều là quỷ sắc sao? Tốt xấu gì cũng là hoàng đạo, có thể có chút khí khái hay không? Không phải thần giáo. Chẳng lẽ còn có người có thể bức bách thần giáo? Khương Phàm nói, ánh mắt có chút run lên. Bắc Thái Đế Quân. Hướng Vãn Tình tiếp cận Khương Phàm. Ngươi nói cái gì? Ngươi tiếp tục. Khương Phàm giật mình, chợt hiểu đã xảy ra chuyện gì. Làm sao ngươi biết Bắc Thái Đế Quân? Hướng Vãn Tình rất bất ngờ, hắn lại biết đế quân, còn biết đế quân cùng thần giáo có liên quan. Hơi biết một chút. Khương Phàm không có nhiều lời. Năm đó ta cự tuyệt hiến thân, đắc tội người đó, may mắn có một tỷ tỷ tại thần giáo cũng coi như có chút địa vị, bảo vệ ta, lưu đày tới nơi này tránh né. Rất nhiều năm ta đều không có trở về, vốn cho rằng người kia đã quên ta, không nghĩ tới. Thần giáo vẫn bắt lấy chuyện ngươi giả chết này ép buộc ta trở về hiến thân. Lần này tỷ tỷ ngăn không được, ta chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng nói, giống như rất tùy ý. Nhưng Khương Phàm có thể từ trong ánh mắt nàng nhìn thấy bi thương cùng mâu thuẫn. Ngươi bảo ta mời ngươi về là muốn mang ngươi chạy trốn. Khương Phàm rất không nguyện ý nhúng tay gút mắc như thế này. Huống chi, lại còn liên lụy đến đại địch kiếp trước của hắn, Bắc Thái Đế Quân. Ta trốn không thoát, tại ngày ta bị mang đi đó liền biết ta cũng không có cơ hội nữa. Tỷ tỷ ngươi không thể nào sẽ giúp ngươi. Trước khi bọn hắn bắt ta trở về, đã điều nàng đi bách tộc chiến trường rồi. Chỉ sợ bây giờ tỷ ấy cũng còn không biết tình huống của ta, mà chờ nàng trở lại, ta đã. Ngươi cần ta làm cái gì? Mang ta đi. Ngươi không phải nhận mệnh sao? Ta nói ta không phải ta, là ta khác. Có thể nói rõ hơn không? Tại thời điểm năm đó ta bị lưu đày tới nơi này liền nghĩ đến tương lai có thể sẽ có một ngày như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã lặng lẽ tách ra thân thể mới. Khương Phàm và Dạ An Nhiên có chút kinh ngạc, thân thể còn có thể tách rời. Linh văn của ta và tỷ tỷ ta đều là thiên hồ, còn là cửu vĩ thiên hồ. Tuy nhiên nàng thức tỉnh toàn diện nhất, ta thì dừng bước tại chí tôn thánh phẩm. Nàng có thể một thân hóa chín thể đồng tu, chín thể cộng sinh. Ta có được chín mệnh, lại không thể phân liệt. Tuy nhiên tại lúc ta đến nơi này, tỷ tỷ đã dùng biện pháp của mình, giúp ta cưỡng ép tách ra một bộ thân thể. Nàng ở đâu? Đang ở bên trong ôn tuyền tiên cảnh này. Ngươi xác định không ai biết nàng tồn tại. Khương Phàm thực sự không muốn gây phiền toái. Ta vô cùng xác định. Nếu như vậy, ta có thể mang nàng đi ra ngoài.
Không phải nàng, là ta. Tình huống của nàng rất đặc biệt, mặc dù đang yên lặng trưởng thành, nhưng nàng không có linh hồn, không có ý thức, không có ký ức. Ý của ta là, ta muốn chuyển rời toàn bộ linh hồn ý thức các loại trong bộ thân thể này của ta đến bên trong thân thể mới. Bây giờ ta ở lại, ta mới kia đi theo ngươi. Hướng Vãn Tình mang theo Khương Phàm rời khỏi gian mật thất này, đi tới một gian mật thất bí ẩn nhất tại tầng cao nhất. Tại trong mật thất, thật sự có nằm một nữ tử giống Hướng Vãn Tình như đúc. Da thịt bạch ngọc không tì vết, dáng người thướt tha cao gầy, nhan sắc xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn như một cái khuôn đúc đi ra. Nàng đã chuẩn bị tốt. Hướng Vãn Tình không nghĩ tới thật sẽ có một ngày, di hoa tiếp mộc này. Đầu tiên ngươi chờ chút đã. Nàng đã chuẩn bị xong, nhưng chết tiệt, ta còn chưa có chuẩn bị xong. Khương Phàm không khách khí để Dạ An Nhiên đứng ở bên cạnh lắc đầu, trông coi mỹ nhân nũng nịu như thế này, cũng chỉ có hắn mới có thể há miệng mắng người ta như thế. Ngươi không nguyện ý, ngươi quên ba chuyện đã đồng ý với ta rồi. Vì sao không phải là ngươi chuyển rời đến bên trong thân thể mới? Giữ nó lại, ngươi đi theo ta. Ngươi cho rằng ta nguyện ý từ bỏ những thứ này, bắt đầu lại từ đầu. Ta là không có cách nào, nàng không có linh hồn, cảnh giới lại rất mơ hồ, vẫn còn là trạng thái ngủ say, ngươi giải thích cùng vạn đạo thần giáo thế nào. Sau khi ta di chuyển ý thức và linh hồn của ta, bây giờ trong bộ thân thể này còn lưu lại một ít hồn niệm, có thể thông qua tính đặc thù linh văn, dáng chống đỡ lấy hoạt động hàng ngày. Chờ khi đến vạn đạo thần giáo, ta sẽ dùng thuốc độc hòa tan linh hồn, triệt để hủy bộ thân thể này, ngụy trang thành tự sát. Hướng Vãn Tình đã đều cân nhắc đúng chỗ các mặt. Di chuyển như thế nào, chết như thế nào, bỏ đi ngờ vực vô căn cứ của vạn đạo thần giáo như thế nào, thu hoạch được tân sinh thật như thế nào. Nàng cảm thấy có vấn đề không? Khương Phàm quay đầu hỏi Dạ An Nhiên. Hướng Vãn Tình dịu dàng cười nói. Chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, ta đã hố qua ngươi sao? Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã nói xong muốn hủy nơi đó. Vì sao cuối cùng vạn đạo thần giáo lại nhúng tay? Bất tử thiên bia yêu cầu là trọng thương nơi đó, mục đích đã đạt được. Vạn đạo thần giáo mặc dù đâm tay nhưng không có phạm điều lệ nào. Có phải bọn họ đã sớm tiếp cận nơi đó hay không? Nếu không ngươi muốn như nào, vì sao bọn hắn cho phép ta ra mặt thuyết phục hai đại hoàng tộc ra tay? Cũng là bởi vì bọn hắn phải thừa dịp cơ hội này, khống chế lại Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt mặc dù là hoàng tộc yếu nhất, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc, có thánh nhân, có tài nguyên, có ảnh hưởng. Nói xong, nàng thấy Khương Phàm vẫn còn có chút lo lắng, thân thể yêu kiều thướt tha hơi nghiêng về phía trước, khẽ nhếch môi, nhỏ giọng thì thầm. Tình huống của ngươi, vạn đạo thần giáo hoàn toàn không biết gì cả. Tình huống của ta thì như thế nào? Tất cả ghi chép chiến đấu của ngươi, ta đều đã động tay động chân, giao đi qua đều là giả. Bọn hắn chỉ biết là ngươi rất đặc biệt, nhưng những chuyện khác, cái gì cũng không biết, cho nên đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chú ý. Hướng Vãn Tình mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Thật chứ? Khương Phàm tinh thần đại chấn, bỗng nhiên cảm giác nữ tử này thật thuận mắt. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Hướng Vãn Tình nhăn mày một cái, một nụ cười đều mang theo mị lực câu hồn đoạt phách, đừng nói Khương Phàm nhìn đến trong lòng nhảy dựng. Ngay cả Dạ An Nhiên đều có chút không chống đỡ được. Sau một khắc đồng hồ, Hướng Vãn Tình đã chuyển rời linh hồn và ý thức đến bên trong thân thể mới. Nàng cần thời gian từ từ dung hợp, thời gian trong này liền nhờ ngươi. Sắc mặt Hướng Vãn Tình tái nhợt, mệt mỏi lung lay sắp đổ. Không có linh hồn chèo chống, nàng bây giờ càng giống như một cái túi da, như một người gỗ. Sau khi tỉnh dậy, cảnh giới của nàng sẽ là gì? Khương Phàm thu, Hướng Vãn Tình mới, vào trong thanh đồng tiểu tháp. Trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi, Hướng Vãn Tình và Kiều Hinh tuyệt đối đừng đồng thời tỉnh lại, nếu không hắn thật sự giải thích không rõ ràng. Nàng nơi này ngủ say rất nhiều năm, mặc dù không có linh hồn, không có ý thức, nhưng cùng ta là tương thông, vẫn luôn dùng phương thức đặc thù tu luyện. Tốc độ tu luyện mặc dù rất chậm, nhưng thời gian nàng tu luyện rất dài. Chờ sau khi nàng dung hợp toàn bộ năng lượng bây giờ của ta, đoán chừng thức tỉnh liền có thể là niết bàn cảnh, mà sẽ ở thời gian rất ngắn, khôi phục lại cảnh giới bây giờ của ta. Sau khi nàng tỉnh dậy, không, hẳn là sau khi ngươi sống lại, ngươi muốn đi đâu? Khương Phàm nhìn không được liền hỏi. Nữ tử này có thực lực có thiên phú,
khôn khéo lại cay độc, nếu như có thể giữ ở bên cạnh, hẳn là có thể có tác dụng rất lớn. Mà, tương lai Khương Phàm khẳng định phải báo thù vạn đạo thần giáo, có người có hiểu biết chút tình huống nội bộ mà lòng lại mang oán hận như thế này ở bên cạnh, hẳn là có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Ngươi là đang mời chào ta. Hướng Vãn Tình yên nhiên cười khẽ, mặc dù suy yếu tái nhợt, nhưng vẫn cho người ta một loại mỹ cảm thấy mà yêu. Nếu như cô nguyện ý, ta hy vọng cô có thể ở lại bên cạnh ta. Khương Phàm trịnh trọng mời. Trước đó sao ngươi không nói lời như vậy, chê cái thân thể này già của ta sao? Vừa đổi cỗ mới, ngươi liền có hứng thú. Không không không, ta không phải có ý kia. Khương Phàm lúng túng mặt đỏ tới mang tai. Nếu như sau khi ta tỉnh lại, ngươi còn sống, ta có thể suy nghĩ một chút. Hướng Vãn Tình ăn xong đan dược mình đã chuẩn bị, cưỡng ép để trấn tinh khí thần, đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài Ôn Tuyền tiên cảnh, bọn người Điêu Đức Nguyên đều trở nên vội vàng sao động, thật sợ Hướng Vãn Tình có cái gì ngoài ý muốn. Hai vị lão nhân mặc áo bào đen đã nắm lên nắm đấm, chuẩn bị cưỡng ép xông vào. Không cần khẩn trương như vậy, ta không phải phạm nhân. Hướng Vãn Tình đi ra Ôn Tuyền tiên cảnh, hồn niệm mệt mỏi gian nan khống chế thân thể, tận lực giữ vững bình thường lại. Vì thần giáo, đề phòng chuyện không nên xảy ra. Hai vị lão nhân mặc áo bào đen thái độ lạnh nhạt. Sau đó Khương Phàm mang theo Điêu Lãnh Phong, Ngô Kình Thương đi ra Ôn Tuyền tiên cảnh, giao cho Điêu Đức Nguyên cùng Ngô Chính Hùng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Điêu Lãnh Phong sau khi thoát khỏi cảnh giam cầm, hắn nhanh chóng khép lại thương thế, căm tức nhìn Khương Phàm. Khương Phàm, người có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích, nhưng vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Tiêu Lạc Lê trong mấy ngày này đã nghĩ thông suốt một chuyện, bây giờ không những không tức giận, ngược lại còn có chút hưng phấn. Kể từ khi biết Khương Phàm còn sống, nàng liền nịnh nọt Điêu Lãnh Phong, hy vọng hắn có thể điều động lực lượng hoàng đạo bắt Khương Phàm, chỉ là Điêu Lãnh Phong không có Khương Phàm để vào mắt, luôn cảm giác không xứng để hắn ra tay. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại hung hăng làm nhục Điêu Lãnh Phong. Cứ như vậy, không cần nàng kích thích, Điêu Lãnh Phong cũng đều sẽ dùng hết khả năng đuổi bắt Khương Phàm. Khương Phàm cố ý khiêu khích. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đừng nói những câu nói nhảm không đau không ngứa này nữa. Có bản lĩnh thì đi ra bên ngoài bắt được ta, giết chết ta. Tốt thay cho một tên tiểu tử cuồng ngạo. Hai người áo đen ở bên cạnh Hướng Vãn Tình liên tiếp ngẩng đầu, mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Phàm. Hướng Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Bên trong thần giáo, Phàm là có chút tư chất, kẻ nào không cuồng. Một thánh phẩm chí tôn, cũng dám chế giễu thiên phẩm trong hoàng tộc. Điều kiện tiên quyết để cuồng là có tư cách, hắn còn chưa xứng. Hai vị người áo đen quay người, áp giải, Hướng Vãn Tình rời khỏi. Phụ thân, ta cũng trở về đi. Điêu Lãnh Phong từ biệt Điêu Đức Nguyên, cũng mang theo Tiêu Lạc Lê đuổi theo. Hắn muốn về thần giáo làm chút chuẩn bị, dẫn người thân đi về Đại Hoang Nam Bộ, săn giết Khương Phàm. Khương Phàm, hãy cố gắng để mà còn sống, đừng chờ tới lúc ta tìm được ngươi, ngay cả xương cốt cũng đều không còn. Ngô Kình Thương cảnh cáo Khương Phàm một câu, theo người của Hỗn Độn Tử Phủ rời khỏi. Ngươi muốn đi rồi. Bạch Nguyệt Túc lão của Vô Hồi Thánh Địa từ đầu đến cuối luôn từ một nơi bí mật gần đó, chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, cũng đi ra. Khương Phàm hành lễ với Bạch Nguyệt Túc lão. Những năm này đã mang thêm phiền toái cho mọi người, lần này rời khỏi Vương quốc Hắc Ám, có thể sẽ không trở lại nữa. Chiếu cố đồ đệ của ta thật tốt. Bạch Nguyệt Túc lão khô gầy, mặt mũi nhăn nheo, hai con mắt còn nhấc lên ý lạnh thăm thẳm, giống như một bộ thi thể đáng sợ để cho người ta sinh ra sợ hãi. Ngài yên tâm. Khương Phàm mỉm cười nói. Ta không yên lòng. Đáy mắt Bạch Nguyệt Túc lão lấp lóe ý lạnh, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tịch Nhan thông minh tỉnh táo, lại có tỷ tỷ nàng làm bạn, sẽ không sao đâu. Nàng không giỏi nói chuyện, tính cách quái gở, nhưng nàng không phải là vũ khí không có tình cảm. Ta hy vọng ngươi có thể chân thành đợi nàng, xem nàng như một người bình thường, làm một nữ tử có máu có thịt có cảm tình. Ta. Không biết rõ ý của ngài. Khương Phàm có chút xấu hổ. Nàng nguyện ý đi theo ngươi rời khỏi, không phải bởi vì bên ngoài nhiều đặc sắc, cũng không phải bởi vì ngươi đã từng đã cứu mệnh của nàng, là nàng nguyện ý. Chỉ vì một cái, nguyện ý, nàng liền đi đến Hắc Ám Đại Hoang, cùng kẻ địch liều mạng, cùng ác linh chém giết,
mỗi thời mỗi khắc đều nhấc lên nguy hiểm tính mạng. Ta hy vọng ngươi có thể thấy được những gì nàng bỏ ra, mà không phải là chuyện đương nhiên. Bạch Nguyệt Túc lão đe dọa nhìn mắt Khương Phàm, bộ dáng âm trầm, ngữ khí âm lãnh, để Khương Phàm run rẩy. Dạ An Nhiên ở bên cạnh nói. Ngài yên tâm đi, trong lòng của hắn đều hiểu, chỉ là bây giờ giả hồ đồ thôi, chờ ngày nào đó hắn nghĩ thông suốt, sẽ làm chuyện rõ ràng. Khương Phàm một mặt lúng túng nhìn về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên đáp lễ hắn bằng một nụ cười ngọt ngào. Sắc mặt Bạch Nguyệt lạnh lẽo cứng rắn, không để ý đến bọn hắn trêu chọc, mà là nhấc ngón tay khô héo, dùng sức đâm đâm ngực Khương Phàm. Ngươi có sứ mệnh vĩ đại của ngươi, có ngươi mục tiêu rộng lớn, nhưng đây chẳng qua là của chính ngươi, không phải là của người khác. Mỗi một người đi theo người bên cạnh ngươi, ngươi đều phải quý trọng, càng không thể phụ lòng. Nếu không, người đang làm thì trời đang nhìn. Người đoạn đường này làm nghiệt, rốt cuộc cuối cùng, đều sẽ trả. Khương Phàm vô ý thức muốn cam đoan, chợt giật mình. Ở sâu trong nội tâm, giống như có gì đó bị xúc động. Con đường báo thù, là của hắn, là những huynh đệ kiếp trước kia của hắn, mà không phải những người gặp nhau làm bạn kiếp này. Bọn hắn cam nguyện bỏ ra, là vận may của hắn, mà không phải là chuyện đương nhiên. Bọn hắn đáng để hắn dụng tâm quý trọng, càng đáng để hắn dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Sau khi Khương Phàm có chút hoảng hốt, lui lại hai bước, xoay người hành lễ với Bạch Nguyệt Túc Lão. Tạ ơn Túc Lão dạy bảo, Khương Phàm ghi nhớ trong lòng, đời này kiếp này, tuyệt đối không phụ lòng bất cứ người nào. Bạch Nguyệt lắc lư thân thể, cũng không có nhận cái đại lễ này của Khương Phàm, mà quay người đi vào hắc ám, chỉ để lại một câu ung dung nói nhỏ, quanh quẩn hư không, trực kích linh hồn Khương Phàm. Nhớ kỹ những gì ngươi hứa hẹn, không chỉ vì đồ đệ của ta, cũng là vì tất cả mọi người. Bọn hắn đều rất ưu tú, đều là người có thể sống ra đặc sắc trong sinh mệnh của riêng mình, lại đều lựa chọn ngươi. Ngươi không chỉ phải cho bọn hắn sinh mệnh càng đặc sắc, càng phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Để bọn hắn cho dù là chết, cũng có thể một khắc này, không tiếc nuối, không hối hận, chết có ý nghĩa. Nếu không, không phải lão bà tử nguyền rủa ngươi. Kiếp trước ngươi đã thất bại, kiếp này sẽ còn lại bại. Lời Bạch Nguyệt nói rất tàn khốc nhưng lại cho Khương Phàm xúc động cực lớn, cũng tới rất kịp thời. Đại Hoang Thánh Địa, mấy ngày ngắn ngủi chém giết để cường tộc các phương tổn thất nặng nề. Nhất là khi Kiều Vô Hối đột nhiên trở về, trong đêm khuya dẫn đầu bọn người Khương Diễm triển khai điên cuồng lùng bắt cùng đổ sát. Khi Khương Phàm trở về Đại Hoang, cường giả các phương đã lần lượt rút khỏi. Tuy nhiên, bọn hắn không phải từ bỏ, mà là chờ đợi càng nhiều cường giả tập kết, nhất là Cổ Hoa Thánh Tổ, cùng Bán Thánh. Các ngươi tiếp tục lưu thủ Đại Hoang, ta và Dạ An Nhiên đi Trung Vực một chuyến. Khương Phàm triệu tập người của Kiều Gia và Ác Nhân Cốc tập hợp, giới thiệu tình huống của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Chỉ có hai người các ngươi. Khương Diễm và đám người cau chặt lông mày. Ta, An Nhiên, Khương Bân, còn có Tặc Điểu, chúng ta xuất phát trước, tận lực điệu thấp. Chờ các ngươi nơi này ứng phó ở các phe vây bắt, sau khi thật sự ổn định được cục diện, lại điều người đến Trung Vực phối hợp với ta. Khương Phàm vừa nói như vậy, sắc mặt mọi người đã hơi chậm lại. Khương Phàm lại nói, tuy nhiên, tuyệt đối không nên sốt ruột, mặc dù Thánh Chủ cho chúng ta tranh thủ đến kỳ hạn 3 tháng, nhưng nếu như Cổ Hoa liên tiếp chiến bại, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các ngươi cũng phải tận lực phối hợp Thánh Chủ và mọi người. Không được để chuyện huyên náo đến mất khống chế. Đây là thánh huyết còn lại, các ngươi dùng xong lại đi. Kiều Vô Hối lấy ra thánh huyết còn lại, giao cho Khương Phàm và Dạ An Nhiên. Nhiều như vậy. Khương Phàm nhìn một bình tràn đầy thánh huyết, vừa mừng vừa sợ. Máu thánh tổ rất nhiều, chúng ta đều dùng, những thứ này là đặc biệt để lại cho các ngươi. Khương Diễm và mọi người đều lộ ra mấy phần nụ cười. Thánh huyết. Đã từng là thứ mà nghĩ cũng không dám nghĩ, mấy giọt đều có thể gây nên oanh động, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể nâng ly miệng lớn như vậy. Mà tư vị kia, xác thực tuyệt đối không thể tả. Vậy ta không khách khí. Khương Phàm vừa vặn có thể dùng thánh huyết kích phát huyết mạch, tẩm bổ thần cốt xương sống, xông lên linh hồn cảnh bát trọng thiên. Sau khi mọi người tản ra, Hoàng Bánh Nướng đột nhiên đuổi theo Khương Phàm, nói nhỏ. Có chuyện đặc thù, ngươi cần biết. Hoàng Bánh Nướng liếc mắt nhìn Dạ An Nhiên, hàm xúc nhắc nhở. Chuyện rất đặc biệt. Nơi này không có người ngoài.
Khương Phàm không để cho Dạ An Nhiên rời khỏi, bởi vì giữa bọn hắn đã không có bí mật. 3 năm trước đây, trước mấy tháng khi Ly Hỏa Thánh Chủ kết thúc nhiệm kỳ, hắn đã bí mật liên hệ đến Xí Thiên Giới, hai bên đạt thành thuộc về hiệp nghị. Xí Thiên Giới sau đó triển khai các loại bố trí, lợi dụng mấy trận sự kiện đặc thù, dẫn dắt tinh lực Khương Hồng Võ. Chúng ta lúc ấy xác thực không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Chủ lại phản bội chạy trốn, càng không nghĩ tới Hoang Mãng Nguyên liên tiếp xuất hiện hỗn loạn lại là do Xí Thiên Giới đưa tới. Chờ đến thời điểm kịp phản ứng, Ly Hỏa Thánh Chủ đã cùng 12 trưởng lão thoái ẩn đã tập thể phản bội chạy trốn. Chúng ta toàn lực đuổi bắt, hy vọng có thể cưỡng ép tiếp đoạt, nhưng vẫn thất bại. Hoàng Bánh Nướng nói xong, lại nhìn Dạ An Nhiên. Khương Phàm nhắc nhở lần nữa. Ngươi cứ việc nói. Chúng ta ngày đêm đuổi bắt 7 vạn dặm, giao thủ cùng đội ngũ Xí Thiên Giới hơn 10 lần, chỉ là thực lực chúng ta không bằng đối phương, cuối cùng vẫn để bọn hắn chạy. Nhưng, ta âm thầm áp trận trên thân người của Tử Xí Thiên Giới kia, đã nhận ra cảm ứng đặc thù. Xác thực mà nói, là Thương Vương bên trong Hồng Hoang Phủ cảm nhận được. Kim Thai. Khương Phàm lập tức đã hiểu ý tứ của Hoàng Bánh Nướng. Không sai, hắn hẳn là Kim Thai chuyển sinh. Hắn là ai? Có thân phận gì ở Xí Thiên Giới? Khương Phàm cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại càng vui mừng hơn, không nghĩ tới lại có Kim Thai xâm nhập vào Xí Thiên Giới. Đây chính là hoàng tộc đan đạo, lực ảnh hưởng có thể nói cao hơn cả hoàng đạo. Mà Xí Thiên Giới ở vào khu vực Trung Nam Bộ, lân cận Trung Vực, cũng là khu vực hắn cần phải đi qua. Dạ An Nhiên cũng rất ngạc nhiên, bởi vì dựa theo suy đoán của nàng, khi Khương Phàm tiến vào Trung Vực trước đó hẳn là sẽ làm ồn ào Xí Thiên Giới. Không phải giết chết Ly Hỏa Thánh Chủ, thì chính là đoạt lại Thánh Hỏa mà Ly Hỏa Thánh Chủ mang đi. Hoàng Bánh Nướng nói, Xí Thiên Giới ẩn nấp ở một tiểu thế giới trong hư không, bao la mênh mông, hoàn toàn độc lập. Nơi đó ngoại trừ quần thể luyện đan sư khổng lồ, thì còn có lực lượng thủ vệ cùng sức chiến đấu, theo thứ tự là Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Thiên Chiến Quốc. Hai nước ở Xí Thiên Giới có chỗ nối tiếp cùng thế giới thật, bất luận là ai muốn vào Xí Thiên Giới đều phải trải qua tầng tầng thẩm tra của bọn hắn. Lúc đó người phụ trách áp trận kia, là Hung Linh Hầu, một trong Tam Hầu, dưới trướng Bá Vương Bá Thiên Chiến Quốc. Có thể ngồi vào một trong Chiến Quốc Tam Hầu, thật không đơn giản. Khương Phàm vui mừng. Xí Thiên Giới có thể gọi là đỉnh cấp hoàng tộc, ngoại trừ lực ảnh hưởng đặc biệt, còn có thể chống lên sức chiến đấu với hoàng tộc đầy đủ. Bất luận là Hạo Thiên Thánh Quốc, hay là Bá Thiên Chiến Quốc đều là hai nguồn lực lượng cực kỳ cường hãn, giống như là thuẫn kiếm tổ hợp, phối hợp lực ảnh hưởng cường đại, một mực trấn thủ lối vào Xí Thiên Giới. Hắn xác thực không đơn giản, thân phận vô cùng phức tạp. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu, khô quát trên khuôn mặt già nua không hề có một nụ cười. Thế nào? Sau khi ta cẩn thận điều tra qua vị Hung Linh Hầu này, thời điểm 15 tuổi hắn đã bị một vị đại tông sư phát hiện, mang vào Xí Thiên Giới, thu làm nghĩa tử. Vị đại tông sư kia tên là Triệu Huyễn Diệp, là truyền nhân Triệu gia, một trong ngũ đại phe phái luyện đan của Xí Thiên Giới. Bây giờ đã 123 tuổi, sớm đã trở thành đan thánh. Kim Thai sau khi tiến vào Xí Thiên Giới, cũng đã bị ban cho họ Triệu, tên là Triệu Thời Việt, sau đó đưa vào Bá Vương Chiến Quốc. Sở dĩ Triệu Huyễn Diệp hắn mang đi bởi vì hắn có linh văn vô cùng đặc thù, sát lục chi hỏa. Sát lục chi hỏa. Khương Phàm nhíu mày, loại thánh viêm này hắn quá quen thuộc. Bởi vì hỏa diễm đầu tiên hắn dung hợp chính là sát lục chi hỏa, ký ức linh hồn nhận xâm nhập lúc ấy đến bây giờ còn vẫn còn mới mẻ. Sát lục chi hỏa có sát niệm vô cùng nặng, người thức tỉnh như thế này linh văn rất dễ dàng mất lý trí trong tu luyện. Từ xưa đến nay, người thức tỉnh sát lục hỏa văn cơ hồ đều sẽ chết tại sinh tử cảnh. Nhưng, Triệu Thời Việt được Triệu gia phụ trợ đan dược, thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, sát lục chi hỏa biến thành sát lục huyết viêm cường đại, hắn cũng lập tức danh chấn Xí Thiên Giới, đứng hàng Tam Hầu. Hắn bây giờ bao lớn? Khương Phàm có loại dự cảm không tốt. 92. Khương Phàm lộp bộp trong lòng, xong. Triệu Thời Việt vừa mới bắt đầu trưởng thành đã đến Xí Thiên Giới, không chỉ có nhận các loại ân huệ nơi đó, còn biến thành hộ giả chiến quốc. Người như vậy, ngay cả xương cốt đều khắc lên ấn ký Xí Thiên Giới. Triệu Thời Việt bởi vì có sát lục huyết viêm, thực lực vô cùng cường đại, cảnh giới bây giờ đã là bán thánh, hoàn toàn xứng đáng với danh đệ nhất hầu Bá Vương Chiến Quốc. Mà bây giờ địa vị của hắn cũng vô cùng cao, đã có thể so sánh cùng Bá Vương. Không phải thực lực,
mà là lực ảnh hưởng. Bởi vì hắn liên tục sinh 7 hài tử, tất cả đều là linh văn bình thường, ngũ phẩm cao nhất, nhưng hài tử thứ 8 lại đã thức tỉnh thiên phẩm linh văn, cùng kỳ huyết viêm. Hài tử thứ 8 tên là Triệu Thế Hùng, cũng là thiên phẩm duy nhất mà 200 năm qua Bá Thiên Chiến Quốc thành công sinh ra. Dựa theo quy củ Bá Thiên Chiến Quốc, chờ cái ngày hắn tiến vào thánh cảnh vào đó sẽ thành bá vương tân nhiệm. Mà Triệu Thế Hùng còn đã cưới một vị tôn nữ trực hệ đan thánh khác của Xí Thiên Giới, danh uy như mặt trời ban trưa. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu nói xong. Vị kim thai này địa vị càng cao, đâm càng sâu tại Xí Thiên Giới, thì càng khó tìm về lại, bản thân, chân chính. Nếu như bọn hắn muốn lợi dụng Triệu Thời Việt, hoặc là dẫn hắn rời khỏi Xí Thiên Giới, chỉ sợ không thực tế. Ta vừa vặn muốn lên phía Bắc Trung Vực, sẽ đi đường tắt qua nơi đó, ta sẽ tiếp xúc cùng Triệu Chính Thiên trước, sau đó lại nghĩ biện pháp định ngày hẹn Triệu Thời Việt. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ làm bằng hữu, nếu như không có cơ hội, vậy thì sẽ không lại trêu chọc bọn hắn. Mặc dù Khương Phàm cảm giác tiếc nuối, nhưng người này dù sao cũng là phân thân của hắn, vẫn hy vọng bọn hắn có thể trải qua tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể làm kẻ địch với hắn. Bằng không hắn không tiếc bất cứ cái giá nào cũng đều phải dung hợp hắn. Hoàng Bánh Nướng nói, ngươi còn nhớ rõ nam tử hỏa diễm huyễn điểu nuốt không? Là hài tử một vị đan thánh nào đó. Hắn tên Đồng Thị, là truyền nhân gia tộc Đồng Thị, cũng là một trong ngũ đại luyện đan phe phái của Xí Thiên Giới. Mà nữ tử Triệu Thế Hùng cưới, chính là nữ nhi của Đồng gia. Tặc điểu ăn em vợ của Triệu Thế Hùng. Ra đầu Khương Phàm tê dần. Thật đáng tiếc, đúng là như thế. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu than nhẹ. Chính là bởi vì Đồng Tị có thân phận đặc thù, Xí Thiên Giới nơi đó mới rất tức giận, nếu như không phải Thánh Địa Trung ương ra mặt, Bá Vương Chiến Quốc khẳng định sẽ ra tay với Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm mang theo Thánh Huyết bắt đầu bế quan. Hắn không có trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong để tiến hành rèn luyện thể chất, mà là chỉ dẫn lực lượng sinh mệnh phi phàm bên trong, tẩm bổ thần cốt xương sống, kích thích nó cùng toàn bộ xương cột sống dung hợp chiều sâu, tham dự vào bên trong hệ thống tạo máu càng nhiều. Đồng thời chỉ dẫn khí tức thánh linh bên trong thánh huyết, kích phát tiềm lực thần cốt, phóng xuất ra thần uy. Tương đương với dùng thánh linh khí tức hối đoái uy lực thần linh. Dạ An Nhiên cũng bắt đầu bế quan. Cách làm của nàng đơn giản hơn, chính là dùng thánh huyết tẩm bổ ngũ hành thụ, kiến tạo không gian ngũ hành càng mạnh, diễn biến uy lực thế giới. 3 ngày sau, Khương Phàm từ thất trọng thiên đỉnh phong bước lên linh hồn cảnh bát trọng thiên, Dạ An Nhiên thì thuận lợi đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Sau đó Dạ An Nhiên đi, bắt cóc hỏa diễm huyễn điểu. Đại tỷ, ta là thật không muốn rời khỏi nơi này mà. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thành hình người, vẻ mặt cầu xin. Đừng lề mề, dọn dẹp một chút, nói lời tạm biệt với Vi Nhi đi. Ta còn chưa có bắt lấy Vi Nhi, chẳng may chết ở trên đường, ta chết không nhắm mắt. 8 năm, còn không có bắt lấy, cho ngươi thêm 80 năm, ngươi cũng không có hy vọng. Vi Nhi không hứng thú đối với ngươi, đừng uổng phí sức lực. Xem thường ai đây, lại cho ta 8 ngày, ta hạ dược cũng phải bắt lấy. Ngươi không sợ Kiều Vô Hối nuốt ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu xấu hổ cười cười, nhìn xung quanh một chút. Khương Phàm đâu, còn chưa xuất quan sao? Dạ An Nhiên mỉm cười khẽ nói. Yêu đương vụng trộm. A, ai vậy? Ngươi đoán xem. Tịch Nhan. Đoán vẫn rất chuẩn. Ngươi đây đều có thể nhịn. Đừng trách ca ca không có nhắc nhở ngươi, Khương Phàm cũng không phải chạy đến mỗi Tịch Nhan đi, cái lão lưu manh kia là chạy đến cả 2 tỷ muội. Tịch Nhan, quấy rầy cô không? Trước khi đi, Khương Phàm lấy dũng khí gõ cửa phòng Tịch Nhan. An Minh Hề lại đang ở trong phòng Tịch Nhan, nhìn thấy Khương Phàm tiến đến, nàng yên nhiên cười khẽ, chậm rãi hành lễ. Sao ngươi lại ở đây? Khương Phàm kỳ quái đi tới. Ta cùng Tịch Nhan cô nương mới quen đã thân, đã là hảo bằng hữu không có gì giấu nhau. Hôm qua nàng bị thương nhẹ, ta đến giúp nàng điều trị. An Minh Hề mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người thướt tha. Toàn thân tản ra mị lực liêu nhân, để cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng ánh mắt của nàng vô cùng lạnh, còn hiện ra tà quang quỷ dị để cho người ta không dám nhìn thẳng, rất khó sinh ra tà niệm. Khương Diễm có thể hàng phục nữ tử như vậy, thật sự là không dễ dàng. Nghiêm trọng không? Khương Phàm quan tâm nhìn Tịch Nhan. Tốt hơn nhiều. Sắc mặt Tịch Nhan có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ.
Các ngươi trò chuyện đi, một lúc nữa ta lại đến. An Minh Hề rời khỏi gian phòng. Chúc mừng, nhanh như vậy đã có bằng hữu rồi. Khương Phàm rất rõ ràng tính cách quái gở của Tịch Nhan, ngôn từ bất thiện, cũng không quá hợp với đông người, không nghĩ tới nàng lại có thể kết giao bằng hữu cùng An Minh Hề. Con người nàng không tệ. Tịch Nhan thoáng chỉnh lại y phục, nàng không nghĩ tới Khương Phàm lại tới đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Phàm nói quanh co hai tiếng, không biết mở miệng thế nào. Có chuyện gì sao? Tịch Nhan kỳ quái nhìn hắn. Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chính là tới nhìn cô một chút. Khương Phàm nói xong, gương mặt lại có chút nóng lên. Mặc dù kinh nghiệm kiếp trước phong phú, nhưng dù sao kiếp này cũng là người mới mà. Tịch Nhan lại càng kỳ quái. Là có chuyện bí mật gì cần ta xử lý? Không không không, chính là tới nhìn cô một chút. Khương Phàm gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Tịch Nhan chưa từng có nhìn thấy Khương Phàm khó chịu qua như thế. Có chuyện gì có thể trực tiếp an bài, ta tận lực đi làm. Ta là tới nhìn cô, thuận tiện cùng cô nói chuyện. Nói chuyện gì? Bàn bạc. Không cần lo lắng, nói chuyện gì? Tịch Nhan vẫn cảm giác Khương Phàm hẳn là gặp được phiền toái nào đó, cần linh hồn bí thuật của nàng, tiến hành bí mật xử lý. Kết quả, nàng đợi lại đợi, Khương Phàm lại thình lình toát ra một câu. Ta sẽ phụ trách với nàng. Không khí trong phòng lập tức an tĩnh. Khương Phàm lúng túng, gương mặt nóng lên, giống như quá thô lỗ, cũng gấp gáp, hẳn là nên uyển chuyển. Tịch Nhan thì kinh ngạc đến mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phụ cái gì chứ? Đan Hoàng bất đắc dĩ than nhẹ trong đầu Khương Phàm. Người đời trước cũng thông đồng nữ tử như thế sao? Ta thật phục ngươi, sao ngươi không trực tiếp xông lên luôn? Ma hồn lạnh lùng nói ở trong đầu Tịch Nhan. Hắn muốn cưỡi ngươi. Lời bình của hai vị lão tổ tông để không khí trong phòng lập tức từ an tĩnh trở nên xấu hổ. Ta muốn đi trung vực, hôm nay sẽ đi, khi trở về sẽ mang lễ vật cho nàng. Khương Phàm nói, để cho mình lúng túng hơn. Mặt hắn nóng lên, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, tranh thủ thời gian cáo từ rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Tịch Nhan nổi lên từng tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chú ý an toàn, không cần nhớ mong nơi này. Còn có, tỷ muội chúng ta rời khỏi thánh địa đều là tự nguyện, ngươi không cần cảm giác thiếu chúng ta cái gì. Hôm nay ta tới, chính là muốn nói. Nói như thế nào đây? Ta không hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là loại ta cứu nàng, nàng báo ân kia, ta có việc nàng hỗ trợ, dây dưa cứng nhắc. Ta hy vọng chúng ta có thể dứt bỏ những chuyện kia, bình thường ở chung, làm bằng hữu với nhau, tùy ý biểu đạt tình cảm. Ta cũng vô cùng hy vọng, nàng có thể sống nhẹ nhõm, nàng có thể trải qua hạnh phúc. Ta cũng nguyện ý, làm người cho nàng hạnh phúc, chỉ cần, nàng chấp nhận. Khương Phàm miễn cưỡng biểu đạt ra ý nghĩ mình, sau khi tạm biệt cùng Tịch Nhan, hắn vội vàng rời khỏi phòng. Đan Hoàng thì lại phiền muộn. Những kinh nghiệm phóng túng lang thang kiếp trước kia của ngươi đâu? Nhìn ngươi nói những lời này, quá nghiêm chỉnh, ngươi đang đàm phán sao? Ngài hãy tha cho ta đi. Khương Phàm dở khóc dở cười. Ngươi đến buông ra, buông tay buông chân, buông tình cảm ra. Cái này lại không phải hãm hại lừa gạt, ta thật sự không hiểu được ngươi đang xấu hổ cái gì. Còn có, đừng tưởng rằng Dạ An Nhiên chủ động tiếp nhận lời mời của ngươi, từ nay về sau liền cái gì cũng đều chờ đợi người ta đến chủ động. Người ta chủ động, sau đó thì phải là ngươi chủ động đáp lại, ôm đi, thân mật đi, cởi áo nới dây lưng đi, ngươi đều phải tới làm. Còn có Tịch Nhan, với tính cách này của nàng, ngươi hoặc là trực tiếp làm rõ, đi lên nhào tới nàng, hoặc là dứt khoát cái gì đều đừng nói, ngươi làm những chuyện chứng chạc đàng hoàng này mà nói, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại làm cho hai người lúng túng hơn. Trong lòng ta có gánh vác. Khương Phàm phiền muộn, lão đầu nhi tại loại chuyện này hình như càng ngày càng sao động. Ngươi còn có gánh vác, ngươi gánh vác cái gì? Các nàng đều là những tiểu cô nương rất ưu tú, hoàn toàn đáng được độc sủng, nhưng ta có thiên hậu, lại có kiều hình, còn có nhiều liên lụy kiếp trước như vậy, đối với An Nhiên các nàng mà nói là, không công bằng. Còn có cái gì? Ta không hy vọng lại có quá nhiều ràng buộc. Khương Phàm lắc đầu, vẻ mặt thoáng ảm đạm. Kiếp trước tùy ý phóng túng, ai đến cũng không có cự tuyệt, kết quả Thiệu Thanh Duẫn cho hắn một kích chí mạng, để ý chí đau khổ kiên trì của hắn, triệt để sụp đổ. Đan Hoàng trầm mặc một lát, nói.
An Nhiên và Tịch Nhan là người tuổi nhỏ u mê lưu tình, người hẳn là nên phụ trách, cũng nhất định phải phụ trách tới cùng. Từ nay về sau, không còn đụng là có thể. Nghĩ như vậy còn có gánh vác. Khương Phàm điều chỉnh tâm tình, trầm mặc thật lâu. Hết rồi. Vậy cứ buông tay buông chân, to gan yêu đi. Bây giờ trở về gian phòng, ôm Tịch Nhan hôn một cái, người muốn xâm nhập giao lưu, ta phong bế ý thức mình, cam đoan không xem thêm. Sư phụ, đừng như vậy. Ngài đây không phải là tác hợp, ngài đều hận không thể để ta sinh con. Khương Phàm im lặng lắc đầu, rời khỏi sân nhỏ, thế nhưng Đan Hoàng lại bắt đầu trầm mặc. Thể hiện của Khương Phàm lập tức đặc sắc. Ngài thật chờ hài tử sao? Đan Hoàng vẫn trầm mặc. Hắn đã nghĩ thoáng, muốn Khương Phàm bồi dưỡng thành luyện đan sư thuần túy đã không có hy vọng, chỉ có thể tìm kiếm từ dưới một đời khác. Cho nên Khương Phàm tốt nhất có thể tìm 10 người, 8 người nữ tử, sinh 20-30 hài tử, như thế hắn mới có thể lựa chọn. Xí thiên giới. Nơi này là không gian thần bí hoàn toàn độc lập, phiêu đãng tại thâm không minh mông, chỉ có hai sợi xiềng xích vô cùng to lớn, liên tiếp kết nối với thế giới thật. Nơi hai sợi xiềng xích, bát, ở thế giới, phân biệt tại hai quốc gia sáng lập danh chấn thiên hạ, Hạo Thiên Thánh Quốc và Bá Thiên Chiến Quốc. Bọn hắn đã tồn tại trên vạn năm, là lợi kiếm cùng trọng thuẫn của xí thiên giới, gánh vác sứ mệnh thủ vệ cùng uy hiếp. Đương nhiên, lực lượng phòng ngự, chân chính vẫn là thanh danh cường đại danh chấn thương huyền của xí thiên giới. Thanh danh có thể để số lượng lớn cường tộc mưu toan khiêu khích chùn bước. Hung Linh Hầu, ha ha, lão phu không có quấy rầy ngài bế quan chứ. Một nam tử to béo cười rạng rỡ đi đến, hầu phủ. Ta nghe nói hiền chất vừa đột phá đến bát trọng thiên, chúc mừng, mấy ngày trước bận quá, không thể đuổi tới kịp, hôm nay tới chậm, đặc biệt chuẩn bị một viên đan dược. Trong thạch điện rộng rãi giá lạnh, một nam tử cao gầy đứng dậy đón lấy, thể hiện lạnh lẽo cứng rắn, ăn nói có ý tứ, hai cái con mắt đỏ ngầu lóe ra ý lạnh tàn nhẫn. Để thánh chủ tốn kém. Ai, đừng có lại gọi là thánh chủ, cũng đã qua rồi. Nam tử to béo cười khẽ hai tiếng, đưa lên hộp gấm. Thái sơ mệnh hồn đan, chuẩn thánh phẩm. Có lòng. Nam tử huyết nhãn tiếp nhận hộp gấm, khô cằn nói tiếng cảm tạ. Nam tử to béo chính là Ly Hỏa Thánh Chủ phản bội chạy trốn khỏi thánh địa, Tác Ngọc Đường. Mà nam tử nghênh tiếp lại là Hung Linh Hầu của Bá Vương Chiến Quốc, Triệu Thời Việt. Hai người kỳ thật đã sớm quen biết nhau, đã từng gặp mặt nhiều lần. Bởi vì xí thiên giới là hoàng tộc luyện đan tại Nam Bộ, Ly Hỏa Thánh Địa thì là thánh địa luyện đan tại Nam Bộ, hai bên đều có địa vị cực kỳ hiển hách, cũng thường xuyên sẽ có chút lui tới. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Ly Hỏa Thánh Chủ lại có một ngày buông xuống thánh địa, trở thành một phần viên của xí thiên giới. Mặc dù rước lấy rất nhiều nghị luận, nhưng xí thiên giới vẫn cưỡng ép thu nhận hắn. Không chỉ là bởi vì thuật luyện đan siêu cường Ly Hỏa Thánh Chủ, càng là bởi vì hắn mang đến đan thư cùng thánh hỏa mà Ly Hỏa Thánh Địa đã tích lũy mấy ngàn năm. Tiếp nhận mười mấy người bọn hắn thì tương đương với tiếp nạp nửa cái thánh địa, xí thiên giới há có thể buông tha cơ hội như vậy. Ta nghe nói một thời gian trước giới chủ định ngày hẹn với Tác huynh, xem ra giới chủ rất coi trọng ngươi nhỉ. Hai tay hai chân, cùng trên cổ Triệu Thời Việt đều treo xiềng xích nặng nề giá lạnh. Đây không phải cầm tù, mà là phong ấn. Là vũ khí mà xí thiên giới tự thân chế tạo vì hắn, dùng để áp chế sát khí khủng bố như biển trong người hắn. Hắn dù sao cũng là sát lục huyết viêm, lại còn là bán thánh cảnh giới, nếu như không thêm vào khống chế. Phạm vi mấy chục dặm sơn hà đều sẽ biến thành luyện ngục. Giới chủ là nhận lời mời của Hoàng đạo Trung Vực, cần luyện một viên thánh đan rất đặc thù, mấy lão gia hỏa chúng ta đều nhận được lời mời. Tác Ngọc Đường cực lực duy trì nụ cười, thế nhưng Triệu Thời Việt trong lúc vô hình lại tràn ngập sát khí thảm liệt thật sự là rất đáng sợ, hắn cảm giác linh hồn mình đều đang run lẩy bẩy. Giới chủ vẫn rất coi trọng ngươi. Triệu Thời Việt thản nhiên nói. Tác Ngọc Đường hàn huyên hai câu đơn giản. Thể hiện ý đồ đến đây. Không biết Hung Linh Hầu có nghe nói tới Khương Phàm của Vô Hồi Thánh Địa hay không? Ngươi muốn giết hắn? Triệu Thời Việt thản nhiên nói. Ta vừa mới nghe nói, Tử Vi Thánh Địa Trung ương ở trước Vô Hồi Thánh Địa công khai tuyên bố, Khương Phàm đã bị Thánh Địa xóa tên vào 7 năm trước. Tác Ngọc Đường chính là vì chuyện Khương Phàm mà tới đây. Thời điểm sự kiện cổ hoa sớm truyền vào Nam Bộ, hắn đã bắt đầu chú ý. Không nghĩ tới Khương Phàm lại còn sống, còn ở Bắc Bộ náo ra oanh động như thế.
Hắn rung động, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong Khương Phàm có thể tránh thoát đuổi bắt, tiến vào Nam Bộ. Như thế hắn có thể tự mình báo thù. Triệu Thời Việt lắc đầu nói. Đó đã là tin tức 10 ngày trước, gần đây là tin tức vị thánh nhân của Kiều gia kia đã còn sống về tới Đại Hoang, Cổ Hoa Nhân Hoàng suýt nữa mất mạng, các phương tổn thất nặng nề, đều đã rời khỏi Đại Hoang. Còn sống, không phải mấy tháng trước Cổ Hoa điều động thánh nhân đuổi bắt sao? Nụ cười chất đống trên mặt Tác Ngọc Đường cứng đờ. Vị thánh tổ Cổ Hoa thứ tư kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn giết thánh tổ thứ tư, phế đi thánh tổ thứ năm. Tình báo truyền đến là như vậy. Sau đó thì sao? Tiêu Ngọc Đường chấn kinh. Chuyện Kiều gia cất giấu thánh nhân đã rất khiếp sợ, lại còn có thể giết thánh nhân hoàng thất. Bây giờ các phương đã rút khỏi Đại Hoang, dừng lại tại gần trấn Nam Yêu Quốc. Theo tin tức chúng ta nhận được, Cổ Hoa thánh tổ thứ ba đang mang theo ba vị bán thánh xuôi nam, một vị thánh tổ nào đó của Chí Tôn Kim Thành đã xuất quan, trấn Nam Yêu Quốc được Cổ Hoa nhân hoàng mời mọc, tỉnh lại thánh sư đang ngủ say. Còn có càng nhiều thế lực, đang mời các nhân vật cấp lão tổ xuất quan, xuôi nam tập kết. Tác Ngọc Đường khôi phục lại nụ cười. Bọn người Khương Phàm không kiên trì được bao lâu. Còn khó nói, lực lượng hắc ám tại Đại Hoang cường đại xa so với những gì mà các phương tưởng tượng, thánh nhân của Kiều gia càng làm cho các phương kiêng kỵ. Mặc kệ như thế nào, đều là vấn đề thời gian. Tác Ngọc Đường nói, ta cũng không vòng quanh nữa. Hy vọng Hung Linh Hầu có thể giúp ta một chuyện, bắt sống Khương Phàm. Tác huynh, người bây giờ đã là đan thánh của Xí Thiên Giới, còn đắm chìm trong ân oán quá khứ. Có chút ân oán Tác Ngọc Đường ta có thể buông xuống, nhưng Khương Phàm. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, hủy hắn. Tác Ngọc Đường âm trầm sắc mặt xuống. Hắn và Khương Phàm đã không thể nào xem như ân oán, mà là huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Trả bất cứ giá nào. Triệu Thời Việt liếc mắt nhìn hắn một cái. Xí Thiên Giới sau khi thu nhận Tác Ngọc Đường, bầu không khí nội bộ đã xuất hiện thay đổi. Bởi vì Tác Ngọc Đường mang đến số lượng lớn tài nguyên của Ly Hỏa Thánh Địa, còn có 12 vị luyện đan sư với đan thuật siêu tuyệt, lại tăng thêm hắn đã từng là tôn chủ thánh địa tôn quý, cho nên trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã tụ tập được rất nhiều người ủng hộ, đã ẩn giấu được xu thế hình thành đại phái thứ 6 tại Xí Thiên Giới. Bây giờ Triệu Thời Việt chủ yếu là đặt tinh lực bồi dưỡng Triệu Thế Hùng, hy vọng hắn có thể tại tương lai không lâu, thành tựu thành bá vương. Chỉ là bá vương chiến quốc rắc rối phức tạp, muốn thay đổi triều đại, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, thiên phẩm linh văn chỉ là điều kiện tiên quyết, có thể tiến vào thánh linh giáo mới là mấu chốt, phía sau càng cần phải có đầy đủ duy trì, giúp hắn ngăn chặn cục diện. Cho nên bây giờ Triệu Thời Việt cần nhất chính là duy trì. Phe phái Triệu gia tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, phe phái Đổng gia lấy phương thức thông gia leo lên chiến xa, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa. Nếu như lúc này Tác Ngọc Đường có thể gia nhập, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Ta tới bái phỏng Hung Linh Hầu đầu tiên, hy vọng Hung Linh Hầu có thể chăm chú cân nhắc. Tác Ngọc Đường mịt mờ nhắc nhở. Ngươi đồng ý, ta liền giúp ngươi, ngươi không đồng ý, ta lập tức đi tìm bá vương. Triệu Thời Việt lại chỉ là nhìn hắn. Không có vội vã tỏ thái độ. Hung Linh Hầu có cái gì lo lắng sao? Không ngại nói thẳng. Tại sao Khương Phàm lại phải lựa chọn nghênh chiến tại Đại Hoang? Ngoại trừ hoàn cảnh đặc thù, quan trọng nhất đương nhiên là Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ lấy lý do bảo vệ Đại Hoang Thánh Địa, đang nhanh chóng tập kết lực lượng Thánh Địa khổng lồ, mục đích thực sự không cần nói cũng biết. Chỉ cần Khương Phàm có thể lại kiên trì hơn 2 tháng, liền xem như trở về từ cõi chết tạm thời an toàn. Rất nhiều người tin tưởng bọn người Khương Phàm khả năng không kiên trì được lâu như vậy, nhưng ta ngược lại thật ra cảm giác, bây giờ còn nói vẫn còn sớm. Tác Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có ý gì, đây là trực tiếp cự tuyệt, hay là còn đang muốn lên giá, tiếp tục đàm phán? Triệu Thời Việt tiếp tục nói. Cục diện Đại Hoang bây giờ vô cùng vi diệu, đã hấp dẫn vô số thế lực chú ý, Xí Thiên Giới chúng ta thực sự không dễ lại nhúng tay. Coi như chúng ta vận khí tốt. Cuối cùng bắt được Khương Phàm. Cổ Hoa cũng sẽ đến nhà bái phỏng, lấy giao dịch đặc thù mang Khương Phàm đi, không rơi đến trong tay ngươi. Tác Ngọc Đường cười nhạt, lắc đầu. Đều nói Hung Linh Hầu chiến quốc giết người như ngoé, không sợ hãi, không nghĩ tới. Thực sự thật có lỗi, chuyện này, huynh đệ ta không giúp được. Triệu Thời Việt cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đưa tay tiễn khách. Sau khi Tác Ngọc Đường trầm mặt rời khỏi,
một thân ảnh điêu luyện từ sau đường quay lại. Phụ thân, ta không rõ. Không phải ngài vẫn muốn lôi kéo Tác Ngọc Đường sao? Hôm nay hắn đã chủ động đưa tới cửa, sao ngài lại còn đẩy đi ra? Triệu Thời Việt mở hí hai mắt, máu bắn tứ tung. Trận hỗn loạn tại Đại Hoang này sẽ không dễ dàng kết thúc, bây giờ xông vào rất không sáng suốt. Tình huống Đại Hoang lại phức tạp, đối mặt với sự vây bắt của Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, cùng Trấn Nam Yêu Quốc và còn có số lượng lớn cường tộc khác, Khương Phàm Phương kia đều không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ nhìn khí thế hùng hổ, nhưng ai cũng nhìn ra được nàng là chơi với lửa, hơi không cẩn thận liền có thể đốt cả mình. Không cần vội vã kết luận, Khương Phàm chọn Đại Hoang làm nơi tác chiến, ngoại trừ hoàn cảnh phức tạp cùng Vô Hồi Thánh Chủ, còn có nguyên nhân đặc thù. Nguyên nhân gì? Nam tử cường tráng chau mày, cho tới bây giờ ấn tượng mà phụ thân cho hắn đều là cường thế bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lo lắng một chuyện nào đó. Ta đã từng đi qua Đại Hoang. À, nơi đó không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Ngài nói chính là, Đại Hoang Thâm Uyên. Nơi đó có một lực lượng thần bí, là biến cố lớn nhất. Ngươi cũng đừng quên, trong tay Khương Phàm còn có cấm nguyên cổ thụ, vậy rất có thể là mấu chốt mà vị thánh nhân kia của Kiều gia có thể giết được Cổ Hoa Thánh Tổ. Triệu Thời Việt nói xong, hơi trầm mặc. Tin tức mà Tác Ngọc Đường lấy được đều là ta bí mật đưa qua. Nam tử cường tráng lại càng cảm thấy kỳ quái. Xin mời phụ thân chỉ giáo. Bây giờ hắn hẳn là đi tìm bá vương, nếu như bá vương đồng ý. Đáy mắt Triệu Thời Việt hiện lên tia tàn nhẫn. Nam tử cường tráng mừng rỡ. Ngài là muốn mượn tay của hắn. Nếu như bá vương chết ở nơi đó, đương nhiên là tốt nhất. Cho dù chết không được, cũng có thể để hắn điều chiến quốc gia, kéo tại Đại Hoang. Nếu như bởi vậy mà chọc tới phiền toái lớn cho Xí Thiên giới, giới chủ tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý. Phụ thân anh minh, ngươi không cần phải để ý đến chuyện bên ngoài, một mực tu luyện cho tốt, hiện ra thực lực tại chiến quốc là được. Phụ thân, ta ngược lại thật ra muốn hiện ra thực lực, nhưng bây giờ đã không ai dám đến trên lôi đài khiêu chiến ta. Nam tử chính là hài tử thứ 8 của Triệu Thời Việt, Triệu Thế Hùng. Bởi vì thức tỉnh cùng kỳ huyết viêm, toàn thân tràn ngập sát khí bạo ngược. Cho nên hắn cùng phụ thân, cũng là treo xiềng xích toàn thân, cưỡng ép áp chế sát khí. Cho dù như thế này, thì mặt mũi vẫn hắn tràn đầy sát khí, hình thể tráng kiệt, giống như là một con dã thú bạo ngược. Bát trọng thiên vô địch liền khiêu chiến cửu trọng thiên, khiêu chiến nhiều vị cửu trọng thiên. Tóm lại, ta muốn hình tượng vô địch của ngươi triệt để đóng chặt tại tâm lý của tất cả con dân chiến quốc. Ta sẽ đi an bài. Xin phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Oa, thật náo nhiệt, nơi này là chiến quốc sao? Sao khắp nơi đều là thương hội thế, không giống với những gì ta tưởng tượng nha? Nhìn đi, nơi đó lại có hoa lâu, thật nhiều cô nương. Oa, xem người ta mặc loại y phục kia xem, nên lộ không nên lộ đều bị lộ hết. Ta một mực nói với Vi Nhi, có vốn liếng liền phải bày ra, cả ngày che giấu với ta. Không có giống như thế này. Tặc điểu hóa thân hỏa hồ, kích động nhảy tung tăng trên người Khương Phàm, hai con mắt đều nhanh phun ra lửa. Khống chế một chút. Khương Phàm rất phiền muộn, gia hỏa này quá sao động. Bá Thiên Chiến Quốc cùng Hạo Thiên Thánh Quốc tượng trưng cho hai cánh cửa bước đến Xí Thiên Giới, tất cả người muốn vào Xí Thiên Giới đều phải đến nơi đây tiếp nhận thẩm tra trước. Đan dược bên trong Xí Thiên Giới cũng đều là thông qua nơi này hướng chảy đến Nam Bộ. Cứ vậy mà tự nhiên hình thành vòng thương nghiệp phồn hoa. Dạ An Nhiên đi trên đường cái náo nhiệt chen chúc, nhìn đám người muôn hình muôn vẻ. Mặc dù người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, nhưng cảm giác chỉnh thể ngoại trừ náo nhiệt thì chính là phồn hoa, ngoài ra cũng không có bất kỳ hỗn loạn hay bạo động gì. Dù sao cũng là trên lãnh địa của Xí Thiên Giới, lại còn là khu khống chế của chiến quốc, bất luận là ai đến nơi này đều phải tôn trọng, gây sự chính là muốn chết. Nơi này xác thực có thể tính là một trong những nơi phồn hoa nhất Nam Bộ. Khương Phàm khống chế linh hồn, chu tước, để tránh bị hung linh hầu phát giác. Dạ An Nhiên đột nhiên hỏi. Kiếp trước ngươi có ân oán với nơi này sao? Khương Phàm chần chừ một lúc, vẫn nói. Ta kỳ thật đã từng sống ở chỗ này một thời gian rất lâu, cũng trải qua rất nhiều chuyện, hai bên bắt đầu coi như bằng hữu tốt, sau này ta liền thành kẻ thù của bọn hắn, là người không nguyện ý nhìn thấy nhất. Ngươi từ bắt cóc nữ nhi của ai ở trong đó sao?
Dạ An Nhiên vô ý thức nghĩ tới đáp án, Triệu Tặc Điểu cười xấu xa một trận. Không có. Vậy ngươi làm cái gì? Ta bắt cóc một nam tử. Qua nha, huynh đệ, ăn mặn không kiêng kỵ nha. Tặc Điểu kích động. Vẻ mặt Khương Phàm hơi tối, nhẹ giọng thở dài. Hắn là huyền tôn của giới chủ xí thiên giới, một kỳ tài luyện đan ngàn năm khó gặp của xí thiên giới, được công nhận là giới chủ hạ nhiệm của xí thiên giới. Lúc 20 tuổi hắn đã danh chấn Nam Bộ, được xí thiên giới coi như chân bảo, nhưng hắn nhìn ôn hòa an tĩnh, kỳ thật lại chán ghét bị trói buộc, càng chán ghét nhân sinh mình bị người khác thiết lập, 20 tuổi liền có thể đoán trước được tương lai 200 tuổi, cuộc sống khi 500 tuổi. Lần đầu tiên ta cùng hắn tiếp xúc đã thấy ánh sáng trong ánh mắt hắn, ta cũng xác thực cần một vị kỳ tài luyện đan như thế này, cho nên ta nhấc lên nguy hiểm đắc tội xí thiên giới, mang hắn đi. Từ đó về sau, hắn theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, tấp nập đăng lâm bách tộc chiến trường. Đan thuật của hắn đã lên tới đỉnh cao nhất, càng có bố cục vận trù tốt, là đại công thần thần triều. Mà hắn, sau này chính là đan sư Thánh Vương, Dương Vương của thần triều. Khương Phàm lắc đầu nói. Ta đã thực hiện lời hứa của ta, cho hắn nhân sinh tuyệt luân đặc sắc, dẫn hắn chứng kiến đặc sắc của thế giới, hắn mang theo lên tới địa vị thế nhân cộng tôn. Nhưng, cuối cùng ta lại chiến tử, hắn cũng theo chúng sinh chịu chết. Tại thời điểm ta hắn mang đi, từng đã nói qua với giới chủ xí thiên giới, sẽ còn mang hắn về, thế nhưng ta lại nuốt lời. Dạ An Nhiên xúc động, lại nghĩ tới đoạn lịch sử Khương Phàm nói kia. Mấy chục năm gió tanh mưa máu, mấy chục năm Nam Chinh Bách Chiến, bọn hắn dùng chiến tích huy hoàng không gì sánh được, tạo nên kỳ tích trấn cổ thước kim. Nhưng tất cả huy hoàng, tất cả truyền kỳ đều đã im bặt mà dừng vào thời khắc ấy. Rất đột nhiên, rất tàn khốc, mà bọn hắn lại dùng vinh quang cùng máu tươi chồng chất lên thần đàn, cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Dạ An Nhiên khó có thể tưởng tượng được con dân thần triều đang ở trên kiêu ngạo, tự hào kia trong mấy ngày ngắn ngủi lại tuyệt vọng cùng bi thương, càng khó có thể tưởng tượng được bọn người thiên hậu lại quyết tuyệt cùng điên cuồng chịu chết tập thể. Đáng sao? Dùng toàn bộ thần triều, đổi lấy một người trùng sinh. Dạ An Nhiên yên lặng lắc đầu, giá trị cùng không đáng, chỉ sợ người ngoài không có tư cách đánh giá. Nếu bọn họ đã làm như vậy, chí ít vào thời khắc ấy, bọn họ đã không oán trách, không hối hận. Khương Phàm lắc đầu, nói. Ta kỳ thật rất không nguyện ý đến xí thiên giới, cũng không nguyện ý mạo phạm xí thiên giới. Có thể ngươi bây giờ muốn giết Ly Hỏa Thánh Chủ, đây không tính là mạo phạm xí thiên giới sao? Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp đặc biệt. Trên đường đi, từ đầu đến cuối Khương Phàm vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Muốn giết Ly Hỏa Thánh Chủ kỳ thật rất không dễ dàng, dù sao hắn cũng đã trốn đến trong xí thiên giới, lại thuộc về xí thiên giới. Nếu như trực tiếp giết, càng tương đương với mạo phạm xí thiên giới, sẽ chọc đến phiền phức, không chỉ ảnh hưởng chuyến đi đến trung vực của hắn, còn có thể ảnh hưởng đến chiến tranh trong đại hoang. Nói nghe một chút, ta muốn gia nhập xí thiên giới. Cái gì? Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn Khương Phàm, đây là thật sự là không nghĩ tới. Trực tiếp giết chết hắn, chẳng khác gì công nhiên khiêu chiến xí thiên giới. Ta sẽ trở thành luyện đan sư trong xí thiên giới trước, lại giết hắn, chẳng khác nào là ân oán nội bộ. Ngươi không sợ sau khi lộ rõ thân phận xí thiên giới sẽ bán ngươi đi. Dạ An Nhiên thực sự phục tư duy của hắn luôn rồi, làm sao mỗi lần đều làm được, lập dị, như thế. Cho nên trước tiên phải quan sát tình hình thế nào đã. Nếu như cuối cùng còn có thể giữ lại được danh hào, trưởng lão cung phụng, của xí thiên giới, khi tiến vào trung vực cũng coi như có một thứ hộ thân, chí ít trên mặt nổi cũng không ai dám giết ta. Lấy tính cách huyên náo nhiễu loạn của ngươi, ngươi cảm giác xí thiên giới dám thu nhận ngươi. Trong xí thiên giới, tất cả đều là luyện đan sư, đám gia hỏa kia mặc dù rất cổ hủ khô khan, càng không nguyện ý trêu chọc thị phi, nhưng một ít người dưới tình huống đặc biệt, bọn hắn thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Ngươi xem chuyện bọn hắn công nhiên đối kháng với thánh địa trung ương này, liền làm tương đương. Dữ dội. Bọn hắn tiếp thu Ly Hỏa Thánh Chủ, là bởi vì Ly Hỏa Thánh Chủ đáng giá. Đại địa Nam Bộ trước đó, xí thiên giới cùng Ly Hỏa Thánh Địa là hai đại đoàn thể luyện đan mạnh nhất, mặc dù thế lực hai bên chênh lệch vô cùng lớn, nhưng danh khí còn tại đó, huống chi Ly Hỏa Thánh Chủ còn mang theo tất cả thánh hỏa cùng đan thư của thánh địa. Ta làm như vậy mặc dù mạo hiểm, nhưng vẫn có tính khả thi. Khương Phàm nhếch miệng cười một tiếng,
hắn nắm bả vai Dạ An Nhiên, nói. Nàng phải biết, làm đại sự, ba phần chuẩn bị, ba phần chấp hành, ba phần vận khí, còn lại một phần là dũng khí. Nếu như chuyện gì cũng đều là nắm chắc 10 phần mới ra tay, đời này đừng nghĩ có tiền đồ. Dạ An Nhiên nhìn Khương Phàm khoác tay lên trên vai mình, không có thẹn thùng, mà là bất đắc dĩ. Đây là lần thứ ba đi cùng nhau tới, xảy ra chuyện gì? Không phải chạy đi yêu nhau sao, sao càng ngày càng có cảm giác kết bái thành huynh đệ vậy? Hung Linh Hầu Phủ ở đâu? Tiểu Hồ Ly lẻn đến trên đầu Khương Phàm, ngước cổ lên nhìn xung quanh. Bá Vương Chiến Quốc chia thành cửu đại thành khu, Hung Linh Hầu Phủ ở thành khu thứ ba, còn phải đi lên nữa. Khương Phàm dắt Tiểu Hồ Ly, ôm đến trong ngực đi lên phía trước. Uy, có hứng thú trải nghiệm một chút hay không? Tiểu Hồ Ly chuyển con mắt như tên trộm, nhỏ giọng giật dây. Trải nghiệm cái gì? Ngươi nói xem là cái gì, hoa lâu. Ngươi biết cái gì gọi là hoa lâu? Biết nha, Kiều Thiên Mạch đã mang ta đi qua. Ở đâu? Khương Phàm ngạc nhiên. Phượng Thành đó, hắc hắc. Khương Phàm im lặng lắc đầu. Rất kích thích. Tất cả đều là mỹ nữ, còn rất nhiều loại nữa. Ta thấy nữ tử Bá Vương Chiến Quốc phổ biến càng xinh đẹp, khẳng định kích thích hơn. Tiểu gia ta có kinh nghiệm, ta mang ngươi đi đến đùa giỡn một chút. Ngươi thành thật một chút cho ta, tuyệt đối đừng biến thành hình người. Tiểu gia ta là vì tốt cho ngươi. Im miệng. Ngươi còn không tin, mỗi ngày trông coi nữ hài nhi An Nhiên kiểu này, vậy mà ngươi lại không có cảm giác. Khẳng định là ngươi có chút bệnh gì đó rồi. Im miệng. Hai ta vụng trộm đi đến, nhìn xem rốt cuộc ngươi có được hay không. Đây là vì tốt cho ngươi, cũng là phụ trách đối với An Nhiên. Dạ An Nhiên ở bên cạnh liên tục lắc đầu. Lúc nói thì thầm, có thể cách xa ta một chút hay không? Khương Phàm đi tới, bỗng nhiên ngừng, nhíu mày nhìn qua phía trước. Phát hiện cái gì rồi? Dạ An Nhiên khẽ vuốt đầu ngón tay, ngưng tụ 5 viên linh nguyên châu mượt mà đẹp đẽ. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận một lát, đẩy ra đám người chen chúc chạy về phía trước. Xuyên qua 5 con đường, Khương Phàm đứng tại một góc đường, định thần cảm nhận. Niết bàn thạch. Niết bàn thạch là gì? Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn xung quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật sự là niết bàn thạch. Khương Phàm vừa cảm thấy ngoài ý muốn vừa vui mừng. Ngươi nói gì đi chứ? Tiểu Hồ Ly lẻn đến trên bả vai hắn, cũng ngắm nhìn cửa hàng gần đó. Sau khi ta tiến vào thánh linh cảnh, sẽ mở ra thân thể bảo tàng chân chính, mạnh nhất chính là đại niết bàn thuật, chính là khởi tử hoàn sinh. Quá trình niết bàn sẽ ngưng tụ ra niết bàn thạch, năng lượng vô cùng cường đại, có thể làm cho ta sau khi phục sinh thông qua nó nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận được nguồn năng lượng kia, tiếp tục xuyên thẳng qua trong đám người, đi lên phía trước. Tại thánh linh cảnh, đại niết bàn thuật của ta sẽ có rất nhiều điều kiện hạn chế, đến thánh vương cảnh giới, niết bàn thuật của ta có thể đạt tới vấn đề phượng hoàng thuần huyết. Mà sau khi đạt tới thánh hoàng cảnh giới, niết bàn thuật của ta sẽ mạnh hơn phượng hoàng, đạt tới vấn đề càng mạnh. Chỉ cần tại thời điểm tử vong thỏa mãn điều kiện rất đơn giản liền có thể nhanh chóng sống lại. Đồng thời có thể tại thời điểm đang ngưng tụ niết bàn thạch, cướp đoạt loại năng lượng giết chết ta kia. Hoặc là loại bí thuật kia, làm việc cho ta. Khuôn mặt Dạ An Nhiên có chút động, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm. Giết không chết liền đủ nghịch thiên. Lại còn có thể cướp đoạt năng lực. Chẳng phải là nói, ai giết hắn, sau khi hắn sống lại liền sẽ mang theo một phần thực lực của người đó sao? Trách không được càng về sau Khương Phàm lại càng có thể cường đại như vậy, cường đại đến mức có thể thống lĩnh thương huyền, cường đại đến mức khiến tám phương kiêng kỵ. Cường đại đến mức cần thiên kiếp mới có thể hủy diệt. Ngươi, cái này, đơn giản là chơi xấu. Tiểu Hồ Ly đều không thể bình tĩnh, như vậy thì ai còn dám giết ngươi? Kiếp trước tổng cộng có 32 lần ta vận dụng đại niết bàn cấm thuật, trong đó có 3 lần là tình huống đặc thù. Sau khi khởi tử hoàn sinh hoàn cảnh đã an toàn, ta không có dùng niết bàn thạch, mà là đánh nát bọn nó phân tán cho thuộc cấp. Năng lượng của niết bàn thạch vô cùng phong phú. Có linh lực, huyết khí, hồn khí các loại, tương đương với hài cốt của ta, cho nên công hiệu cũng rất cường đại. Thuộc cấp đạt được niết bàn thạch đa số đều trực tiếp dùng, nhưng có một số lại trở thành kỷ niệm. Dù sao vào lúc đó, người có thể có được niết bàn thạch đều là tâm phúc đáng tin cậy,
càng mang ý nghĩa bọn hắn vừa làm bạn với ta trải qua một trận sinh tử chiến thảm liệt. Đối với bọn hắn mà nói, đó là vinh dự đáng giá kiêu ngạo, càng là chí bảo chấn tộc có thể truyền thừa cho hậu đại. Khương Phàm đi theo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đi tới phân khu thứ 7, đứng trước một tòa kiến trúc xa hoa. Nơi này, ngươi xác định? Dạ An Nhiên không bình tĩnh. Thật sự là nơi này, ngươi xác định? Tiểu hồ ly lại hưng phấn, mắt to sáng lấp lánh trực nhìn chằm chằm phía trước. Hồng quán, hoa lâu lớn nhất, xa hoa lãng phí nhất thứ phân khu 7 tại Bá Vương Chiến Quốc. Có thể đi đến nơi này hưởng thụ, không phú thì quý, mà ngắn ngủi một đêm đều phải ném thiên kim. Khương Phàm nhìn những người phía trước oanh oanh yến yến mỹ lệ chiêu đãi bọn họ, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là thay đổi sắc mặt. Niết bàn thạch sao lại xuất hiện ở nơi này? Là trên thân ở công tử ca nào đó ở bên trong sao, hay là mang trên thân nữ tử phong trần nào đó? Có thể có được niết bàn thạch của hắn đều là thuộc cấp trung thực kiếp trước, đều là huynh đệ tình nghĩa quá mệnh. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như giữ lại niết bàn thạch không nỡ dùng, liền khẳng định nhìn so với mệnh đều quan trọng, không phải tự mình giữ lại, thì chính là truyền cho hậu nhân. Chẳng lẽ trong này có hậu nhân thuộc cấp nào đó kiếp trước của hắn? Thất thần làm gì, vào xem thôi. Tiểu hồ ly hưng phấn thúc giục, ha ha, mệnh, đây chính là mệnh, ngươi không muốn đi đến, lão thiên nắm lấy đường túm ngươi kéo đến bên trong. Trước chờ một chút, Khương Phàm càng hy vọng là hậu nhân nào đó đang tiêu phí bên trong, nếu như là như thế, nhiều nhất ngày mai sẽ ra tới. Giả vờ chính đáng, ta dám nói nếu như Dạ An Nhiên không ở nơi này, ngươi khẳng định đã tiến vào. Tiểu hồ ly buồn bực xì hơi. Khương Phàm không để ý tới nó, đi đến trong ngõ hẻm đối diện, yên lặng cảm nhận niết bàn thạch bên trong hồng quán. Nhưng, bọn hắn đợi từ giữa trưa đến trời tối, từ trên trời đen đợi đến hừng đông, đảo mắt lại đến ngày thứ ba, một mực không có cảm thấy niết bàn thạch rời khỏi hồng quán. Mà năng lượng niết bàn thạch giống như từ đầu đến cuối đều dừng lại tại một vị trí. Sắc mặt Khương Phàm đã trở nên khó coi, chẳng lẽ là một vị hậu nhân nào đó lưu lạc phong trần rồi. Chúng ta vào xem. Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ nhìn hồng quán ở trước mặt. Nàng vậy mà lại phải bồi thiếp nam tử của mình ngồi chờ bên ngoài hoa lâu 2 ngày 3 đêm. Các ngươi chờ ở bên ngoài, chính ta vào xem. Ngươi yên tâm. Tiểu hồ ly lập tức tỉnh táo tinh thần, tranh thủ thời gian kích thích Dạ An Nhiên. Ta yên tâm hắn. Cô nương ngốc. Nhưng ta không yên lòng nữ tử bên trong. Thế này mới đúng, đi đi đi. Người một nhà nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề, cùng đi. Ngươi hưng phấn cái gì? Coi như mang ngươi đi đến, ngươi cũng đừng hòng làm loạn. Dạ An Nhiên khó chịu. Nàng tu luyện uy lực ngũ hành, cảm ngộ bí mật của tự nhiên, từ tâm cảnh đến linh hồn đều đã tinh khiết không nhuốm bụi trần, lại phải cùng bọn hắn thảo luận cái chủ đề này. Xem cho qua nghiện cũng được mà, còn không phải tự thân đi làm. Các ngươi chờ ở chỗ này, chính ta vào xem tình huống như thế nào. Khương Phàm để bọn hắn lại, đi ra con phố nhỏ. Hắn đầu tiên là đến thương hội gần đó, dùng đan dược trong thanh đồng tiểu tháp đổi số lượng lớn tinh tệ, sau đó đổi trường bào luyện đan sư tinh xảo, kích thích mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt. Vị công tử này, là đến buông lỏng, hay là đến hưởng lạc? Phía trước hồng môn xa hoa, một nữ tử mỹ lệ cao gầy ngọt ngào chiêu đãi tiếp đón Khương Phàm. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có luyện đan sư đến hồng quán hưởng lạc, nhưng cơ bản đều là thay đổi thường phục, rất ít trực tiếp mặc áo bào trắng mà đến. Vị gia này, đủ thoải mái thật. Ngươi có thể tin tưởng ta. Đương nhiên tin tưởng, U Mộng tin tưởng mỗi vị công tử tiến đến đây. U Mộng nhìn xung quanh gian phòng tao nhã tĩnh mỹ lịch sự, cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp trong vắt, nhưng lại hốt hoảng. Trong căn phòng này, mỗi một ngày đều là một giấc mộng, nhiều loại mộng. Trong mộng, hết thảy, ta đều sẽ cho là thật. Tại một khắc công tử tiến đến đây, ta, hôm nay đã nằm mộng. Bắt đầu. Khương Phàm nhìn nữ tử mỹ lệ, hơi nhíu lông mày lên. Nhìn ra được nữ tử này đã triệt để chết lặng. Chết lặng cuộc sống ở nơi này, chết lặng sinh mệnh của mình. Nàng đã xem mình như con rối, phối hợp với mỗi một nam tử nào đó tiến đến. Nàng không có phản kháng, mà là tận tâm phối hợp với bọn hắn, tin tưởng bọn hắn, hư giả còn sống. Có lẽ như thế này, mới có thể để cho nàng quên đi hiện thực, quên đi đau đớn. U Mộng cô nương, ta thật có thể mang ngươi đi.
Khương Phàm dẫn xuất hắc khí từ trong thanh đồng tiểu tháp, rộng mở cửa nhà lao. U Mộng hoảng hốt, ánh mắt lại nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Công tử, ngài biết phía sau Hồng Quán là thế lực phương nào không? Là Bá Vương Phủ, chỉ bằng hành động bây giờ của ngài, Bá Vương Phủ liền đã có thể bắt lấy ngài. Ta không sợ Bá Vương Phủ. Người trong thiên hạ không có ai không sợ Bá Vương Phủ. Công tử, nếu như ngài thật không phải đến hưởng dụng U Mộng, bây giờ có thể rời khỏi. Tuy nhiên, tiền vẫn không thể lấy lại. U Mộng cô nương, ta không phải cố ý để cho ngươi nhớ lại những chuyện thương tâm, chỉ là tảng đá kia của ngươi đối với ta quá quan trọng. Ta có thể cam đoan, bất luận như thế nào, đều sẽ ngươi mang ra khỏi Hồng Quán. Công tử hiểu lầm, ta không muốn rời khỏi Hồng Quán. Ta thuộc về nơi này, ta cần nơi này. U Mộng sau khi nói đến đây, trong đôi mắt sáng rỡ hiện lên từng tia yêu thương. Nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Phàm trần chờ một lát, nói. Nếu nơi này là Hồng Quán, ta là tới tiêu phí. Ta có thể hưởng dụng thân thể của ngươi, cũng có thể hưởng dụng bí mật của ngươi. U Mộng cô nương, ra cái giá. U Mộng vẫn lắc đầu. U Mộng tại Hồng Quán chỉ bán thân không bán tình, cũng không bán qua lại, không bán hồi ức. Ta chỗ này có rất nhiều đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một viên đều là tam phẩm trở lên. Khương Phàm lấy ra hơn 50 viên thuốc từ trong thanh đồng tiểu tháp, bày đầy bàn. Thời điểm hắn đang nghe U Mộng nói nàng cần nơi này, liền có thể đoán được khẳng định là nàng có lo lắng, có bất đắc dĩ. Nếu như thế, cũng chỉ có thể trao đổi ích lợi. U Mộng nhìn tràn đầy một bàn đan dược, do dự. Nàng đã nằm mơ tại nơi này quá lâu, nàng không nguyện ý đụng vào thế giới thật, không nguyện ý lại hồi tưởng những ký ức đã từng kia. Thế nhưng, U Mộng buồn bã cười một tiếng, vẫn mở miệng. Nếu công tử nguyện ý khẳng khái, U Mộng cũng sẽ trực tiếp. Khối ngọc thạch này là có người treo ở trên người ta, trừ phi ta chết đi, nếu không cầm không xong. Quê hương của ta tại Thập Vạn Đại Sơn xa xôi, phụ thân lại là đầu lĩnh của bộ lạc. Bộ lạc của chúng ta là bộ lạc Lôi Vân, xem như một thế lực tương đối mạnh ở nơi đó. Ta còn có hai tỷ tỷ, một ca ca. Linh văn của tỷ muội chúng ta rất bình thường, đều là 3-4 phẩm. Nhưng ca ca ta, lại đã thức tỉnh lục phẩm linh văn. Hắn rất cố gắng tu luyện, cũng nhận bộ lạc bồi dưỡng. Cuộc sống của chúng ta, rất bình tĩnh, rất hạnh phúc. Nhưng hết thảy tất cả đều đã thay đổi vào 5 năm trước. Đó là vào sáng sớm một ngày bình thường, bộ lạc ra ngoài tu luyện, đi săn, cứu được một nam tử. Thương thế hắn rất nặng, đã hôn mê, trong ngực còn ôm một tiểu nữ hài nhi. Phụ thân thấy bọn hắn đáng thương liền mang về bộ lạc, dùng rất nhiều dược liệu quý giá, muốn cứu sống bọn hắn. Thật đáng tiếc, bọn hắn không có chịu nổi, tại khuya hôm đó liền chết. Nam tử kia đến chết vẫn đều ôm tiểu nữ hài nhi, mà tiểu nữ hài nhi lại một mực ôm một cái hộp ngọc. Chúng ta mở hộp ngọc ra, bên trong là hai viên ngọc thạch như thế này. Phụ thân tưởng rằng một loại bảo bối nào đó, liền thử dùng lôi điện kích thích, chỉ là ngọc thạch không phản ứng chút nào. Chỉ tại lúc ấy, chúng ta tưởng rằng không phản ứng chút nào. 3 ngày sau, vào đêm khuya, U Mộng mở rộng, giấc mộng của mình, đụng vào những ký ức đã từng. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt mông lung đung đưa sợ hãi. Một đám người thần bí xông vào bộ lạc, mang hai bộ thi thể kia đi, chu diệt toàn bộ lạc, chỉ để lại ca ca cùng ta. Bọn hắn mang ngọc thạch trên người chúng ta, lấy thân phận nô lệ. Đưa đến Bá Vương chiến quốc. Từ đó về sau, ta thành hoa khôi nơi này, ca ca thành thị vệ nơi này. Khương Phàm nhìn bộ dáng U Mộng buồn bã, không đành lòng, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng đôi phụ tử kia không? Quên rồi, lúc ấy đều là phụ thân và mọi người xử lý. Đám người thần bí kia thì sao? Ta lúc ấy đang say ngủ, nghe bên ngoài có động tĩnh, khi đi ra, đã là một mảnh huyết quang. Từ đó về sau, ta từ đầu đến cuối bị mang theo mặt nạ, cái gì cũng đều không nhìn thấy, bị bán thẳng vào Hồng Quán. U Mộng đau đớn nhắm mắt lại, thực sự không nguyện ý nhớ lại tình cảnh giống như ác mộng lúc ấy. Tại sao bọn hắn lại muốn bán các ngươi tới nơi này? Không biết. U Mộng vô lực lắc đầu. Khương Phàm âm thầm suy nghĩ, đám người thần bí kia hẳn là đuổi theo Niết Bàn Thạch. Đồ sát toàn bộ lạc, lại chỉ để lại huynh muội bọn họ. Còn mang ở trên người đưa đến nơi này. Chẳng lẽ là, mồi nhử?
Bọn hắn đang dùng hai huynh muội này làm mồi dụ, dẫn dụ người truy tìm Niết Bàn Thạch. Ai đang bố cục? Ai biết Niết Bàn Thạch? Người dẫn dụ là ai? Là thân tộc đôi phụ tử kia sao? Tại sao muốn đưa tới nơi này? Bởi vì nơi này là nơi náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất Nam Bộ sao? Nếu phía sau Hồng Quán là Bá Vương Phủ, có thể nào là có liên quan cùng Bá Vương Phủ hay không, hay là thế lực khác?